Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 436, Vô Trần xem. Tiêu Phàm, thế nào? Cơ Khinh Xa khẩn cấp hỏi, dưới tình thế cấp bách, cái gì lễ phép lễ tiết đều ném đến lên 9 tầng mây đi, Tiêu Phàm thốt ra. Càn Khôn Đỉnh giết hết mặt quỷ, không tốn sức chút nào. Mặc dù nói cái này mặt quỷ chỉ là từ một giọt máu phía trên bám vào tà khí huyễn hóa mà thành, đạo hạnh thấp, Càn Khôn Đỉnh thì là vô cực môn bảo vật trấn giáo, song phương căn bản không phải một cái tầng cấp. Nhưng mà Càn Khôn Đỉnh trung quy là khắc chế mặt quỷ, nói cách khác, vô cực môn thuật pháp, có thể đối phó cái này hàng đầu thuật. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, cái này máu hàng thuật tà khí rất nặng, lại căn cơ nông cạn. Xem ra lúc trước tu luyện loại này hàng đầu thuật thời điểm, Phạm Anh nóng lòng cầu thành, một mực đi nhập đề, xem nhẹ cơ sở. Âm độc là đầy đủ âm độc, căn cơ lại rất không chặt chẽ. Đúng là như thế, ta cũng là dạng này suy đoán, đáng tiếc lúc ấy chúng ta thân ở Lạc Già Thành, bây giờ không có thời gian đến cẩn thận nghiên cứu. Vạn nhất nếu là Phạm Anh đem Zino rời ra ngoài, thân tự xuất thủ đối trả cho chúng ta, sợ là ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Cơ Khinh Xa nói, ngữ khí có chút hận hận, Phạm Anh ngay từ đầu liền đi vào lạc lối, xem ra muốn tại hàng đầu thuật trên có đại thành tựu là khả năng không lớn. Tiêu Phàm chắc chắn nói, mặc kệ là cái gì thuật pháp, đều giảng cứu cái nền móng chắc cố. Căn cơ bất ổn, một mực bốc lên tiến vào, chung quy không phải chính đồ. Trong thời gian ngắn có lẽ thấy hiệu quả rất nhanh, đợi đến tương đối cao thâm cảnh giới thời điểm, lại cuối cùng cả đời, đều lại khó có cái gì tiến bộ. Cơ Khinh Xa liên tục gật đầu, nói, đây là khẳng định, Phạm Anh nhân sinh lý tưởng cũng không phải thành vì một cái giảm nhiều đầu sư, mà là Lạc Già Thành đệ nhất đại gia tộc trưởng môn nhân. Chỉ cần có Zino bảo bọc, tại Lạc Già Thành, cái khác bè cánh hàng đầu sư, bình thường sẽ không dễ dàng ra tay với hắn. Mà Cừu Đại Quốc Sư, sớm đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết, rơi già bang chân chính tai to mặt lớn, thường xuyên lộ mặt giảm nhiều đầu sư, cũng chỉ có Zino cùng số ít mấy người. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Lại nói người Hoa tứ đại gia tộc tại Lạc Già Thành thế lực cũng phi thường khổng lồ, tăng thêm đạo giáo tại Lạc Già Thành hương hỏa hưng thịnh, dù coi như là cao minh giảm nhiều đầu sư, cũng vô cùng kiêng kỵ. Tiêu Phàm, Phạm nhà cái này máu hàng, còn có thể giải a? Cái này tiếng thứ hai Tiêu Phàm, liền đã làm cho phi thường thuận miệng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tùy ý bên trong mang theo mấy phân thân mật, thử nhìn một chút, Tiêu Phàm không thế nào do dự, liền là nói. Vì Phạm Nhạc giải trừ máu hàng chi thuật, cố nhiên muốn chậm trễ một hai ngày, nhưng nếu như Cơ Khinh Xa cùng Phạm Nhạc đều có thể cùng hắn cùng đi rơi giả bang. Cái này trợ lực lại rất lớn, dù sao bọn hắn là Lạc Già Thành đã từng địa đầu xa. Ít nhất hoàn cảnh cùng ngôn ngữ, đều so hắn quen thuộc được nhiều, có thể rất tốt dung nhập vào nơi đó xã hội, dễ như trở bàn tay hoàn thành một chút Tiêu Phàm mình rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Quá tốt, ngay cả nhất quán trấn định tự nhiên. Cực kỳ giảng cứu phong độ khí chất Cơ Khinh Xa, trong lúc nhất thời cũng có chút phong hình, không chịu được hoan hô ra tiếng. Phạm Nhạc cứng nhắc trên mặt cũng thần sắc chấn động, bất quá nơi này khẳng định không được, chúng ta được tìm nơi thích hợp. Tiêu Phàm quan sát một chút xa hoa phòng xếp kim bích huy hoàng phòng khách. Lắc đầu, nói, Cơ Khinh Xa gật đầu nói phải, tại loại này cấp 5 sao khách sạn bên trong cách làm. Dẫn động thiên địa dị tượng, chỉ sợ sẽ rất phiền phức. Làm không tốt ngay cả ngành đặc biệt đều sẽ kinh động. Dưới mắt Tiêu Phàm nhưng không có thời gian đi xử lý những này loạn thất bát tao sự tình. Sáng sớm, giữa rừng núi sương mù rất nặng, đầu thu mặt trời đều bị che đậy tại thiên ngoại, ánh mặt trời vàng chói không cách nào xuyên thấu cái này sương mù dày đặc chiếu vào. Vòng quanh núi trên đường lớn đã có không ít người đi đường, những người đi đường này nam nữ lão ấu đều có, không ít người già trên cổ treo túi thơm, vừa nhìn liền biết là lên núi đi thắp hương hoàn nguyện. Đầu này vòng quanh núi đường cái, chỉ thông hướng một cái chỗ Vô Trần Xem. Vô Trần Xem xây ở Nam Phương thành phố vùng ngoại ô chim khách núi trên đỉnh núi, nhiều năm trước liền đã trở thành Nam Phương thành phố đạo giáo thánh địa, không ít Nam Phương thành phố dân hàng năm đều muốn đi trước Vô Trần Xem thắp hương cầu nguyện, tâm nguyện đạt thành về sau, lại muốn đi trước Vô Trần Xem thắp hương hoàn nguyện. Theo phát triển kinh tế, Nam Phương thành phố dân sinh hoạt càng ngày càng tốt, làm việc cũng càng ngày càng bận rộn. Tiến về Vô Trần Xem thắp hương cầu nguyện tín đồ lại không thấy chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày vòng quanh núi trên đường lớn khách hành hương đều là nối liền không dứt. Nhất là một chút lão bối người, ít đọc sách, không có văn hóa gì, chỉ nhớ kỹ một đầu nguyên tắc, sinh hoạt tốt, muốn kính thần kính Bồ Tát. Tại không ít khách hành hương trong suy nghĩ, Phật giáo Bồ Tát cùng đạo giáo thần tiên, cũng không có gì khác nhau, dù sao đều là thần.
một chút thành kính khách hành hương, gặp miếu tất tiến vào, gặp Phật tất bái. Mặc kệ cao cao thượng tọa chính là Phật Tổ Bồ Tát hay là Ngọc Hoàng Đại Đế Thác Tháp Thiên Vương, dù sao dập đầu khẳng định không sai. Bất quá vô trần xem sở dĩ có thể trở thành đạo giáo thánh địa, còn không chỉ là quy công cho những này thành kính khách hành hương, càng quan trọng chính là vô trần xem trụ trì vô trần chân nhân, danh khí cực lớn, bị không ít thành kính khách hành hương cung cung kính kính tôn xưng là lớn thiên sư, lão thần tiên. Vô trần chân nhân trụ trì vô trần xem hơn 30 năm, nghiễm nhưng đã trở thành Nam Phương thành phố đạo giáo giới lãnh tụ, có được tín đồ vô số. Đầu này rộng lớn bằng phẳng xi măng vòng quanh núi đường cái, chính là nhiều năm trước vô trần xem mình xuất tiền sửa chữa lại, đương nhiên, đây đều là đến từ khách hành hương tín đồ hoặc quyên tặng hoặc kính dâng từ thiện. Trước đó, thông hướng vô trần xem vòng quanh núi đường cái, hẹp tiểu rách nát, thật không tốt đi. Vô trần chân nhân không chỉ tại khách hành hương tín đồ ở trong có được như vậy đại thanh danh, tại Nam Phương thành phố thương trong vòng danh khí cũng không tiểu. Đứng đắn là Nam Phương thành phố dễ học được hội trưởng, cấp cao nhất phong thủy kham dư đại sư, không ít công ty lớn đại lão bản vừa có đại động tác, đều muốn cung thỉnh lớn thiên sư tiến về xem xét xem phong thủy âm dương, chỉ điểm sai lầm. Nghe nói có khá nhiều đại nhân vật đều khiêm tốn tiếp thụ qua lớn thiên sư chỉ điểm. Nam Phương thành phố giới kinh doanh mấy vị công nhận đại phú hào, giới kinh doanh lãnh tụ đều đối vô trần chân nhân quỷ bái, cung cung kính kính chấp vãn bối lễ tiết. Cho nên sáng sớm liền có nối liền không dứt khách hành hương hướng vô trần xem xuất phát, cũng liền không hề thấy quái lạ. Hơi tiếng còi xe vang lên, ẩm ướt trong sương mù, xuất hiện một cái cỡ nhỏ đội xe, dẫn đầu chính là một đài đen nhánh tuyết thiết long xe con, ở giữa một đài đại bôn, một đài Audi, bọc hậu lại là một đài đen nhánh tuyết thiết long xe con. Đại bôn phía trước, Audi ở phía sau. Nhưng người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, xe Audi chủ thân phận, rõ ràng cao hơn tại đại bôn chủ xe thân phận. Bởi vì xe Audi treo chính là tiểu bảng số, loại này hào đoạn biển số xe, tại toàn bộ Nam Phương thành phố cơ hồ có thể đi ngang, tuyệt sẽ không bị cảnh sát giao thông chặn lại. Người có tiền nữa, cũng không nhất định có thể làm đến cái này tiểu hào đoạn biển số xe. Loại xe này bài người sở hữu, không nhất định là lãnh đạo, lại tất nhiên cùng lãnh đạo có quan hệ mật thiết, tỉ như nha nội đảng. Đương nhiên, cũng có khả năng trong xe ngồi chính là lãnh đạo bản thân. Loại sự tình này, ai nói được rõ ràng đâu. Đen nhánh tuyết thiết long, rất rõ ràng là ra ngoài cảnh vệ địa vị. Cỡ nhỏ đội xe tại vòng quanh núi trên đường lớn bay đi, toát ra một cỗ đuôi khói, nhất thời làm phải người đi đường rất là bất mãn. Một chút lớn tuổi khách hành hương liền nói liên miên lải nhải chỉ trích những người này tâm không thành, khẳng định không chiếm được thần tiên phù hộ. Cầu thần kính thần, coi trọng nhất chính là hữu tâm. Ngay cả đường cũng không chịu đi người, có tư cách gì kính thần. Bây giờ người A, chính là quá táo bạo, có chút tiền liền thích sĩ diện. Kỳ thật những này khách hành hương bên trong, cũng không ít nhân thân giá không ít đâu. Núi cũng không cao, từ dưới núi đến đỉnh núi, mặc dù là vòng quanh núi đường cái, cũng bất quá là chỉ là số cây em lộ trình. Cỡ nhỏ đội xe rất nhanh liền chạy lên núi đỉnh, chạy qua một chỗ bàn đá xanh lát thành quảng trường, trực tiếp đi tới vô trần xem trước, ngừng lại. Tốt một cái khí thế rộng rãi đạo quán, chỉ nghe danh tự, vô trần xem thực tế không thế nào uy phong, không có tự mình đến qua người nơi này, tuyệt đối nghĩ không ra, cái gọi là vô trần xem, thế mà là như thế một đoàn miếu thờ đạo quán kiến trúc gọi chung. Từ xa nhìn lại, dù coi như vẫn tại sương mù bao phủ phía dưới, cũng có thể thấy một mảnh giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng. Mà vô trần cửa quan trước bàn đá xanh lát thành quảng trường, cũng mười điểm rộng lớn. Nguyên bản tại trên sơn đạo lộ ra không phải thường uy gió bốn đài đen nhánh sáng bóng xe nhỏ, một chạy đến vô trần xem to lớn trước cửa chính, lập tức liền lộ ra miểu tiểu. Dẫn đầu tuyết thiết long còn chưa hoàn toàn dừng hẳn, cửa xe liền bị đẩy ra, một tên thân thủ mạnh mẽ ba mươi mấy tuổi nam tử nhảy xuống, cực nhanh chạy đến thứ hai đài đại bôn trước đó, mở cửa xe, xoay người lưng còng, cười rạng rỡ, cung thỉnh lão bản xuống xe. Vị này từ đại bôn bên trên xuống tới lão bản, ước chừng 40 tuổi ra mặt. Có điển hình người lĩnh nam tướng mạo đặc thù, làn da so sánh đen, xương gò má cao ngất, bờ môi khoan hậu, mặc hàng hiệu áo thun, tóc chải bóng loáng đen nhánh, đại lão bản phái đoàn nghiễm nhiên. Bất quá giờ này khắc này, đại lão bản lại không kịp vinh mặt, chân hơi dính địa, liền là khom người eo, lùn người xuống, đi chậm chậm đi tới theo sát phía sau xe Audi trước, cung cung kính kính kéo cửa xe ra, luôn miệng nói, Lý đại tỷ, mời, mời. Sau đó, chính chủ rốt cục ra sân. Trên xe Audi đi xuống một vị áo tím váy tím trung niên nữ tử, nhìn kỹ lại, hẳn là cũng có 50 có hơn. Bất quá từ nàng trang phục đến xem,
Lý đại tỷ tựa hồ cũng không chịu nhận mình già. Áo tím váy tím phong cách thanh thoát, phi thường thích hợp 30 tuổi trở xuống cô gái trẻ tuổi, xuyên tại Lý đại tỷ trên thân, liền có chút sở dở ương ương, may mắn Lý đại tỷ bảo dưỡng khá tốt, bên hông không hiện quá nhiều thịt thừa. Không phải, thật đúng là sẽ đả thương mắt người con ngươi. Lý đại tỷ mình, hiển nhiên cũng không cho rằng như vậy. Rõ ràng nhiễm qua bầm đen tóc, cuộn thành 10 điểm tinh xảo búi tóc, mang theo tử sắc che nắng mũ, trong lúc phất tay, đều tận lực muốn cho thấy mình không giống bình thường, chỉ là kia thị trường chứng khoán quái khí tức, lại vô luận như thế nào đều khó mà tận che đậy. Rất nhiều sợi cỏ xuất thân đại nhân vật nguyên phối thê tử, tựa hồ cũng có như thế điểm thổ dương kết hợp, dở dở ương ương hương vị. Dù sao lúc trước kết hôn thời điểm, lão công của các nàng vẫn chỉ là cái tiểu nhân vật, xa xa chưa từng trở nên nổi bật, tự nhiên đối lão bà yêu cầu cũng sẽ không thể quá cao. Không có điều kiện giảng cứu nha, bây giờ thật vất vả bò lên trên cao vị, phu nhân đương nhiên phải hảo hảo nắm một thanh, xem như một loại nào đó thay. Đối với đại lão bản ân cần, Lý đại tỷ rất hài lòng. Nhưng là sau một khắc, Lý đại tỷ hảo tâm tình liền bị phá hư rơi. Dừng lại, làm gì? Một tiếng gào to truyền đến, ngữ khí cứng rắn bang, thù giảm bớt lễ tiết mạo. Lập tức liền có người ngăn lại Lý đại tỷ cùng đại lão bản đường đi. Chương 437, ngạo khí đạo quán. Ngăn lại Lý đại tỷ cùng đại lão bản đường đi, là hai tên thân mang chế phục bảo an. Vô Trần xem hương hỏa đại thịnh, có bảo an phiên trực, ngược lại là có thể lý giải. Khách hành hương quá nhiều, là cần trải vuốt, trật tự cũng nhất định phải duy trì tốt, không phải rất dễ dàng phát sinh hỗn loạn cùng chuyện ngoài ý muốn. Sắc trời còn sớm, Vô Trần xem đại môn đóng chặt, cái này hai tên bảo an là từ một bên bảo an vọng bên trong đi tới. Lý đại tỷ một trương bôi nặng nề son phấn mặt, lập tức liền đổ xuống dưới, thần sắc 10 điểm không vui. Thế mà còn có người hướng nàng ồn ào, hơn nữa còn là hai tên bảo an tử, đối với Lý đại tỷ đến nói, đây cơ hồ là hoàn toàn không thể chịu được. Bảo an đối Lý đại tỷ không vui hoàn toàn không nhìn, sụ mặt, nhìn từ trên xuống dưới một chuyến này rõ ràng đã giàu lại quý người, không có chút nào vẻ sợ hãi. Thực tế Vô Trần xem hương hỏa quá thịnh, giống như vậy đã giàu lại quý người, bảo an không biết gặp bao nhiêu, tại lão thần tiên trước mặt, còn không phải từng cái rất khéo léo, ai dám nổ cánh. Lớn thiên sư danh hiệu, tuyệt không phải gọi không, kỳ thật Vô Trần chân nhân tại tín đồ bên trong danh dự cực giai, quả nhiên là cao nhân đắc đạo, không kiêu không gấp, tuyệt không ở trước mặt mọi người làm bộ làm tịch. Chỉ là, Diêm Vương tốt thấy tiểu quỷ khó cầu, từ xưa đến nay, đều là như thế cái đạo lý. Chỉ sợ Vô Trần chân nhân cũng không rõ ràng, trong quán quản sự nhân viên thuê những người an ninh này, tại khách hành hương trước mặt vậy mà như thế kiêu căng vô lễ. Dạng này tục vụ, tự nhiên không có khả năng lại đi quấy rầy lớn thiên sư, trong quán tự có cái khác chấp sự thiên sư phụ trách xử lý những chuyện này. Đương nhiên, Vô Trần xem tuân theo không phải chính từng đạo thống, xem nửa đường người, cũng không lấy thiên sư tự xưng. Những này lớn thiên sư danh hiệu, đều là khách hành hương nhóm cho phong. Đoàn người tất cả đều gọi như vậy, trong quán các đạo trưởng cũng không tốt một vừa đi uốn nắn. Dần ra, lớn thiên sư liền thành ước định mà thành xưng hô. Lý đại tỷ đột nhiên biến sắc, đại lão bản cũng không dám đối bảo an vô lễ, với hắn mà nói, hai bên đều không tốt đắc tội. Cứ việc đối mặt chỉ là hai bảo vệ, chung quy là Vô Trần xem người, còn phải khách khí, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật nha. Đại lão bản lập tức tiến ra đón, đối hai vị bảo an cùng Nhan Duyệt sắc nói, hai vị huynh đệ, chúng ta là đến bái kiến lớn thiên sư. Ta gọi Tôn Chí Ánh Sáng, là lớn thiên sư đệ tử. Lập tức liền có tùy tùng ở một bên giải thích nói, đây là chúng ta Tôn Tổng, Kỳ Trí Tập Đoàn, Hội đồng Quản trị Chủ tịch. Dù coi như tại phú hào đầy đất đi, thằng giàu có nhiều như chó lĩnh nam bỏ bớt sẽ nam phương thành phố, Kỳ Trí Tập Đoàn Hội đồng Quản trị Chủ tịch Tôn Chí Quang đều có thể nói là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Hùng ngồi lĩnh nam bớt tài phú kim tự tháp đỉnh số ít tinh anh nhân sĩ một trong. Theo những cái kia cùng Tôn Chí Quang đã từng quen biết người đều nói, Tôn Tổng tính tình rất lớn. Muôn miệng một lời, có thể thấy được Tôn Chí Ánh Sáng họ cách, xác thực không phải như vậy bình thản. Lại có ai có thể nghĩ tới, Tôn Tổng đến Vô Trần quan chi sau. Lập tức tựa như biến thành người khác, đối mặt hai tên trẻ tuổi bảo an cũng 10 điểm hòa khí, ngữ điệu ôn nhu vô so. Hai tên bảo an không khỏi giật nảy mình. Bọn hắn mặc dù ở trên núi, lại cũng đã được nghe nói Tôn Chí Ánh Sáng đại danh. Biết đây mới thực là đại lão bản, lập tức biến sắc, không dám tiếp tục như lúc trước như thế kiêu căng. Thanh âm cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, bất quá sắc mặt vẫn như cũ có chút khó khăn. Nói, Tôn Tổng,
không phải chúng ta không nể mặt ngươi. Thực tế trong quán có quy củ, canh giờ không đến, không cho phép mở cửa. Lại nói, muốn bái kiến, lớn thiên sư, nhất định phải hẹn trước. Tôn Tổng, người có hẹn trước không? Vô Trần chân nhân như vậy đại nhân vật, đạo giáo lãnh tụ, dễ học chiếu cố dài, là thật bề bộn nhiều việc, lại không phải cố ý sĩ diện. Tôn Chí Quang trên mặt liền hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Hắn tự xưng là lớn thiên sư đệ tử, tự nhiên biết cái quy củ này. Chỉ là Lý Đại Tỷ bỗng nhiên nói ra muốn đi Vô Trần quan sát nhìn, gặp một lần lão thần tiên, hắn nơi nào tốt cự tuyệt, chỉ có thể lập tức gọi điện thoại cho trong quán quen biết chấp sự, mời hắn thay an bài. Ai ngờ không khéo chính là, chấp sự minh bạch nói cho hắn, lớn thiên sư mấy ngày nay đều không rảnh, không thể gặp hắn. Hết lần này tới lần khác Tôn Chí Quang lại tại Lý Đại Tỷ trước mặt khen cửa biển, nói mình cùng lớn thiên sư ra sao chờ rất quen. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lên trước núi đến lại nói. Trước dẫn Lý Đại Tỷ hảo hảo thăm một chút Vô Trần xem thịnh cảnh, lại nghe lớn thiên sư đệ tử nói một chút đạo đức kinh, có lẽ liền có thể lừa gạt qua đây. Đến lúc đó cùng quen biết chấp sự đạo nhân vụng trộm nói rõ Lý Đại Tỷ thân phận, có lẽ lớn thiên sư có thể thay đổi chủ ý. Thực tế Lý Đại Tỷ địa vị không thể coi thường, bình thường nhà lãnh đạo thuộc, nhưng đảm đương không nổi Tôn Chí Quang để ý như vậy hầu hạ. Liền xem như lớn thiên sư, hẳn là cũng sẽ cho chút thể diện. Không khéo chính là, tới sớm điểm, đạo quán chưa mở cửa. Bất kể như thế nào, trước muốn mời Lý Đại Tỷ đi vào mới được, đứng ở chỗ này khô cằn chờ lấy, tuyệt đối không phải cái biện pháp. Tôn Chí Quang đến cùng là đại lão bản, vô cùng có quyết đoán, không nói hai lời, liền từ trong túi móc ra bóp ra, xuất ra một thanh trăm nguyên tờ, cũng không hỏi bao nhiêu, trực tiếp nhét vào hơi lớn tuổi chút bảo an viên trong tay, cười nhẹ giọng nói, hai vị huynh đệ, tạo thuận lợi, chúng ta đi vào trước lại nói. Ngươi nhìn bên ngoài hàn lộ nặng a, chúng ta ngược lại là không quan trọng, Lý Đại Tỷ cũng không phải bình thường người. Tôn Chí riêng này là rất mịt mờ nhắc nhở hai tên bảo an, vị này Lý Đại Tỷ thân phận, so ta Tôn Chí Quang mạnh quá nhiều, các ngươi tuyệt đối đắc tội không nổi. Chỉ tiếc Tôn Tổng cái này thiếu mị mắt là làm cho mù loà nhìn, cái này hai tên bảo an nếu như trí thông minh cùng hắn Tôn Tổng đồng dạng cao, lại nơi nào sẽ còn ở lại cái này trên núi cao làm bảo an viên. Cũng may hai vị này bảo an trí thông minh không cao, hỏa hồng trăm nguyên tờ hay là nhận ra, lúc này cười rạng rỡ, đối Tôn Chí chỉ nói, Tôn Tổng quá khách khí, hiện tại thời gian không đến, đại môn là khẳng định không thể mở. Chúng ta đi cửa hông, kỳ thật hai tên bảo an ép căn bản không hề mở đại môn quyền lực, đại môn bên trong, có chân chính Vô Trần xem đạo sĩ trông coi. Cái gọi là cửa hông, thì là trong quán tạp dịch, công nhân vệ sinh loại hình nhân viên ra vào. Cách nơi này còn có không ngắn một đoạn lộ trình, cần quấn cái vòng luẩn quẩn, đi đến mấy phút. Đi cái gì cửa hông? Một cái miếu mà thôi, kiêu ngạo như thế. Tôn Chí Quang còn chưa mở miệng, Lý Đại Tỷ đã rất không cao hứng, nổi giận đùng đùng nói. Hai người an ninh này thế mà để Lý Đại Tỷ đi cửa hông, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Liền đi kinh thành đại nội, Lý Đại Tỷ cũng không đi qua cửa hông. Cái này trong đạo quán gia hỏa, coi là thật có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tôn Chí Quang lập tức liền tức giận, liền vội vàng kéo cái kia lớn tuổi chút bảo an, hạ giọng, vội vã nói, huynh đệ, ta nói cho ngươi, Lý Đại Tỷ nhưng là đại nhân vật, trong tỉnh đến, đại nhân vật a. Các ngươi dàn xếp một chút, ta khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi. Thấy Tôn Chí Quang trên trán mồ hôi đều xuất hiện, bảo an cũng ý thức được Lý Đại Tỷ có lẽ thật là một cái đại nhân vật, miệng bên trong cũng không dám nói lung tung. Xem ở Tôn Chí Quang kia một nắm lớn trăm nguyên tờ trên mặt, lớn tuổi bảo an nghĩ nghĩ, nói Tôn Tổng, dạng này, mời các người mấy vị trước ở đây chờ một chút, ta đi vào cùng trong quán thiên sư hồi báo một chút. Hảo hảo, vậy liền vất vả ngươi. Tôn Chí Quang luôn miệng nói, đưa tay lau một cái trán giò rỉ ra mồ hôi. Lớn tuổi bảo an đáp ứng một tiếng, giống như bay hướng về cửa hông phương hướng chạy tới. Tôn Chí Quang lại lấy điện thoại cầm tay ra. Ôm vạn nhất may mắn tâm lý cho quen biết chấp sự đạo nhân gọi điện thoại, kết quả hay là cùng vừa rồi đồng dạng, không thông. Tôn Chí Quang biết, đây là đang làm tảo khóa. Vô Trần chân nhân khóa đồ rất nghiêm, trong quán chấp sự đạo nhân, mặc kệ tục vụ nhiều bận bịu, sớm tối công khóa, nhất định phải cẩn thận hoàn thành. Mắt thấy bảo an chạy như bay mà đi, Tôn Chí Quang lại tranh thủ thời gian quay trở lại đến Lý Đại Tỷ bên người, gật đầu không ngừng cúi người, nói liên miên lại nhải nói xin lỗi lời nói. Lý Đại Tỷ đối Tôn Chí ánh sáng thật có lỗi có tai như điếc, cao cao dương đầu lên, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Vị này Lý Đại Tỷ họ Cách, cùng đại nhân vật là khác biệt,
những người khác muốn là đụng phải loại tình huống này, vô cùng có khả năng phải tay áo bỏ đi, chậm rãi lại cùng đạo quán tính sổ sách. Lý đại tỷ lại vẫn cứ muốn chờ ở tại đây, nhìn xem đạo quán bọn gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu ngạo khí. Đến lúc đó để các ngươi biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Tôn Chí Quang trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết dạng này, thật không nên tại Lý đại tỷ trước mặt đàm luận lớn thiên sư, không liền không có dạng này xấu hổ sự tình a. Chỉ là đến cái này quan khẩu, hối hận cũng vô dụng. May mà trăm nguyên tờ uy lực to lớn, không bao lâu, lớn tuổi bảo an liền theo tại một tên chừng 30 tuổi đạo sĩ sau lưng đi tới. Tôn Chí Quang giống như là mò được cứu mệnh đạo thảo, lập tức còng lưng eo, bước nhanh tiến lên, hướng về ít nhất so hắn tuổi trẻ mười mấy tuổi đạo sĩ lại là gật đầu lại là cúi người, nói ra mình quen biết chấp sự đạo nhân pháp danh. Trẻ tuổi đạo sĩ trên dưới dò xét hắn một chút, lại liếc nơi xa 10 điểm không vui Lý đại tỷ một chút, hướng Tôn Chí Quang chắp tay lại. Không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, cư sĩ cũng là có duyên người, liền nên biết chúng ta vô trần xem quy củ. Chúng sinh hòa các loại, đối tất cả mọi người là đối xử như nhau. Hiện tại canh giờ chưa tới, sơn môn không thể khẽ mở. Các vị cư sĩ nếu là sợ hàn lộ quá nặng, vậy liền mời theo ta từ cửa hông tiến vào xem, uống trước chén trà nóng ủ ấm thân thể. Ha ha, tốt, tốt cực kỳ. Lý đại tỷ lần này không những không giận mà còn cười, cũng không để ý tới Tôn Chí Quang cầu tình ánh mắt. Trực tiếp móc ra điện thoại, gọi một cú điện thoại. Tôn Chí Quang sắc mặt đại biến. Lão Lương, ta nói cho người chuyện Tiếu Lâm A. Bên kia toa, điện thoại rất nhanh liền bấm, Lý đại tỷ ấn rảnh tay khóa, lớn giọng, cao giọng nói, trong giọng nói, tất cả đều là phẫn uất chi ý. Tôn Chí Quang trùng điệp nuốt ngụm nước miếng, trên trán đại hán gợn sóng mà hạ. Hôm nay việc này, thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Thời giờ bất lợi A. Nhưng là sau một khắc, Lý đại tỷ lớn giọng liền câm, miệng há lớn, không biết làm sao. Tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, điện thoại bên kia truyền đến một vị trung lão niên nam tử cực kỳ thanh âm uy nghiêm, chỉ bất quá giờ phút này, trong thanh âm xen lẫn nói không nên lời tức giận chi ý. Vô trần xem, ngươi làm sao đến đó rồi? Ai bảo ngươi ở nơi đó gây chuyện? Lão Lương, ta không có nháo sự a. Lý đại tỷ lập tức liền bị cái này bắn liên thanh đánh ngất xỉu, ngập ngừng nói. Thanh âm lập tức thấp 8 độ. Ngươi không có nháo sự, không có nháo sự ngươi gọi điện thoại gì. Người ta nơi đó là cái gì quy củ, ngươi liền hảo hảo tuân thủ, làm cái gì đặc thù. Quả thực là lẽ nào lại như vậy, lập tức cho người ta xin lỗi. Lý đại tỷ giận xem líu lưỡi, nửa ngày nói không ra lời. Chương 438, tổ sư ra cùng trưởng giáo sư thúc. Liền ở thời điểm này, một đài taxi chạy đến vô trần xem đại môn trước đó. Hai nam một nữ ba tên người trẻ tuổi đi xuống xe, thấy đoàn người một trận sững sờ. Hai nam cũng là thôi, cô nương kia thực tế đẹp mắt. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu trưởng giáo cùng Phạm Nhạc, đều có thể xưng soái ca, chỉ trách Tiêu Phàm bên người nữ hài tử thật xinh đẹp. Vô luận là Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Cơ Khinh Sa hay là Trần Dương, Phương Du Mỹ, liền không có một cái không phải đại mỹ nữ. Tiêu Trần Nhân bị không để ý tới cũng chính là đương nhiên. Nhưng ở Tôn Chí Quang cùng Lý đại tỷ trong mắt, tình hình đương nhiên không phải như vậy, tên tiểu bạch kiểm này đi ở phía trước, đại mỹ nữ đi theo phía sau, không hề nghi ngờ, tại cái này tổ hợp ba người bên trong, tiểu bạch kiểm mới là địa vị cao nhất người. Lý đại tỷ cùng Tôn Chí Quang trường kỳ vị trí hoàn cảnh, quyết định bọn hắn đối đãi sự vật phương thức cùng người bình thường có khác biệt về bản chất. Bất quá, Tiêu Phàm hiển nhiên cũng không mười điểm để ý ánh mắt của người khác, hắn mỉm cười lấy ánh mắt hướng Lý đại tỷ Tôn Chí Quang thoảng qua ra hiệu. Trực tiếp thẳng hướng về kia vị trẻ tuổi đạo sĩ đi qua. Đạo trưởng, hữu lễ. Trẻ tuổi đạo sĩ ánh mắt ngược lại cũng không kém, nhìn ra được Tiêu Phàm không phải phổ thông khách hành hương, vội vàng đáp lễ lại, nói, vô lượng thọ phúc. Tiêu Phàm nói, vị đạo trưởng này, tại hạ Tiêu Phàm, có việc muốn gặp trời thanh đạo trưởng, mời thay chuyển đạt một tiếng. Trời thanh đạo trưởng, trẻ tuổi đạo sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Tiêu cư sĩ muốn gặp ta nhà tổ sư gia, vô trần xem đương đại chủ trì chân nhân, đạo hiệu thiên thanh tử. Chỉ là nhiều năm như vậy đến, vô trần chân nhân cái danh hiệu này quá mức vang dội. Phổ thông tín đồ càng là lấy lớn thiên sư, lão thần tiên tên chi, biết thiên thanh tử cái này đạo hiệu người. Ít càng thêm ít, thậm chí trong quán đạo sĩ, đều muốn chố mắt một chút mới có thể nghĩ được, trời thanh đạo trưởng là người thế nào. Vâng, thật xin lỗi a, tiêu cư sĩ. Nhà ta tổ sư ra bề bộn nhiều việc, muốn gặp lão nhân gia ông ta, chí ít cần sách trước 3 ngày trở lên hẹn trước. Trẻ tuổi đạo sĩ vừa nói,
bên cạnh lần nữa đánh giá Tiêu Phàm ba người, thần sắc trở nên có chút xem thường. Tiêu Phàm một ngụm chính tông kinh phiến tử, hẳn là từ nơi khác đến. Khó trách không biết vô trần xem quy củ, tổ sư gia bận rộn như vậy, mỗi ngày cầu kiến hắn danh nhân hiển quý không biết có bao nhiêu. Hiện nay, đừng bảo là mời lớn thiên sư đi ra ngoài nhìn cái phong thủy phân biệt cái âm dương, tiền đi lại chỉ ít tại 100.000 trở lên. Coi như muốn cùng lớn thiên sư cùng một chỗ dùng bỗng nhiên thức ăn chay, cũng muốn tôn kính dầu vừng tiền, không ít hơn 20.000. Cái này trẻ tuổi soái ca chạy tới, há miệng ra liền muốn thấy trời thanh đạo trưởng, ngay cả lão thần tiên cũng không chịu kêu một tiếng, thực tế quá không thông hiểu giá thị trường. Nếu không phải nhìn hắn khí độ nghiễm nhiên, không giống bình thường khách hành hương, trẻ tuổi đạo sĩ chỉ sợ lời nói đều chẳng muốn cùng hắn lại nói. Tiêu Phàm cười cười, từ trong túi tay lấy ra danh thiếp, hoặc là nói. Là cùng loại với danh thiếp lớn nhỏ một chương cứng rắn trang giấy, đưa cho trẻ tuổi đạo sĩ. Trẻ tuổi đạo sĩ tiếp tới, chính phản xem xét, lập tức liền một trán sương mù, hoàn toàn không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Chương này cứng rắn trang giấy bên trên, họa một cái cổ quái đồ án, trẻ tuổi đạo sĩ nhìn một hồi lâu, mới miễn cưỡng nhận ra, tựa như là một bộ hỗn độn đồ, cứng rắn trang giấy mặt trái, thì Long Phi Phượng Vũ viết hai cái cuồng thảo chữ lớn Tiêu Phàm. Trừ cái đó ra, cứng rắn trang giấy bên trên lại không cái gì nội dung khác. Nói nó là tấm danh thiếp, thật đúng là không thể nào nói nổi. Nhiều bức nữa đại nhân vật, trên danh thiếp ngoại trừ danh tự, tổng cũng còn phải có cái số điện thoại. Làm sao họa một cái hỗn độn đồ án ở bên trên, mà lại là vẽ tay, không phải in ấn. Tiêu cư sĩ, đạo trưởng, xin đem tấm thẻ này trực tiếp giao cho Thiên Thanh Tử, hắn sẽ minh bạch. Tiêu Phàm vẫn như cũ rất ôn hòa nói, ngữ khí lại 10 điểm chắc chắn, không thể nghi ngờ. Lần này, thậm chí ngay cả trời thanh đạo trưởng đều không xưng hô, trực tiếp gọi Thiên Thanh Tử. Trẻ tuổi đạo sĩ sầm mặt lại, không vui nói, Tiêu cư sĩ, ngươi nói đùa. Ta căn bản cũng không biết đây là vật gì, làm sao có thể tùy tiện đi giao cho tổ sư gia. Ngươi đây không phải để ta đi bị mắng sao, thật sự là không hiểu thấu. Cơ Khinh Sa nở nụ cười xinh đẹp, nói tiểu đạo trưởng, ngươi tốt nhất vẫn là lập tức làm theo. Không phải, liền thật sẽ bị mắng. Ngươi có biết hay không, Tiêu tiên sinh cùng nhà ngươi tổ sư gia quan hệ rất đặc thù. Ngươi nếu là trì hoãn, nhà ngươi tổ sư gia nói không chừng thật sẽ rất tức giận. Cơ Khinh Sa chân thực niên kỷ, có lẽ còn không bằng vị này chừng 30 tuổi tuổi trẻ đạo sĩ lớn, lại luôn mồm để người ta tiểu đạo trưởng. Nói đến, cái này có lẽ cũng là đại nhân vật một loại nào đó đặc quyền. Trẻ tuổi đạo sĩ tâm tư, căn bản liền không có đặt ở loại này việc nhỏ không đáng kể phía trên, chỉ là nửa tin nửa ngờ nhìn qua Cơ Khinh Sa, tựa hồ ở trong lòng đầu ước định, Cơ Khinh Sa lời này có độ tin cậy cao bao nhiêu. Chẳng lẽ trước mắt cái này tiểu bạch kiểm Tiêu cư sĩ, coi là thật cùng tổ sư gia có một loại nào đó quan hệ đặc thù. Ân, kinh thành đến, có lẽ thật có loại khả năng này. Trẻ tuổi đạo sĩ trần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định thả tin rằng là có còn hơn là không. Trước cho thông báo lại nói, vạn nhất mấy tên này nếu là nói hưu nói vượt, loạn làm thân thích, trở ra mắng bọn hắn máu chó phun đầy đầu không muộn. Nơi này là vô trần xem địa bàn, còn sợ bọn hắn có thể bay lên trời đi. Tốt, các ngươi trước chờ một chút, ta trở về báo cáo. Trẻ tuổi đạo sĩ lần nữa dò xét bọn hắn vài lần. Trần chờ nói, quay người hướng trong quán đi đến. Nhìn đến đây, Lý Đại Tỷ nhếch miệng, tựa hồ hoàn toàn không tin Tiêu Phàm có thể cùng trong quán tổ sư gia có cái gì đặc thù quan hệ. Tôn Chí Quang lại là âm thầm cảm kích, may mắn Tiêu Phàm bọn người kịp thời đuổi tới, đem Lý Đại Tỷ lực chú ý chuyển di quá khứ. Nếu không, coi như thật xấu hổ, coi như Lý Đại Tỷ coi là thật dựa theo lão lương chỉ thị cho trong quán đạo nhân nói xin lỗi, bút chướng này cũng không phải tính tại hắn Tôn Chí trên đầu chọc không thể. Cái này nữ đồng chí nếu là một mực tại trong đầu nhớ ngươi, phiền phức thực tế không tiểu. Một trận gió núi thổi qua, Lý Đại Tỷ không chịu được giật nảy mình dùng mình một cái, tác họ kéo lái Audi xe cửa xe ngồi xuống. Bị lão công của mắng một trận về sau, Lý Đại Tỷ họ tử là sẽ không lại đùa nghịch, trong đầu kia cỗ khí, nhưng không thấy phải cứ như vậy nuốt trở vào. Tổng muốn gặp lão thần tiên, nhìn xem lão đạo này có thứ gì bản lĩnh thật sự lại nói. Muốn đúng là thần tiên sống. Lý Đại Tỷ thụ điểm ủy khuất cũng không có gì, nếu như chỉ là giả thần giả quỷ, kỳ thực dám chó không kêu, vậy cũng đừng trách Lý Đại Tỷ tại chỗ bão nổi. Lý Đại Tỷ chính ngồi ở trong xe quyết tâm, lại chỉ nghe một trận kéo kẹt âm thanh âm vang lên. Mọi người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai là vô trần xem nặng nề sơn đỏ đại môn chính tại từ từ mở ra, cửa trục cùng thạch cữu tiếng ma sát, nghe là như thế dọa người. Tùy theo,
đường 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 tiếng chuông cũng vang lên, không núi vắng vẻ, tiếng chuông xa xa lan truyền ra ngoài. Tất cả mọi người mừng rỡ. Hai tên bảo an càng là giơ cổ tay lên đến xem đồng hồ, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không phải còn chưa tới mở sơn môn thời gian a? Mặc dù chỉ không kém 10 phút, nhưng qua nhiều năm như vậy, trong quán đều là chuẩn chút mở ra đại môn, cơ hồ chưa bao giờ có ngoại lệ. Vô Trần xem quy củ, nhất quán rất nghiêm, thậm chí so một chút bộ đội còn muốn quản được nghiêm ngặt. Xảy ra chuyện gì rồi? Rất nhanh, cửa chính mở rộng, một đội ăn mặc tề chỉnh đạo sĩ, từ sau cửa nối đuôi nhau mà ra. Đi đầu một vị, ước chừng 60 tuổi trên dưới, hoa râm râu dài, tướng mạo uy nghiêm, đầu đội tử kim quan, người khoác kim quang lóng lánh đan hạc bát quái áo khoác, tay cầm phất trần, dưới chân thất tinh trèo lên mây dày, tốt một phái tiên phong đạo cốt, chính là Vô Trần quán chủ Cầm Chân Nhân, lớn thiên sư Thiên Thanh Tử. Theo sát phía sau, ước chừng có tầm 10 tên đạo sĩ, cũng từng cái ăn mặc chỉnh tề, tay cầm phất trần như ý. Hai tên bảo an không khỏi trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn tại Vô Trần quan thượng ban cũng nhiều năm, như hôm nay dạng này đại trận cầm, thật đúng là thấy rất ít. Thường thường chỉ có mỗi năm một lần sẽ, hoặc là tự mình đăng đàn giảng kinh, tổ sư ra mới có thể lấy long trọng như vậy vô so trang phục chính thức. Mà nếu như không phải sẽ, liền xem như tổ sư ra đăng đàn giảng kinh, trong quán cái khác thiên sư nhóm cũng sẽ không tụ tập phải như thế đầy đủ. Tổ sư ra đem trong quán nhất có thân phận địa vị hơn 10 tên chấp sự thiên sư đều lĩnh xuất đến. Tôn Chí Quang càng là giật nảy cả mình, mắt thấy Vô Trần chân nhân nhanh chân hướng bên này đi tới, thật xa liền khom người hạ bái, thần sắc cực kỳ thành kính. Tại Tôn Chí ánh sáng nhân sinh bên trong, trải qua hai lần đại kiếp nạn, đều dựa vào lớn thiên sư chỉ điểm sai lầm, mới biến nguy thành an, lão thần tiên danh bất hư truyền. Tôn Chí Quang vui lòng phục tùng, thành tâm quy y, bái nhập lớn thiên sư môn hạ, làm tục gia ký danh đệ tử. Thậm chí ngay cả mới từ trong xe xuống tới Lý Đại Tỷ, cũng bị điệu bộ này chấn trụ, sửng sốt một chút. Vô Trần chân nhân đối Tôn Chí Quang bọn người làm như không thấy, hào lờ đi, trực tiếp hướng về Tiêu Phàm đi tới, đi lại gấp rút, nhìn qua, thần sắc thậm chí có chút kích động. Tên kia thông truyền tuổi trẻ đạo sĩ, lần này được tặng thưởng, đi theo tổ sư ra bên người, cho tổ sư ra chỉ dẫn Tiêu Phàm là vị nào. Nếu là đặt tại Hòa nói, lấy hắn tại xem bên trong địa vị, muốn gặp tổ sư ra một mặt cũng khó khăn. Lại càng không cần phải nói vượt qua hơn 10 vị sư môn trưởng bối, tại dạng này lớn trường hợp dưới đi theo tổ sư ra bên người hầu hạ. Kia là không cần nghĩ, Tiêu Phàm mặt mang mỉm cười, thân thể cao lớn ưỡn đến mức càng thêm thẳng tắp, khí độ nghiễm nhiên. Vô Trần chân nhân mang theo hơn 10 tên thân truyền đệ tử, bước nhanh đi tới Tiêu Phàm trước mặt, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính nói, đệ tử, sanh thấm, bái kiến trưởng giáo sư thúc. Nói, khom người hạ bái. Nguyên bản cùng Tiêu Phàm đứng chung một chỗ Cơ Khinh Sa cùng Phạm Nhạc, sớm đã né qua một bên. Thiên Thanh Tử qua tuổi lục tuần, lại là cao nhân đắc đạo, Nam Phương thành phố đạo giáo giới lãnh tụ, hướng bản môn trưởng giáo sư thúc hạ bái, chính là đương nhiên, bọn hắn lại không thể chiếm dạng này tiện nghi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong mắt kém chút rơi xuống một chỗ. Không phải, người trẻ tuổi kia nhìn qua nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 tuổi, thế mà là lão thần tiên sư thúc. Cái này lại bắt đầu nói từ đâu, nhưng nhìn lão thần tiên thái độ như thế thành kính, thậm chí so với bọn hắn bái kiến lão thần tiên lúc còn muốn thành kính, tựa hồ lại không giống như là khôi hài. Coi là thật bị làm hồ đồ, không cần đa lễ, Tiêu Phàm cười cười, đưa tay nhẹ nhàng đi lên nâng lên một chút. Thiên Thanh Tử chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa đại lực ẩn dưới đất mà tới, nháy mắt liền bao trùm thân thể của hắn, tràn trề không thể cùng kháng, kìm lòng không được liền theo nguồn sức mạnh này đứng thẳng người. Không khỏi hãi nhiên biến sắc. Chương 439, Kim Quang. Thiên Thanh Tử là Vô Cực môn thứ 6 đệ tử đời 15, thuộc về đạo môn một mạch. Thiên Thanh Tử sư tổ, chính là Chỉ Thủy Tổ sư đại sư huynh Cô Hồng Tử. Thiên Thanh Tử đã từng đi qua Chỉ Thủy xem, nhận qua Chỉ Thủy Tổ sư ngay trước mặt chỉ điểm, danh tự ghi vào Vô Cực tông phổ, là phi thường chính tông Vô Cực truyền nhân. Đương nhiên, tại Vô Cực môn thứ 65 thay mặt truyền người bên trong, Thiên Thanh Tử cũng không phải là lớn tuổi nhất một vị, hắn còn có mấy vị sư huynh sư tỷ, tính toán ra, đều là Tiêu Phàm sư điệt. Cho tới bây giờ, đời thứ 64 truyền người bên trong, Tiêu Phàm là trẻ tuổi nhất. Đương nhiên, Chỉ Thủy Tổ sư cũng không phải là 6 đời thứ 13 truyền nhân bên trong trẻ tuổi nhất một vị, có lẽ Tiêu Phàm sư thúc còn thu so hắn càng đệ tử trẻ tuổi cũng chưa biết, chỉ là tạm thời không có ghi vào gia phả bên trong. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm thản nhiên thụ lễ. Chẳng những hù đến Lý Đại Tỷ Tôn Chí Quang bảo an viên bọn người,
đi theo Lớn Thiên Sư cùng một chỗ ra nghênh tiếp cái khác hơn 10 tên chấp sự đạo nhân, cũng từng cái kinh ngạc không hiểu. Nguyên bản ngay tại làm tảo khóa, sư phụ lại vội vã mặc chỉnh tề, gọi đoàn người lập tức đi ra ngoài nghênh đón quý khách. Các đệ tử tự nhiên hai mặt nhìn nhau, không biết đến gì cùng dạng quý nhân. Nói đến, Vô Trần xem giá đỡ là thật to lớn, tiếp đãi qua không ít chân chính đại nhân vật, trong đó bao quát Lĩnh Nam Bớt lão đại, tại tầng cao nhất mặt đều xếp hàng đầu, sư phụ cho đãi ngộ cũng chỉ bình thường, bồi tiếp su lắm một chút chùa xem, uống chén trà, nghiên cứu thảo luận vài câu đạo đức kinh, như thế mà thôi, tuyệt đối không có như hôm nay dạng này, bày ra như thế lớn chiến trận. Trụ trì chân nhân bỗng nhiên như thế quan trọng, chẳng lẽ là đến tầng cao nhất mặt đều ghê gớm siêu cấp đại lão? Liên tục không ngừng theo sát ra, náo nửa ngày, thì ra là như vậy một vị văn tĩnh gầy yếu người trẻ tuổi. Hay là sư phụ sư thúc, chẳng phải là đoàn người sư thúc tổ, cái này hơn 10 vị chấp sự nói người bên trong, lớn tuổi, cũng đã hơn 40 tuổi, so Tiêu Phàm lớn 1-20 tuổi, nếu thật là mảnh luận xưng hô, cái này sư thúc tổ lại như thế nào làm cho lối ra. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, liền coi như bọn họ nguyện ý. Cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách gọi một tiếng này sư thúc tổ, trừ phi là Thiên Thanh Tử xác nhận vô cực truyền nhân, mới có tư cách như vậy, kia còn cần Tiêu Phàm vị này trưởng giáo chân nhân tán thành, thân bút ghi vào vô cực tông phổ, mới có thể đối ngoại tự xưng là vô cực đệ tử. Nhưng tổ sư ra thật tình như thế, đại lễ thăm viếng, cẩn thận tỉ mỉ. Mọi người ai cũng không dám đem loại này chất vấn biểu lộ ra, đi theo Vô Trần chân nhân sau lưng, khom người hạ bái. Sau đó, một cỗ đại lực lặng yên không một tiếng động lao qua, đem mỗi người đều nhẹ nhàng nâng lên. Sư thúc, Thiên Thanh Tử lần nữa khom người hạ bái, vui lòng phục tùng. Nếu như nói lần thứ nhất hạ bái, Thiên Thanh Tử là câu nệ tại môn quy, không thể không nhưng, như vậy cái này lần thứ hai hạ bái, chính là xuất phát từ nội tâm. Bình tĩnh mà xem xét, Thiên Thanh Tử nhìn thấy tấm kia danh thiếp về sau, đối Tiêu Phàm trưởng giáo thân phận cũng không nghi ngờ. Hắn không chỉ một lần bái kiến qua chỉ thủy sư thúc tổ, gặp qua như thế hỗn độn đồ án, cũng biết chỉ thủy tổ sư cố ý muốn đem vị trí trưởng giáo truyền cho Tiêu Phàm. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Thiên Thanh Tử chưa hề chân chính được chứng kiến vị này mới trưởng giáo phong phạm, càng chưa từng lĩnh giáo qua mới trưởng giáo thủ đoạn. Mắt thấy Tiêu Phàm trẻ tuổi như vậy, Thiên Thanh Tử khom người hạ bái. Trong lòng cũng không phải là không có nửa điểm chần chờ. Thẳng đến Tiêu Phàm thần công vọt tới, ngay cả mình ở bên trong. Hơn 10 người không thể kháng cự, Thiên Thanh Tử cái này mới chính thức tin phục. Làm vô cực môn đệ tử đích truyền, Thiên Thanh Tử chẳng những là lớn có thành tựu thuật sư, mệnh lý tướng thuật, phong thủy kham dư vô một không hiểu, không gì không giỏi, võ thuật tu vi thượng, cũng là đại cao thủ. Cũng không nghĩ tới, võ thuật chi đạo, còn có thể tu luyện tới dạng này cao thâm cảnh giới. Tâm động lực đến, thần Phật không gì hơn cái này. Huống chi cái này hạo nhiên chính khí mang đến cho hắn một cảm giác, là quen thuộc như thế. Mặc dù hắn tự mình tu luyện không phải hạo nhiên chính khí, nhưng vô cực môn tất cả nội công tâm pháp truyền thừa, đại phương hướng khẳng định là nhất trí. Thật không hổ là chỉ thủy sư thúc tổ truyền nhân y bát, vô cực trưởng giáo, danh bất hư truyền. Trời Thanh đạo trưởng, ta lần này cùng hai vị bằng hữu cùng một chỗ tới, là có chuyện muốn mời đạo trưởng hỗ trợ. Tiêu Phàm lại một lần nữa đỡ dậy Thiên Thanh Tử, khách khí nói. Thiên Thanh Tử đã tuổi quá một giáp, tuổi tác so Tiêu Trạm còn lớn hơn. Mặc dù là hàng thật giá thật sư điệt, Tiêu Phàm cũng không tốt quá mức khinh thường. Thiên Thanh Tử vội vàng nói, sư thúc quá khách khí, mời trực tiếp gọi pháp danh của ta liền tốt. Đạo trưởng hai chữ, vô luận như thế nào cũng không dám làm. Tiêu Phàm cười cười, nói, đạo trưởng là có đạo cao nhân, xứng đáng. Thiên Thanh Tử đến cùng cũng là cực người quyết đoán, mắt thấy hiện trường còn có cái khác người không liên quan chờ ở, cũng không có tại xưng hô phương diện quá nhiều xoắn suýt, khom người nói, sư thúc. Nơi này không phải tự thoại chỗ, mời sư thúc cùng ngài hai vị bằng hữu trước tiến vào xem bên trong dâng trà. Nói, Thiên Thanh Tử mắt ánh sáng ngay tại Cơ Khinh Xa cùng Phạm Nhạc trên mặt đảo qua, tại Phạm Nhạc trên thân thoảng qua nhiều dừng lại một chút, khóe mắt lập tức nhẹ nhàng nhảy một cái, hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Được rồi, làm phiền đạo trưởng. Không dám, sư thúc mời, hai vị cư sĩ, mời. Cơ Khinh Xa cùng Phạm Nhạc cũng quy củ hướng Thiên Thanh Tử hoàn lễ, nói hai lời nói khách sáo. Lập tức ba người tại hơn 10 tên thịnh trang đạo sĩ cùng đi phía dưới, chậm rãi hướng Vô Trần xem đại môn đi đến, hai hàng trẻ tuổi đạo sĩ đạo cô nối đuôi nhau mà ra, tại cửa ra vào xếp thành hai hàng, xênh quản sáo trúc tiếng cổ nhạc tấu vang, trong lúc nhất thời, nguyên bản thanh tịnh vô so sơn môn trở nên phi thường náo nhiệt. Cái này ngay miệng,
đã có không ít khách hành hương đi đến đỉnh núi, đoàn người nhìn xem một màn này, tất nhiên là từng cái giận xem líu lưỡi, lấy lại tinh thần về sau, lập tức líu díu tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Mắt thấy Tiêu Phàm bọn người tiến vào vô trần xem, từ đầu đến cuối không có người để ý chính mình, Lý đại tỷ tốt tính rốt cục sử dụng hết, lạnh hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng chui tiến vào xe Audi, phân phó lái xe lập tức xuống núi. Cái này vô trần xem đạo nhân thực tế quá đáng ghét. Ngươi không để ý tới ta, có thể, dù sao ta không có cho thấy thân phận, người không biết không tội. Thế nhưng là các ngươi như thế thổi sáo đánh trống, gióng trống khua chiêng đem một cái thanh niên nghênh đón đi vào, trực tiếp đem ta Lý đại tỷ xem như không khí, tính chuyện gì xảy ra. Lý đại tỷ tuyệt đối không nhận cái ổ này túi khí. Sau khi trở về, nhất định phải làm cho ban ngành liên quan hảo hảo tra một chút cái này chim đạo quán, tra một chút cái kia giả thần giả quỷ lớn thiên sư. Đem xe Audi đã khởi động, Tôn Chí Quang liên tục dậm chân, cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, bò lên trên đại bôn, vội vã đi theo. Ngày hôm nay thật sự là khứu lớn, phải hảo hảo nghĩ biện pháp, tu bổ một chút cùng Lý đại tỷ quan hệ mới được. Về phần vô trần xem sắp gặp phải kiếp nạn, Tôn Chí Quang lại là không chút nào lo lắng. Lớn thiên sư kia là chân thần tiên, trần thế ở giữa cái gọi là đại nhân vật, lại há làm gì hắn. Nếu là ngay cả điểm này phiền phức đều hóa giải không được, lão thần tiên 30 năm anh danh ở đâu. Lý đại tỷ ủy khuất, tự nhiên không có quá nhiều người để ý. Thiên thanh tử dẫn lính Tiêu Phàm bọn người, tại trùng điệp đình viện, cửu khúc hành lang bên trong ghé qua. Cái này vô trần xem chiếm diện tích cực lớn, quy mô hùng vĩ. Xem bên trong trang trí lại đều 10 điểm tinh xảo, không có một chỗ là qua loa xử lý, quả thực tốn không ít tiền. Nếu như dựa theo đương thời giá hàng để tính, toàn bộ vô trần xem, không tính đồ cổ cổ vật, riêng là các loại công trình kiến trúc cùng xem bên trong đồ dùng trong nhà vật dụng, tổng giá trị hẳn là ngay tại 200-300 triệu trở lên. Đối với một cái đạo quán mà nói, quả nhiên là giàu đến chảy mỡ. Tiêu Phàm mỉm cười nói, vô trần xem quy mô rất lớn a. Thiên thanh tử lập tức liền có chút ngượng ngùng. Hơi có vẻ lúng túng nói, hơn phân nửa là sư môn lưu lại sản nghiệp. Bây giờ thế đạo này tốt, lão bách tính đều có tiền, thời gian tốt qua, nguyện ý nhiều tiêu ít tiền kính thần. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, cũng không nói thêm gì. Mỗi người đều có mỗi người cách sống, đại sư bá một mạch, vốn là người trong đạo môn, bách tính tự nguyện dùng tiền kính thần, tổng so hoa tại cái khác loạn thất bát tao địa phương muốn tốt. Chỉ cần vô trần xem không phải mượn nhờ quái lực loạn thần lừa gạt vô chi ngu phu ngu phụ. Ngoài nhân tiền tài là được. Lấy hắn Tiêu Phàm bản sự, nếu như nguyện ý làm người xem tướng đoán mệnh, tầm long điểm huyệt, lịch kiếp tránh tai, như vậy ngàn tỷ gia tài, lập cùng nhưng đợi. Riêng là từ trấn Nam bên kia, chỉ cần hắn Tiêu Phàm cần, mở câu miệng, 3 năm mấy trăm hơn ngàn vạn, còn không phải tận lấy hắn dùng. Bất quá liền hiện tại mà nói, Tiêu Phàm chỉ thủy xem bên trong thu thập những cái kia lão vật, đồ chơi nhỏ, tổng giá trị chỉ sợ cũng đã xa xa không chỉ 100 triệu. Tiêu Phàm không thèm để ý những này vật chất bên trên hưởng thụ, nhưng cũng không cho rằng vô trần xem làm như vậy có cái gì không đúng. Vừa tiến vào đại môn không bao lâu, thiên thanh tử cứ dựa theo Tiêu Phàm phân phó, phân phát đi theo phía sau một đoàn chấp sự đạo nhân. Chiếu thiên thanh tử ý tứ, là phải lớn mở chính điện, bái qua tam thanh tổ sư về sau, mời Tiêu Phàm thượng tọa, đem cửa dưới đồ tử đồ tôn đều triệu tập tới, bái kiến trưởng giáo chân nhân. Bất quá Tiêu Phàm nhưng không có ý hướng này, nhìn ra được. Vị này trưởng giáo sư thúc xác thực có mấy phân tâm sự tình. Lần thứ nhất cùng Tiêu Phàm liên hệ, thiên thanh tử không dám trái lời trưởng giáo sư thúc ý tứ, hết thảy đều dựa theo Tiêu Phàm phân phó xử lý. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có thiên thanh tử cùng hai tên tâm phúc đệ tử cùng đi Tiêu Phàm đám ba người đi hướng hậu viện. Qua một đạo nguyệt cửa về sau, cảnh sắc trước mắt thông suốt biến đổi, không còn là giường cột chạm chỗ kim bích huy hoàng, biến thành cầu nhỏ nước chảy, hoa cỏ tùm lâm viên phong quang. Hành tẩu trong đó, cảm thấy tâm thần thanh thản, thiên thanh tử hướng Tiêu Phàm giới thiệu nói, đây là chỗ trú ngụ của hắn. Toàn bộ hậu viện, đều là vô trần xem các đệ tử khu cư trú. Đạo trưởng ngự dưới có phương, trong quán hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Vô trần xem danh chấn thiên nam, quả nhiên là rất có đạo lý. Cơ khinh xa ở một bên cười tán dương hai câu, thiên thanh tử liền hướng nàng mỉm cười gật đầu đáp lễ, cũng không có làm sao khiêm tốn. Vô trần xem vốn là quản lý rất nghiêm, đây là sự thật. Sư thúc mời, một đoàn người rất mau tới đến một cái màu đen cửa sổ tiểu viện trước đó, thiên thanh tử khom người mời. Mời, Tiêu Phàm cũng hạ thấp người đáp lễ. Ngay tại mọi người vừa mới đi vào trong nhà nháy mắt, chỉ nghe trên vách tường ông một tiếng vang lên, chói mắt lóa mắt kim quang bỗng nhiên thẳng bắn tới,
trực tiếp hướng về Phạm Nhạc bao phủ tới. Trước đó nửa điểm dấu hiệu đều không có. Phạm Nhạc giật nảy cả mình, không kịp ngẫm nghĩ nữa, dưới chân trượt đi, bóng người nhoáng một cái, thoáng qua ở giữa liền đến ngoài phòng. Mọi người trước mắt lại là tối sầm lại, cái kia đạo chói lọi kim quang bỗng nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ rất có linh tính. Chương 440, Bắc Đầu Kính. Thiên Thanh Tử sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng nói, sư thúc, ngài vị bằng hữu này, có phải là từng có kỳ ngộ nào đó? Trên thân tựa hồ có đồ không sạch sẽ. Vừa rồi, Bắc Đầu Kính, chủ động trấn yêu. Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa liếc nhau một cái, Cơ Khinh Xa than thở nói, đạo trưởng coi là thật thần thông quảng đại. Ta vị bằng hữu này, nhiều năm trước quả thật bị dưới người qua hàng đầu, cho tới nay đều không có loại trừ sạch sẽ. Không nghĩ tới vừa đi tới nơi này, đạo trưởng pháp khí liền chủ động xuất kích. Lợi hại, Thiên Thanh Tử lập tức giật mình, nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế. Khó trách ở ngoài cửa trên quảng trường, ta liền phát giác được Phạm cư sĩ trên thân khí tức không đúng, quả nhiên là bên trong hàng đầu thuật. Cơ Khinh Xa lấy làm kinh hãi, nói, đạo trưởng có thể nhìn ra được, bằng hữu của ta là bên trong hàng đầu thuật. Thiên Thanh Tử cười nhạt một tiếng, nói cái này hiển nhiên. Lão đạo này tựa hồ cũng không phải cái nói nhiều người, nhưng cứ như vậy bốn chữ, liền đem hắn ngạo khí đều đồng hồ lộ ra, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên loại vật này, có thể nào giấu giếm được ta. Đừng bảo là Cơ Khinh Xa giật mình, liền xem như Tiêu Phàm, cũng có chút kinh ngạc. Thiên Thanh Tử là chính tông vô cực truyền nhân không giả, nhưng đại sư bá Cô Hồng Tử là người trong đạo môn, hắn truyền thừa mạch này, quả nhiên có chút cùng cái khác chi mạch chỗ khác biệt. Đạo gia phù lục, luyện bảo, trừ tà chi thuật, vốn là có độc đáo chi bí. Dạng này bản lĩnh, vô cực môn cũng không cấm môn nhân đệ tử ở giữa tiến hành truyền thừa. Tổng thể mà nói, vô cực môn là 10 điểm mở ra môn phái, đệ tử trong môn phái chỉ cần đi chính đạo là được, chủ công cái dạng gì công pháp, xử lý loại nghề nghiệp nào, cũng không quan hệ. Bắc Đầu Kính, ta tại trong điển tịch nhìn thấy qua, đây là Cô Hồng Tử sư bá hộ thân pháp bảo. Không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy vật thật. Thiên Thanh Tử vội vàng hướng đối diện vách tường một chỉ, nói, sư thúc mời xem. Đó chính là Bắc Đầu Kính. Đoàn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đối diện trên vách tường. Treo một mặt gương đồng không lớn, đường kính ước chừng chỉ có 6 mm khoảng chừng, so với đại đa số đạo gia tấm gương loại pháp khí, thể tích thì nhỏ hơn nhiều. Bình thường đạo gia kiếng bát quái, đường kính đều vượt qua 20 phân. Mặt này gương đồng xem xét chính là cổ vật, treo trên vách tường, màu xanh đồng pha tạp. Trừ mặt ngoài tương đối bóng loáng bên ngoài, bây giờ không có chỗ đặc thù gì. Còn thật là khiến người ta nghĩ không ra. Dạng này một chiếc gương cổ, có thể thả ra như thế sáng lạn kim quang. Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa lại đều có thể từ Bắc Đầu Kính bên trên cảm nhận được một cỗ nồng đậm dương cương chi khí. Loại cảm giác này, là thuật sư đặc hữu, đối thuật pháp nhất khiếu bất thông người, tuyệt đối không cảm giác được. Trừ phi giống Phạm Nhạc như thế, trên thân mang theo đồ không sạch sẽ, mới có thể có cảm giác. Trời Thanh đạo trưởng, chúng ta này đến, liền là muốn mời đạo trưởng hỗ trợ. Tuyển một chỗ thanh tĩnh chi địa, tốt nhất là có pháp trận phòng hộ mật thất, giúp bằng hữu của ta loại trừ trên thân huyết độc. Cơ Khinh Xa nhẹ nói, Thiên Thanh Tử nhẹ gật đầu, nói, không có vấn đề. Nếu là sư thúc bằng hữu, vô trần xem toàn thể trên dưới, đều nghe từ phân công. Đến, sư thúc, Cơ cư sĩ, Phạm cư sĩ, mời trước đi vào dâng trà, thế nhưng là mặt này Bắc Đầu Kính. Thiên Thanh Tử mỉm cười, nói Cơ cư sĩ yên tâm. Bắc Đầu Kính là thông linh chi vật, sẽ không tùy tiện tổn thương bằng hữu. Cơ Khinh Xa lúc này mới yên tâm, xem chừng lão đạo sĩ này cũng đã âm thầm cách làm. Quả nhiên Phạm Nhạc lần nữa đạp vào phòng bên trong, Bắc Đầu Kính vẫn như cũ âm u, không có phản ứng chút nào. Nguyên bản toàn bộ tinh thần đề phòng Phạm Nhạc cái này mới nhẹ nhàng thở phào một cái, trên sống lưng đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Phạm Nhạc cũng không phải là gan tiểu người. Nhưng ăn máu hàng thuật thiệt thòi lớn, đối với mấy cái này huyễn hoặc khó hiểu đồ vật, trong lòng tự nhiên tràn ngập vẻ sợ hãi. Cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng là. Cả tòa vô trần xem quy mô hùng vĩ, kim bích huy hoàng, Thiên Thanh Tử ở phương trượng, lại đơn sơ chi cực, bất quá 2 gian phòng ốc sơ sài, 1 gian làm phòng khách, 1 gian làm phòng ngủ. Trong phòng bài trí đều là phổ thông làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, không chút nào xa hoa. Cùng vô trần xem bên ngoài đồng hồ, một trời một vực. Đạo trưởng quả nhiên đơn giản, Cơ Khinh Xa đánh giá trong phòng trang trí, liên tiếp gật đầu, nói. Nàng là chân chính người biết hàng, cái này trong phòng đồ dùng trong nhà nếu như là cổ vật,
nàng một chút liền có thể nhìn ra được. Thiên Thanh Tử vừa cười vừa nói, bề ngoài là cho ngoại nhân nhìn. Bây giờ thế đạo này, lòng người táo bạo, chỉ kính áo lưới bất kính người. Đạo quán quá mức rách nát lời nói, hương hỏa khẳng định không tràn đầy. Không dối gạt sư thúc tổ cùng hai vị cư sĩ, chúng ta vô trần xem hàng năm đại bộ phận phân thu nhập, đều quyên cho Tây Bắc Sơn khu nghèo khó thôn dân. Sư phụ nói, đây cũng là thay trời hành đạo. Một vị đi theo ở bên trung niên đạo sĩ chen vào nói. Cái này âm thanh sư thúc tổ cũng là làm cho thuận miệng, cũng không thấy xấu hổ chi ý. Ngay cả sư phụ lão nhân gia đều luôn mồm gọi sư thúc, không có nửa điểm tắc nghẽn trệ, hắn lại có cái gì không có ý tứ. Đây quả thật là xem như cướp phú tế bần một loại, quả nhiên là thay trời hành đạo. Tiêu Phàm lập tức liên tục gật đầu, nói, thần sắc rất là tán thưởng. Mặc kệ là cái nào chi mạch truyền thừa, vô cực môn làm nhiều việc thiện, rộng tích công đức môn quy dạy bảo không thể mất. Đạt được trưởng giáo sư thúc khẳng định, Thiên Thanh Tử lão đạo hiển nhiên cũng hết sức cao hứng, hồng quang đầy mặt, cười mời khách nhập tọa, sư thúc mời ngồi, hai vị cư sĩ mời ngồi. Rộng đức, dâng trà. Vâng, sư phụ, vừa rồi chen vào nói trung niên đạo sĩ liên thanh đáp ứng, liền trên bàn triển khai đồ uống trà. Nơi này là Nam Phương thành phố, Thiên Thanh Tử cũng dưỡng thành nghệ thuật uống trà thói quen, phòng khách trên bàn trà, có một bộ tạo hình cổ phác đồ uống trà. Rất nhanh, nhàn nhạt hương trà liền tại phương trượng bên trong tràn ngập ra. Sư thúc, phạm cư sĩ là loại tình hình nào? Thiên Thanh Tử một bên tự mình cho khách nhân vải nước trà, vừa nói. Lập tức Cơ Khinh Sa đem tiền căn hậu quả đại khái nói một lần, Phạm Nhạc cùng Phạm Anh ở giữa đủ loại ân oán, cũng không có chỗ giấu giếm, cùng nhau đều nói cho Thiên Thanh Tử cùng hai vị đồ đệ biết được. Nguyên lai là dạng này. Phạm cư sĩ, không ngại, lão đạo cho ngươi hào một chút mạch như thế nào? Thiên Thanh Tử nghe xong, vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu, nhìn về phía Phạm Nhạc, nói. Làm phiền đạo trưởng, lần này, Phạm Nhạc ngược lại là không do dự nữa chần chờ, vội vàng đưa tay ra cánh tay. Lão đạo này trong phòng pháp khí đều có thể phân biệt yêu biết ma, chủ động trấn áp tà mị quỷ vật, Thiên Thanh Tử bản thân đạo đi chỉ có cao hơn. Xem ra hôm nay là đến đối địa phương, Thiên Thanh Tử vẫn chưa lập tức cho Phạm Nhạc xem mạch, trước hướng Tiêu Phàm khom người một chút. Có sư trưởng đang ngồi. Thiên Thanh Tử đây cũng là tuân thủ nghiêm ngặt lấy lễ tiết. Tiêu Phàm cười ra hiệu hắn không cần phải khách khí, một mực thi triển thủ đoạn chính là. Thiên Thanh Tử cho Phạm Nhạc bắt mạch thời gian cũng không ngắn, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ trôi qua, mới nhẹ nhàng thu tay lại, vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu, trầm ngâm nói, Phạm cư sĩ bên trong máu hàng, nguyên bản không coi là bao nhiêu lợi hại, chỉ là Nam Dương bên kia tương đối bình thường ác độc hàng đầu một trong. Mấu chốt chính là thời gian trì hoãn quá dài. Huyết độc đã hoàn toàn lẫn vào trong kinh mạch của ngươi, cùng sinh mệnh của ngươi bản nguyên xoắn suýt cùng một chỗ, nan giải khó phân a. Cơ Khinh Sa vội vàng nói, đạo trưởng, chẳng lẽ liền thật vô pháp khả thi rồi sao? Nghe lão đạo này thuyết pháp, hiển nhiên đối Nam Dương hàng đầu thuật cũng 10 điểm hiểu rõ, Cơ Khinh Sa liền càng thêm khách khí 3 phân. Thiên Thanh Tử nhìn nàng một chút, lại không đáp câu hỏi của nàng, lập tức chuyển hướng Tiêu Phàm, hạ thấp người nói, mời sư thúc chỉ điểm. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói, đạo trưởng, lời khách khí liền không nói. Đối Nam Dương hàng đầu thuật, theo ta hiểu rõ cũng không phải 10 điểm xâm nhập. Phạm Nhạc loại tình hình này, ta nguyên bản định mượn nhờ, càn khôn đỉnh, chi lực, đem ẩn tàng ở trong cơ thể hắn máu hàng dẫn dụ ra, lại cách làm trấn áp. Chủ yếu là cân nhắc cái này máu hàng ở trong cơ thể hắn thời gian quá dài, trải qua nhiều năm như vậy tẩm bổ, sớm đã không là lúc trước vừa mới trồng vào lúc yếu như vậy nhỏ, đã biến thành ác quỷ lệ phách đồng dạng đồ vật. Cho nên ta muốn tìm một chỗ mật thất, để phòng hộ pháp trận gia cố, chính là lo lắng vạn nhất không trấn áp được, huyết độc khuếch tán ra, tai họa những người khác. Sư thúc mang theo, càn khôn đỉnh, Thiên Thanh Tử lập tức vừa mừng vừa sợ. Chỉ cần có, càn khôn đỉnh tại, loại này máu hàng liền không khó đối phó. Ồ, Tiêu Phàm không khỏi cũng hứng thú, song nghi bỗng nhiên giơ lên. Sư thúc, ta nghe sư phụ nhắc qua. Càn khôn đỉnh, là chúng ta vô cực môn bảo vật trấn giáo, tác dụng 10 điểm thần kỳ. Càn khôn đỉnh, tam đại công hiệu, trong đó một trong chính là an hồn. Sư thúc nói muốn dùng, càn khôn đỉnh, đem giấu ở phạm cư sĩ thể nội máu hàng dẫn dụ ra, hoàn toàn có thể thực hiện. Lấy, càn khôn đỉnh, uy lực, chỉ là một cái máu hàng, là vô luận như thế nào đều kháng cự không ngừng. Về phần cái này máu hàng bị dẫn dụ sau khi đi ra, tại càn khôn đỉnh, trói buộc phía dưới. Ta đoán chừng cũng chạy không đi nơi nào. Chỉ cần có dầu du quang cảnh, liền đầy đủ, bắt đầu kính, đưa nó diệt giết không còn một mống. Thiên Thanh Tử hưng phấn nói,
Hoa Dâm sợi râu nhếch lên nhếch lên. Cơ Khinh Sa vừa mừng vừa sợ, nói, Bắt Đầu Kính có uy lực lớn như vậy. Thiên Thanh Tử liếc nàng một cái, thần sắc ngạo nghễ, nói Cơ cư sĩ, Bắt Đầu Kính thế nhưng là sư tổ ta Cô Hồng chân nhân hộ thân pháp bảo, trấn quỷ trừ tà, chưa bao giờ có thất thủ. Mặc dù không dám nói có thể đối phó tất cả Nam Dương hàng đầu thuật, nhưng chỉ là một cái máu hàng chi thuật, tính được cái gì? Nếu như không phải lo lắng sẽ thương tổn đến phạm cư sĩ thân thể, thậm chí đều không cần vận dụng, Càn Khôn Đỉnh, trực tiếp dùng, Bắt Đầu Kính, liền có thể diệt sát rơi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta nghe sư phụ nói qua, Bắt Đầu Kính, là đạo môn chí bảo, trấn áp yêu tà, mọi việc đều thuận lợi. Vô Cực Môn truyền nhân đệ tử, sở tòng sự tình nghề nghiệp ngũ hoa bát môn. Cô Hồng Tử là đạo môn đại đức, Vô Trần xem chính là hắn một tay sáng lập, là vì đời thứ nhất Vô Trần chân nhân, truyền đến Thiên Thanh Tử nơi này, đã là đời thứ ba. Tiêu Phàm bọn hắn thế hệ này, hắn là hào môn thế gia tử đệ, cán bộ quốc gia, Đàm Hiên thì là vương bài đặc công, Giang Đạo Minh lại thành vua sát thủ, tự đi con đường của mình. Kỳ thật rất nhiều cổ đại môn phái truyền thừa, cũng là tình huống như vậy, môn phái đa số chỉ truyền nhận kỹ nghệ, rất ít truyền thừa nghề nghiệp. Cơ Khinh Sa hưng phấn nói, đạo trưởng, kia chúng ta lập tức bắt đầu. Phạm Nhạc mặc dù không làm sao nói, trên mặt nhưng cũng toát ra mong mỏi chi ý. Vô luận là ai, trong thân thể ẩn giấu như thế một cái quái vật, lúc nào cũng có thể phát tác ra, chỉ sợ đều khó mà bình chân như vậy. Chương 441, Hàng Ma. Vô Trần xem có một chỗ rất lớn mật thất dưới đất, thậm chí so chỉ thủy xem mật thất dưới đất quy mô còn muốn hùng vĩ. Đồng dạng dùng tới cùng gạch xanh hỗn hợp bàn đá xanh xây thành, mật thất mặt đất thì là trải trơn bóng tinh mỹ đen trắng hoàng tam sắc đá cuội. Cô Hồng Tử đạo trưởng niên kỷ so Triệu Chỉ Thủy lớn hơn rất nhiều, cô Hồng Tử tung hoành thiên hạ, danh chấn giang hồ thời điểm, Triệu Chỉ Thủy khả năng còn không có xuất thế. Liền cùng Văn Thiên cùng Tiêu Phàm ở giữa tình hình giống nhau như đúc. Vô Trần xem thời gian kiến tạo cũng ở xa Chỉ Thủy xem trước đó. Bất quá cái này không có sai biệt lối kiến trúc. Nói rõ đây cũng là Vô Cực Môn truyền thừa. Tiêu Phàm nếu là có hướng nhất phiết kiến tạo phủ đệ của mình, chỉ sợ cũng sẽ là đồng dạng lối kiến trúc. Thiên Thanh Tử dẫn mình hai tên đệ tử Rộng Đức, Minh Đức phía trước dẫn đường, dẫn đầu Tiêu Phàm đám người đi tới chính giữa trong mật thất dưới đất. Mật thất trình hình lục giác, cùng Chỉ Thủy xem trung tâm mật thất không sai biệt lắm bố trí, chính bắc mặt trên vách tường, lít nha lít nhít đứng thẳng rất nhiều điện thờ, bên trong thờ phụng Vô Cực Môn lịch đại trưởng giáo tổ sư thần vị. Cùng Chỉ Thủy xem trung tâm mật thất duy nhất điểm khác biệt ở chỗ, nơi này không có cung phụng đời thứ nhất khai phái tổ sư Vô Cực Thiên Tôn toàn thân tượng nặn, chỉ là thờ phụng Vô Cực Thiên Tôn linh vị. Ngoài ra, cô Hồng Tử cùng Thiên Thanh Tử sư phụ mặc dù không phải Vô Cực Môn trưởng giáo chân nhân, hai người thần vị cũng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Dù sao nơi này là Vô Trần xem mật thất, bọn họ hai vị là đời thứ nhất và đời thứ hai Vô Trần chân nhân. Thiên Thanh Tử mang theo Rộng Đức, Minh Đức hai vị đạo sĩ. Tại điện thờ trước hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu như nghi. Tiêu Phàm nghiêm túc y quan, chậm rãi tiến lên, cũng cho lịch đại trưởng giáo tổ sư cùng sư bá sư huynh linh vị đi đại lễ. Thiên Thanh Tử lại khiến Rộng Đức Minh Đức hai người cho Tiêu Phàm hành đại lễ, thuật qua sư môn lễ tiết. Hai người này mới là Thiên Thanh Tử chân chính truyền nhân, truyền thừa Vô Cực Môn các loại tuyệt học. Lần này bái kiến qua trưởng giáo chân nhân, liền xem như chính thức xếp vào Vô Cực Môn tường. Danh tự ghi vào Vô Cực tông phổ. Chờ bọn hắn thuật qua sư môn lễ tiết, Cơ Khinh Sa cùng Phạm Nhạc một mặt nghiêm nghị. Tiến lên hướng Vô Cực Môn tiền bối khom người hạ bái. Người nơi này bày là Vô Cực lớn ngũ hành âm dương trận. Thật vất vả, thuật lễ hoàn tất, Tiêu Phàm dò xét một chút mật thất bố cục, mỉm cười hỏi. Đúng vậy, cái này Vô Cực lớn ngũ hành âm dương trận là sư tổ lão nhân gia tự mình bày ra, chúng ta làm vãn bối không dám tự tiện thay đổi, những năm gần đây, chỉ làm một chút gia cố làm việc. Thiên Thanh Tử kính cẩn đáp, trong giọng nói, rất là khâm phục. Không hổ là trưởng giáo sư thúc, chỉ liếc mắt liền nhìn ra nơi đây bố trí trận pháp. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, từ điển tịch ghi chép đến xem, cô Hồng sư bá nhất tinh thiện chính là ngũ hành sinh khắc chi pháp. Theo sư phụ nói, năm đó bọn hắn sư huynh đệ bên trong, cô Hồng sư bá tinh nghiên cướp khổ tướng, đối âm dương ngũ hành xâm nhập nghiên cứu, không người có thể so. Đáng tiếc. Về sau cô Hồng Tử tại một lần Tây vực chi hành sau như vậy không có tin tức, lại không biết phát sinh gì cùng ngoài ý muốn. Bất quá khi đó chính là rối loạn, khắp nơi đều đang chiến tranh. Người người ăn bữa hôm lo bữa mai, vô luận ai xảy ra bất chắc, đều một điểm không kỳ quái. Sư Thúc nói đúng, tổ sư lưu lại tòa này Vô Cực lớn ngũ hành âm dương trận là chúng ta Vô Trần xem trấn sơn đại trận. Qua nhiều năm như vậy,
Mặc kệ là dạng gì yêu ma quỷ quái, vật dơ bẩn đều khó mà tới gần nửa bước. Thiên Thanh Tử nói, ngữ khí có phần làm kiêu ngạo. Trên thực tế, Vô Trần xem sở dĩ ở địa phương thanh danh như thế hiển hách. Trừ Thiên Thanh Tử sở học là chính tông vô cực truyền thừa, thuật pháp cao thâm. Nói không có không chúng bên ngoài, cô Hồng Tử Đại Sư tự tay bố trí cái này vô cực lớn ngũ hành âm dương trận cũng là đến quan nguyên nhân trọng yếu một trong. Hứa Tiêm nhiễm nhiều ô trọc uế vật người, chỉ cần đến trong quán ở một đoạn thời gian, tại vô cực lớn ngũ hành âm dương trận trấn áp phía dưới, thể nội ô trọc uế vật không phải bị diệt sát chính là bị xua đuổi mà đi, bệnh thể bỗng nhiên mà càng. Những nhân khẩu này miệng tương truyền, một truyền mười mười truyền trăm, Vô Trần xem liền thanh danh đại chấn, thậm chí một chút ở xa cảng đảo, Las Vegas thậm chí bảo đảo địa khu khách hành hương cũng mộ danh mà tới, tại trong đạo quán dừng lại số nói, chấn yêu trừ tà. Phạm Nhạc vừa đi tiến vào cái này mật thất dưới đất, lập tức liền cảm giác được một loại phiền ác cảm giác, tựa hồ thể nội tà mị cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp, chính lo sợ bất an, ngo ngoe muốn động. Phạm cư sĩ không cần khẩn trương, người bên trong máu hàng chi thuật, coi như tại Nam Dương cũng chỉ là phổ thông hàng đầu thuật mà thôi, không coi là bao nhiêu lợi hại. Có lớn ngũ hành âm dương trận chấn áp, tuyệt đối làm không dậy nổi quái đến, thoải mái tinh thần chính là. Thiên Thanh Tử mỉm cười nói, thần thái 10 điểm chắc chắn. Nếu như là vừa mới bên trong hàng đầu không bao lâu, Phạm Nhạc liền có cơ hội đi tiến vào căn này mật thất, chỉ sợ đều không cần đến thi pháp, máu hàng liền sẽ chịu không nổi lớn ngũ hành âm dương trận uy áp, bị dễ như trở bàn tay địa diệt giết chết. Vâng, đa tạ đạo trưởng, không khách khí, Phạm cư sĩ, mời ở giữa ngồi xuống. Sư thúc, chúng ta nơi này vừa vặn còn có 5 người, có thể thôi động ngũ hành trận. Nếu như ta không có nhìn lầm, Cơ cư sĩ cũng hẳn là người trong đồng đạo. Thiên Thanh Tử nói, liền nhìn về phía Cơ Khinh Sa. Cơ Khinh Sa cười cười, nói, đạo trưởng thật sự là mắt sáng như đuốc, miễn cưỡng tính toán ra, ta cũng là Hà Lạc Phái đệ tử. Thiên Thanh Tử lập tức nghiêm túc nói, Hà Lạc Phái là thuật pháp đại tông, thất kính. Đạo trưởng khách khí, tại đạo trưởng trước mặt, lụa mỏng bất quá chỉ là hậu học vãn bối mà thôi. Lẫn nhau khách khí vài câu, lập tức tại Thiên Thanh Tử an bài phía dưới, Phạm Nhạc ở giữa mà ngồi. Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa, Thiên Thanh Tử, Rộng Đức, Minh Đức 5 người phân thủ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi vị. Nguyên bản Thiên Thanh Tử muốn mời Tiêu Phàm chủ trì cái này lớn ngũ hành âm dương trận, Tiêu Phàm mỉm cười cự tuyệt. Hắn nhìn ra được, cái này vô cực lớn ngũ hành âm dương trận cùng trong điển tịch ghi lại trận pháp đem so, đã có không ít biến hóa rất nhỏ. Có một ít mới nội dung bị thêm đi vào, đoán chừng là đạo gia khu quỷ trấn yêu một chút thuật pháp cùng phù lục pháp khí chi lực. Thiên Thanh Tử là đời thứ 3 Vô Trần chân nhân, từ hắn đến chủ trì đại trận này, chỉ có càng thêm phù hợp. Đem Tiêu Phàm từ chối nhã nhặn, Thiên Thanh Tử cũng không còn khiêm tốn, cùng mọi người đơn giản bàn giao vài câu thôi động đại trận phương thức phương pháp, liền tại mậu thổ vị khoanh chân ngồi xuống. 4 người khác đều tại riêng phần mình kiên thủ phương vị ngồi xuống. Mỗi người trước mặt đều giấy lên một trụ đàn hương, trong mật thất, dần dần hương khí tràn ngập, khói mù lượn lờ. Thiên Thanh Tử miệng lẩm bẩm. Một cỗ nhìn không thấy sở không được thiên địa lực lượng, bị điều động. Ở giữa mà ngồi Phạm Nhạc, chỉ cảm thấy thể nội phiền ác cảm giác càng ngày càng rất, đầu dần dần có chút chướng đau, bộ mặt làn da dần dần kéo căng. Tại Tiêu Phàm cùng trong mắt người, hắn nguyên bản sắc mặt bình thường đã biến thành xanh biếc nhan sắc. Bất quá sau một lát, cái này xanh biếc nhan sắc lại dần dần trở thành nhạt, thể nội phiền ác cảm giác cũng hơi có giảm bớt. Phạm Nhạc không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái, nhưng không bao lâu. Phiền ác cảm giác lại lần nữa tăng thêm, sắc mặt rất nhanh lại biến thành màu xanh biếc. Thời gian từng chút chuyển rời, ước chừng một canh giờ trôi qua, Phạm Nhạc trên thân loại biến hóa này, phản phản phục phục kinh lịch 3 lần nhiều, một lần so một lần khó chịu. Tiêu Phàm bọn người còn không có gì, Phạm Nhạc lại là toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Đợi đến lần thứ tư biến hóa thời điểm, Phạm Nhạc chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng, đầu đau muốn nứt. Bộ mặt làn da căng đến giống một đầu kéo đến cực hạn dây thun. Tựa hồ chỉ cần lại hơi thêm một phân lực khí, liền sẽ từ đó băng làm 2 đoạn. Phạm Nhạc rõ ràng cảm giác được, thể nội huyết độc chính đang cật lực kháng cự ngoại giới một loại nào đó lực hấp dẫn, nghĩ muốn tiếp tục chiếm cứ trong cơ thể hắn, không nguyện ý rời đi cái này đợi mấy năm lâu yên vui ổ. Cả khuôn mặt đều trở nên xanh mơn mởn, phảng phất trong cơ thể hắn huyết dịch bỗng nhiên biến thành lục sắc, liền muốn từ da mặt dưới chảy ra. Sư thúc, mời, Càn Khôn đỉnh. Đúng lúc này, Thiên Thanh Tử thấp giọng quát nói. Tiêu Phàm không nói hai lời, cổ tay khẽ đảo, Càn Khôn đỉnh nổi lên, chậm chậm bay lên, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình nâng ở nó dưới,
chậm rãi bay đến Thiên Thanh Tử trước mặt, ổn ổn đương đương rơi xuống. Thiên Thanh Tử miệng bên trong trầm thấp niệm một câu chú ngữ, tay phải hư không vạch một cái, cổ tay trái bên trên vỡ ra một đạo tinh tế lỗ hổng, một giọt máu bắn lên, vẩy ra đến Càn Khôn đỉnh bên trong. Cơ Khinh Xa ánh mắt lóe lên một vòng vẻ tán thán. Lão đạo sĩ chiêu này tụ khí làm đao, quả thực xinh đẹp. Nếu không phải nội công đã đạt đến tại cảnh giới cực cao, quả quyết không thi triển ra được. Vô Cực Môn không hổ là thuật pháp giới lãnh tụ, môn hạ quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tật, Thiên Thanh Tử quát khẽ một tiếng, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp lực đánh vào Càn Khôn đỉnh bên trong, thân đỉnh bên trên chữ màu đỏ hỗn độn đồ bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, một cỗ nồng đậm chi cực mùi máu tươi nháy mắt liền tràn ngập cả gian mật thất, đem nồng đậm đàn hương khí tức lập tức liền ép xuống. May mà Cơ Khinh Xa không phải bình thường nữ tử, không phải riêng là cái này huyết tinh chi khí, liền muốn chịu đựng không nổi, ói lên ói xuống. Chỉ nghe ở giữa mà ngồi Phạm Nhạc phát ra một tiếng buồn bực hừ, thân thể run rẩy kịch liệt. Chẳng những trên mặt, ngay cả trên người hắn cái khác trần trụi bên ngoài làn da, đều biến thành xanh lét nhan sắc, mà lại loại này màu xanh lục là sống, chính đang không ngừng nhúc nhích, từ thân thể tứ chi, hướng về đầu tập trung. Rất nhanh. Phạm Nhạc đầu hoàn toàn bị màu xanh lục bao phủ, nhất là cái trán vị trí, càng là phát ra lục oánh oánh quang trạch. Tật, Thiên Thanh Tử lại là hét lớn một tiếng, tay phải cũng chỉ như kích, một đạo tinh thuần pháp lực, lần nữa rót vào Càn Khôn đỉnh. Lớn hơn một xích tiểu nhân huyết hồng sắc hỗn độn đồ án tại miệng đỉnh thành hình, xoay tròn không ngớt. Thiên Thanh Tử sắc mặt đỏ thắm như máu, Tiêu Phàm mấy người cũng nhao nhao thi pháp, vô cực lớn ngũ hành âm dương trận ra tốc vận chuyển, một cỗ khổng lồ thiên địa lực lượng bỗng nhiên hướng về ở giữa Phạm Nhạc chân áp mà hạ. Một tiếng cực độ không cam lòng, cực độ ngang ngược bén nhọn tiếng kêu to bỗng nhiên vang lên, Phạm Nhạc trên trán điểm sáng màu xanh lục lập tức hào quang tỏa sáng, một đạo thật dài màu xanh lục vầng sáng từ Phạm Nhạc trên trán bay ra, như giải lụa hướng về Càn Khôn đỉnh vọt tới, lập tức liền ở giữa không trung hóa vì một cái lệ quỷ đầu lâu, dữ tợn vặn vẹo, mở ra miệng rộng, hung tợn hướng Càn Khôn đỉnh một ngụm cắn. Nghiệt chướng, còn dám làm càn! Thiên Thanh Tử một tiếng gầm thét, tay phải một dương, tràn đầy nét cổ xưa bắt đầu kính phóng lên tận trời, chói mắt lóa mắt kim quang chút xuống, nháy mắt liền đem lục sắc lệ quỷ đầu lâu bao phủ trong đó. Kim quang chính là lệ quỷ khắc tinh, tại kim quang bao phủ phía dưới, lệ quỷ đầu lâu không có chút nào kháng cự chi lực, lần nữa thê lương gào lên thê thảm, liền vỡ vụn thành từng mảnh mà ra, rất nhanh liền tiêu tán thành vô hình. Chương 442, Bảo vật thông linh. Phạm Nhạc giống như là bỗng nhiên ở giữa bị rút đi sức lực toàn thân, thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái, kém chút ngã xuống, liên tục không ngừng đưa tay khẽ chống, mới lại miễn cưỡng ngồi thẳng. Toàn thân mồ hôi lâm ly, phảng phất mới từ trong nước vớt ra như. Thiên Thanh Tử trên mặt hiện ra một sợi thiếu văn, vẫy tay, thu hồi giữa không trung bắt đầu kính, mỉm cười nói, chúc mừng Phạm cư sĩ, quỷ vật này đã bị diệt sát rơi. Đa tạ đạo trưởng, Phạm Nhạc thở khẩu đại khí, hữu khí vô lực nói. Cơ Khinh Xa thu công pháp, bốn phía nhìn một cái, còn có chút nửa tin nửa ngờ, nói, đạo trưởng, quỷ vật cái này liền diệt đi rồi. Cũng khó trách Cơ Khinh Xa lo lắng. Máu hàng chi thuật tại Phạm Nhạc thể nội quấy phá đã rất nhiều năm, Cơ Khinh Xa dùng tất cả biện pháp cũng không thể đem loại trừ, chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn, không khiến cho đối Phạm Nhạc tạo thành trở ngại. Bây giờ bất quá một canh giờ, Thiên Thanh Tử liền tuyên bố quỷ vật bị triệt để diệt sát, sao không gọi người mừng rỡ chi dư. Vẫn như cũ có chút thấp thỏm khó có thể bình an. Thiên Thanh Tử vừa cười vừa nói, chúng ta bày ra như thế lớn chiến trận, lại có trưởng giáo sư thúc tự mình chủ trì, chỉ là máu hàng, nếu là còn có thể tác quái, mới thật là trò cười. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói, đạo trưởng, ngươi liền khỏi phải tại trên mặt ta thiếp vàng, cô Hồng sư bá truyền thừa trấn yêu thuật, quả nhiên không hề tầm thường. Nhất là cái này, bắt đầu kính, càng là hết thảy yêu ma quỷ quái khắc tinh. Cơ Khinh Xa trong lòng hơi động. Đột nhiên hỏi, đạo trưởng, không biết cái này, bắt đầu kính, tại sử dụng bên trên, nhưng có cái gì cấm kỵ? Thiên Thanh Tử song mi có chút nhấc lên, nhìn về phía Cơ Khinh Xa, hỏi cơ cư sĩ cái này là ý gì? Tiêu Phàm nhìn Cơ Khinh Xa một chút, hướng Thiên Thanh Tử nói, đạo trưởng, ta gần đây muốn đi trước Nam Dương rơi giả bang đi một chuyến. Có khả năng muốn cùng Đan Mạn Quốc Đại Quốc Sư Ma Cưu sinh ra một chút gặp nhau. Lụa mỏng muốn cùng ta cùng đi, Ma Cưu Đại Quốc Sư. Thiên Thanh Tử không khỏi giật nảy cả mình, một mực chấn định ung dung thần sắc tức khắc trở nên hết sức khó coi. Ngay cả Rộng Đức Minh Đức hai người cũng hai mặt nhìn nhau. Quá sợ hãi, sư thúc, muốn cùng Ma Cưu Đại Quốc Sư giao thủ. Có khả năng,
Tiêu Phàm cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu, Thiên Thanh Tử dung mạo nguyên một, nghiêm túc nói, sư thúc, xin thứ cho ta nói thẳng, mà Cửu Đại Quốc Sư là Đan Mạn Quốc danh xưng thứ nhất giảm nhiều đầu sư, thành danh đã 30 năm, chưa từng có thất bại qua. Sư thúc cũng nhìn thấy, dạng này một cái bình thường máu hàng, đoán chừng thi thuật giả nhiều nhất chỉ có thể coi là tam lưu hàng đầu sư, liền đã dạng này khó đối phó. Mà Cửu Đại Quốc Sư bản sự, có thể nghĩ, sư thúc là ta Vô Cực môn trưởng giáo chân nhân, thân phận gì cùng quý giá. Ta không đồng ý sư thúc đi Nam Dương bốc lên dạng này phong hiểm. Tiêu Phàm lắc đầu, nói ta há không biết Ma Cừu Đại Quốc Sư bản sự khó lường. Chỉ là dưới mắt, ta cũng không có lựa chọn nào khác. Trong vòng một tháng, ta nhất định phải cầm tới, Xích Viêm Thảo. Trước mắt theo chúng ta biết, chỉ có Ma Cừu Đại Quốc Sư trong trang viên, sinh trưởng ra, Xích Viêm Thảo. Xích Viêm Thảo, Thiên Thanh Tử hít vào một ngụm khí lạnh. Rất hiển nhiên, Thiên Thanh Tử cũng biết Xích Viêm Thảo đối hàng đầu sư trọng yếu họ, Tiêu Phàm muốn lấy Ma Cừu Đại Quốc Sư Xích Viêm Thảo. Có thể nói đã cùng Ma Cưu Thành vì sinh tử đối đầu. Chỉ cần Tiêu Phàm không từ bỏ, một trận chiến này vô luận như thế nào đều không thể tránh né. Cơ Khinh Sa nói, Ma Cưu là Đan Mạn Quốc Đại Quốc Sư, bình thường đồng dạng đều ở tại Hoàng Cung. Chỉ cần hắn không có tự mình tại trang viên tọa chấn, cơ hội của chúng ta còn là rất lớn. Bình thường hàng đầu sư, cũng không để tại Tiêu Phàm trong mắt. Đương nhiên, nếu như đạo trưởng có thể mượn, bắt đầu kính, dùng một lát, chúng ta nắm chắc càng lớn hơn mấy phân. Nhìn bắt đầu kính tùy tiện diệt sát xanh lét mặt quỷ tình hình đến xem. Bảo vật này thật đúng là đối phó hàng đầu thuật vô thượng lợi khí. Thiên Thanh Tử trầm ngâm nói, bắt đầu kính, mặc dù là vô trần xem chấn sơn chi bảo, sư thúc muốn dùng. Ta tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếc, chỉ là pháp bảo này tuy tốt, cấm kỵ thật đúng là không ít. Nghe xong lão đạo có tướng mượn chi ý, Cơ Khinh Xa không khỏi đại hỉ, liền vội vàng hỏi, có gì cấm kỵ? Bảo vật thông linh, Thiên Thanh Tử vô cùng đơn giản nói bốn chữ. Tại người bình thường nghe tới, bảo vật thông linh là chuyện tốt, càng linh tính bảo vật, uy lực càng lớn, làm sao có thể biến thành cấm kỵ đâu. Nhưng Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa lại đồng thời nhíu mày. Quả nhiên, Thiên Thanh Tử nói tiếp, bắt đầu kính, là cô Hồng Sư Tổ năm đó tự mình tế luyện bảo vật, Sư Tổ tùy thân đeo vượt qua 40 năm, bảo vật sớm đã quen thuộc khí tức của hắn. Về sau sư tổ lại truyền cho sư phụ của ta, Chính Dương chân nhân, sư phụ lão nhân ra hoa tầm 10 năm, mới thành công để bảo vật một lần nữa nhận chủ. Truyền đến trong tay của ta thời điểm, cũng hoa tầm 10 năm công phu đến cùng bảo vật tương hỗ rèn luyện. Trưởng giáo sư thúc cố nhiên là chúng ta Vô Cực môn một cùng một cao nhân, nhưng trong vòng một tháng, muốn cùng bảo vật làm được khí tức tương thông, độ khó chỉ sợ không tiểu. Tiêu Phàm không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Thanh Tử lời nói này phải khách khí. Trên thực tế chính là tuyệt đối không thể làm được. Tiêu Phàm chưa thấy qua đại sư bá cô Hồng Tử, cùng Thiên Thanh Tử sư phụ Chính Dương Tử cũng không có giao tập, nhưng nghĩ đến đều là kỳ tài ngút trời. Thiên Thanh Tử thuật pháp tạo nghệ cực cao, không tại tứ sư tỷ Đàm Hiên phía dưới. Chính Dương chân nhân cùng Thiên Thanh Tử đều hoa tầm 10 năm thời gian đến cùng bảo vật câu thông, Tiêu Phàm có thể vì lại lớn, cũng tuyệt đối khó mà trong khoảng thời gian ngắn làm được người ta 10 năm mới hoàn thành sự tình. Huống chi bắt đầu kính là sư đồ đời đời truyền lại, loại này thân duyên quan hệ cũng là Tiêu Phàm chưa từng có. Thiên Thanh Tử nói một tháng, kỳ thật Tiêu Phàm nơi nào sẽ có một tháng thời gian đi câu thông bảo vật. Cái này một tháng, thế nhưng là Lâm Thanh Loan cho cực hạn của hắn. Cơ Khinh Xa lại cũng không đặc biệt thất vọng, ngược lại hỏi, đạo trưởng, nếu như không thể cùng bảo vật tâm ý tương thông, liền hoàn toàn không cách nào sử dụng bảo vật A. Hay là nói, bảo vật uy năng sẽ chịu ảnh hưởng. Thiên Thanh Tử trầm ngâm nói, nếu như là môn phái khác truyền nhân, muốn sử dụng, bắt đầu kính, trên cơ bản là không có khả năng. Nhưng sư thúc là ta Vô Cực môn trưởng giáo chân nhân, bảo vật là cô Hồng sư tổ luyện chế, huyết mạch tương liên. Nếu như nhất định phải từ sư thúc đến sử dụng lời nói, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chỉ là rất khó phát huy ra bảo vật 10 thành uy lực. Có thể phát huy ra 7-8 phần uy lực, liền đã vô cùng ghê gớm. Cơ Khinh Xa không khỏi đại hỉ, có thể phát huy 7-8 phần uy lực, vậy liền đầy đủ. Thời khắc mấu chốt, loại này chuyên môn khắc chế hàng đầu thuật bảo vật, thế nhưng là đại sát khí. Phạm Nhạc lại đột nhiên hỏi, đạo trưởng, vì cái gì vừa rồi ta vừa tiến vào ngài phương trượng, bảo vật liền sẽ chủ động phát huy đâu? Không phải nói người bình thường rất khó thúc đẩy à, bảo vật này khỏi phải người thúc đẩy, mình liền sẽ phát huy. Thiên Thanh Tử cười cười. Nói, đó là bởi vì tại vô trần xem bên trong nguyên nhân. Ta phương trưởng, ngay tại căn này mật thất phía trên.
Bắc Đầu Kính, cùng Vô Cực Lớn Ngũ Hành Âm Dương Trận đều là tổ sư gia lưu lại Trấn Sơn Chi Bảo, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, uy lực có thể tăng gấp bội. Một khi rời đi vô trần xem, không có người thúc đẩy, bảo vật sẽ không tự chủ đả thương địch thủ. Thì ra là thế, khó trách thứ quỷ kia tại trong cơ thể ta nhiều năm, đến nơi này, ngay cả nửa điểm chống đỡ chi lực đều không có, lập tức liền bị tiêu diệt. Phạm Nhạc không khỏi than thở lên tiếng, hắn vốn không phải cái nói nhiều người, đi theo Cơ Khinh Xa mấy năm này, càng là tiếc lời nói như vàng. Hôm nay họa lớn trong lòng một khi loại trừ, lập tức lòng mang lớn sướng, trong bất chi bất giác, lời nói liền nhiều hơn. Về phần cảm tạ, lại không cần nói nhiều, lấy hắn loại này cực độ trọng nghĩa khí họ cách, sau này vô trần xem phàm là có dùng đến lấy hắn địa phương, trời thanh chân nhân chỉ cần một câu, trong lửa đi, trong nước đi, tuyệt không một chút nhíu mày. Trời thanh đạo trưởng, thời gian cấp bách, liền mời đạo trưởng đem thúc đẩy bảo vật phương pháp, truyền thụ cho Tiêu trưởng giáo. Biết Tiêu phàm ra mặt mỏng, không có ý tứ cầu người, Cơ Khinh Xa liền thay mặt hắn cầu. Kỳ thật Ngọc Quan Âm ra sao cùng người tâm cao khí ngạo. Liền ngay cả nàng mình sự tình, cũng rất ít mở miệng cầu hơn người. Nhưng vì Tiêu phàm cầu người, Cơ Khinh Xa lại không cảm thấy có bất kỳ không có ý tứ, tự nhiên nhiên liền nói ra miệng, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Thiên Thanh Tử chuyển hướng Tiêu phàm, thần sắc trịnh trọng, nói, sư thúc, hàng đầu thuật là đan mạn quốc quốc thuật, truyền thừa xa xưa. Không ít hàng đầu thuật quỷ dị vô so, khiến người ta khó mà phòng bị. Sư thúc vẫn là phải thận trọng cân nhắc, có lẽ, có cái khác dược liệu có thể thay thế, xích viêm thảo. Thiên Thanh Tử không có hỏi thăm, Tiêu phàm muốn xích viêm thảo tác dụng gì. Bất quá từ hắn đối hàng đầu thuật quen thuộc trình độ mà nói, đối xích viêm thảo công hiệu khẳng định cũng hiểu rõ vô cùng, câu nói này chỉ là ôm vạn nhất hy vọng mà thôi. Xích viêm thảo nếu là dễ dàng như vậy bị cái khác dược liệu thay thế, lại nơi nào sẽ như thế chân quý. Bị giảm nhiều đầu sư đều phụng như chí bảo. Tiêu phàm thở dài, nói, phàm là có một tuyến có thể thay thế hy vọng, ta đều không tình nguyện đi đan mạn quốc. Một nước đại quốc sư, như thế nào dễ sống chung? Thiên Thanh Tử trầm mặc một lát, rốt cục hạ quyết tâm, chậm rãi nói, vậy thì tốt, đã sư thúc tâm ý đã quyết, ta cũng không tiện ngăn cản. Sống Đức, Minh Đức, các ngươi lĩnh cơ cư sĩ cùng Phạm cư sĩ đi ra ngoài trước nghỉ ngơi. Hai tên đạo sĩ lập tức đứng dậy, khom người đồng ý. Cơ Khinh Xa Phạm Nhạc biết Thiên Thanh Tử muốn đem bảo vật thúc đẩy chi pháp truyền thụ cho Tiêu Phàm, đây là vô cực môn cơ mật, hai người tự nhiên sẽ không dự thính, theo lời rời đi mật thất dưới đất. Trước khi ra cửa lúc, Phạm Nhạc lần nữa hướng Thiên Thanh Tử cúi người chào thật sâu. Sư thúc, Bắc Đầu Kính, vận dụng phương pháp cũng không phức tạp, ta chỗ này có một bộ khẩu quyết, mời sư thúc nhớ kỹ. Trong vòng 3 ngày, sư thúc lấy khẩu quyết này cùng bảo vật câu thông, hẳn là liền có thể tạm thời thúc đẩy Bắc Đầu Kính. Thiên Thanh Tử lập tức đem vận dụng Bắc Đầu Kính khẩu quyết truyền cho Tiêu Phàm. Bảo vật là cô Hồng Tử tự mình tế luyện, khẩu quyết tự nhiên cũng cùng vô cực môn công pháp một mạch tương thừa, Thiên Thanh Tử chỉ nói một lần, Tiêu Phàm liền ghi nhớ. Sư thúc, Bắc Đầu Kính, là ngày mai tế luyện pháp bảo, pháp lực đều bắt nguồn từ chủ nhân. Sư thúc cùng bảo vật không thể câu thông, liền không thể đem tự thân pháp lực liên tục không ngừng rót vào, Bắc Đầu Kính, bên trong. Vì vậy mặt này bảo kính rời đi vô trần quan chi về sau. Tự thân chứa đựng pháp lực nhiều nhất chỉ có thể thúc đẩy 3 lần. Nếu như là đối phó địch nhân cực kỳ cường đại, có lẽ một lần liền sẽ hao hết uy năng. Mời sư thúc nhất định phải ghi nhớ điểm này. Thiên Thanh Tử dặn dò, thần sắc hết sức trịnh trọng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Dạng này uy lực to lớn đại sát khí, chỉ cần sử dụng thời cơ thỏa đáng, đừng bảo là 3 lần, một lần liền đầy đủ. Chương 443, Lạc Già Thành. To lớn phun khí thức khách khí chậm rãi đáp xuống Lạc Già Thành sân bay. Tháng 8 trung hạ tuần, trong nước chính là lưu hỏa nhấp nháy kim mùa, Lạc Già Thành tọa lạc tại xích đạo biên giới, càng là một năm bốn mùa lửa nóng không chịu nổi. Tiêu Phàm, Cơ Khinh Xa, Phạm Nhạc đám ba người vừa đi ra khỏi cabin, lập tức liền cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Phạm Nhạc lại đối cỗ này nóng bức nhìn như không thấy, đứng ở nơi đó, trọn vẹn chố mắt tốt vài giây đồng hồ, mới cất bước hướng về phía trước. Mặc dù hắn không thích nói chuyện, nhưng giờ này khắc này, nội tâm kích động chi tình tự nhiên khó mà tận che đậy. Nguyên lai tưởng rằng cả đời này muốn lưu lạc tha hương, ai biết còn có thể về nhà một ngày. Bất quá thời khắc này Phạm Nhạc, cùng mấy năm trước rời đi Lạc Già Thành Phạm Nhạc, ở bề ngoài đã phát sinh 10 điểm biến hóa rõ ràng. Loại biến hóa này không phải tự nhiên phát sinh, Cơ Khinh Xa cho hắn đã dịch dung. Cơ Khinh Xa thuật dịch dung, có lẽ còn không bằng Tân Lâm như thế thuần thục.
nhưng muốn trên phạm vi lớn cải biến một người bề ngoài, cũng không khó khăn. Thuật dịch dung chân chính đỉnh phong, là giả dạng thành một người khác, thật giống như song bào thai đồng dạng, để chung quanh người thân cận nhất đều không phân biệt được. Loại này thần hồ kỳ kỹ, Cơ Khinh Xa cũng chỉ là nghe nói, chưa hề chân chính thấy ai thi triển qua. Thoát đi Lạc Già Thành trước đó, Phạm Nhạc mặc dù không phải cái thích làm náo động người, nhất quán tương đối là ít nổi danh, nhưng mà xem như Phạm gia pháp định người thừa kế, Phạm Nhạc tại Lạc Già Thành người Hoa xã hội lộ ra ánh sáng suất vẫn còn rất cao, rời đi mấy năm về sau, ai cũng không thể cam đoan hắn không bị quen thuộc người nhận ra. Cứ việc Phạm Nhạc thể nội máu hàng chi thuật đã bị loại trừ sạch sẽ, Cơ Khinh Xa hay là không đồng ý Phạm Nhạc trở về Lạc Già Thành. Bởi vì mục tiêu của chuyến này là hái xích viêm thảo, thời gian quá cấp bách. Tiêu Phàm căn bản liền sẽ không nguyện ý nhìn thấy phức tạp sự tình phát sinh. Nhưng mà Phạm Nhạc một khi trở lại Lạc Già Thành, Cơ Khinh Xa rất khó cam đoan hắn không đi tìm Phạm Anh phiền phức. Đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ đều sẽ có xúc động như vậy. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Phạm Anh võ công mạnh. Không tại Phạm Nhạc phía dưới, lại học được hàng đầu thuật, càng là như hổ thêm cánh. Tăng thêm hắn hiện tại mới là Phạm gia gia trưởng, Lạc Già Thành thượng tầng xã hội nhân vật phong vân, có được to lớn thế tục thế lực. Phạm Nhạc thế đơn lực cô, tùy tiện tìm tới cửa trả thù, hỏng bét khả năng họ vô cùng lớn. Xã hội này là như vậy hiện thực, đừng bảo là cùng Phạm gia đặt song song cái khác ba người Đại Hoa gia tộc cũng sớm đã tán thành Phạm Anh thân phận, sẽ không vì một cái lưu lạc tha hương. Hào không có căn cơ Phạm Nhạc đi cùng Phạm Anh phát sinh xung đột. Liền xem như Phạm gia những lão nhân kia, mấy năm qua, chỉ sợ từ lâu bị Phạm Anh thu thập phải ngoan ngoãn, ai cũng không nhớ rõ còn có Phạm Nhạc như thế một vị trước thiếu chủ tồn tại. Tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, từ xưa như thế. Phạm Nhạc chỉ dùng hai câu nói, liền thuyết phục Cơ Khinh Xa. Ngươi ngăn không được ta, ta nhất định phải đi, ta cam đoan lần này tuyệt sẽ không đi tìm Phạm Anh phiền phức. Cơ Khinh Xa hiểu rất rõ Phạm Nhạc họ cách, đây là một cái tiếc lời nói như vàng. Đồng thời có lời ra như núi, tuyệt không đổi ý nam nhân. Cơ Khinh Xa năm đó bốc lên nguy hiểm to lớn cứu hắn một mạng, bây giờ Cơ Khinh Xa muốn về Lạc Già Thành đi đối mặt Đan Mạn Quốc đáng sợ nhất thứ nhất hàng đầu sư, Phạm Nhạc làm sao có thể không đếm xỉa đến. Cũng may Phạm Nhạc hướng nàng cam đoan lần này không đi tìm Phạm Anh phiền phức. Cơ Khinh Xa cũng liền yên lòng, Phạm Nhạc sẽ không làm trái cõng lời hứa của mình. Tiêu Phàm ngược lại là không có nhiều như vậy lo lắng. Dù sao mặc kệ con đường phía trước như thế nào gian nan, xích viêm thảo hắn là nhất định phải được, dù là muốn trực tiếp đối mặt Ma Cưu Đại Quốc Sư. Cùng thứ nhất hàng đầu sư giao thủ, cũng sẽ không tiếc. Dưới loại này thẳng tiến không lùi quyết tâm, rất nhiều lo lắng cũng thì không được vì lo lắng. Cơ Khinh Xa cùng Tiêu Phàm đi phía trước một bên, đóng vai một đôi đến đây Lạc Già Thành du lịch người Hoa tình lữ. Cơ Khinh Xa cũng thoảng qua trải qua trang điểm. Đem mình tuyệt thế dung quang hoặc nhiều hoặc ít che lấp rơi một chút. Những nữ nhân khác trang điểm, là vì để cho mình trở nên càng xinh đẹp hơn, duy chỉ có Cơ Khinh Xa trang điểm, là vì để chính mình coi trọng đi không phải như vậy dẫn người chảy nước miếng. Dù là như thế, nhẹ nhàng kéo Tiêu Phàm cánh tay, tựa như y như là chim non nép vào người Cơ Khinh Xa, hay là gây nên không ít nam nhân chú ý. Loại kia lửa nóng ánh mắt, đủ để khiến những nữ nhân khác đố kỵ như cuồng. Thậm chí một cặp Đan Mạn Quốc tiểu phu thê, bởi vì trượng phu luôn luôn nhìn chằm chằm Cơ Khinh Xa nhìn cái không ngớt mà náo lên khó chịu tới. Trẻ tuổi thê tử hung hăng vặn trượng phu một thanh, nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi, đem xấu hổ dị thường trượng phu một người đặt xuống ngay tại chỗ, tiến thối không được. Cơ Khinh Xa hé miệng cười một tiếng, phong tình vô hạn. Chỉ khổ Tiêu trưởng giáo, chưa thụ tinh một thân tuyệt đỉnh thần công, chưa đi ra sân bay, cánh tay liền đã có chút chết lặng. Thực đang duy trì cùng một tư thế rất khó chịu, nguyên bản Tiêu Chân Nhân cũng không phải như vậy cổ hủ người, nhất là cùng Tân Lâm tốt về sau, Tiêu Chân Nhân đã không phải là không có bất kỳ kinh nghiệm nào đồng nam tử. Nhưng Cơ Khinh Xa cao ngất hai ngọn núi thành Tiêu Chân Nhân cánh tay tê dại kẻ cầm đầu. Bị Cơ Khinh Xa kéo cánh tay cũng chẳng có gì, đã giả trang tình lữ, loại này cơ bản nhất độ thân mật, cũng nên có. Mấu chốt không cẩn thận, Cơ Khinh Xa sung mãn hai ngọn núi liền sẽ quẹt tới cánh tay. Lại đem Tiêu Chân Nhân chơi đùa quá sức. Giả trang tình lữ là một chuyện, thừa cơ hội này chấm mút, kia lại là một chuyện khác. Tiêu Chân Nhân lại không là đồng nam tử, cũng vô pháp yên tâm thoải mái làm ra dạng này sự tình tới. Cơ Khinh Xa thỉnh thoảng phát ra một tiếng nhẹ nhàng yêu kiều cười, càng là khiến Tiêu Chân Nhân như có gai ở sau lưng, trên chóp mũi đều không chịu được chảy ra điểm điểm mồ hôi, đi đường đều có chút cứng đờ. Cũng may Lạc Già Thành sân bay cũng không lớn,
liền xem như một bước một chống cự, cũng rất nhanh liền đến lối ra, ngồi lên xe taxi. Tiêu Chân Nhân thở phào một hơi, thật giống như vừa mới từng đại chiến một trận, toàn thân đều buông lỏng. Cơ Khinh Xa liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng hiện lên một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu, phảng phất cảm thấy giờ này khắc này tiêu một ít, đặc biệt có thú. Xem ra nữ hài tử ở sâu trong nội tâm, đều là danh mãnh, ngay cả nhất quán khí quyển cơ tổng, cũng rất thích xem đến Tiêu Chân Nhân kinh ngạc dáng vẻ. Phạm Nhạc ngồi ở ghế cạnh tài xế, mặt không thay đổi lấy tiếng Anh hướng tài xế xe taxi nói một cái khách sạn tên. Kim Hải Bờ khách sạn, cái này là bản xứ đẳng cấp cao nhất siêu cấp 5 sao cảnh biển khách sạn một trong. Du khách nước ngoài, chỉ có đặc biệt có tiền thằng giàu có, mới có thể vào ở. Bình thường du khách, đều sẽ từ cơ quan du lịch an bài tại đẳng cấp hơi thấp khách sạn. Lái xe không nói hai lời, lái xe liền đi, lại âm thầm bĩu môi, tựa hồ đối với Phạm Nhạc cái này giả dương quỷ tử có chút xem thường. Nhìn lão huynh người kia ra tay ngăm đen, to lớn mũi, người không phải liền là địa đạo rơi già người a. Nói cái gì tiếng Anh, Phạm Nhạc mới không để ý tới tài xế này đối với hắn oán thầm. Cơ Khinh Xa chính là muốn đem hắn giả dạng thành nơi đó thổ dân rơi già người. Lạc Gia Thành mặc dù là người Hoa tụ cư thành thị, nhưng bởi vì có được to lớn tài phú, người Hoa ngay tại chỗ luôn luôn cao nhân một các loại, tương đối làm cho người chú mục, Cơ Khinh Xa hay là lo lắng Phạm Nhạc bị người nhận ra. Bên ngoài đồng hồ có thể cải biến, nhưng một chút đặc biệt khí chất cùng quen thuộc họ tiểu động tác, thường thường sẽ tại trong lúc lơ đãng liền đem thân phận chân thật cho bán. Rơi già bang là Đan Mạn quốc 10 cái liên bang bên trong một cái, bởi vì người thổ dân miệng đông đảo, rơi già bang có được cao độ tự trị quyền, Đan Mạn quốc trung ương chính búa quyền uy, tại rơi già bang không phải như vậy hữu hiệu. Đa số thời điểm, Đan Mạn quốc liên bang chính búa đối rơi già bang cùng mặt khác hai cái người thổ dân tự trị bang chọn lựa là lôi kéo chính sách. Rơi già bang vị trí giáp 6 đảo, diện tích rất lớn, rơi già bang cùng mặt khác hai cái người thổ dân tự trị bang chỉ chiếm cứ giáp 6 đảo bắc bộ so sánh tiểu nhân khu vực, giáp 6 đảo trung nam bộ đại bộ phận phân khu vực, thuộc về một cái khác quốc gia. Liền cái này ba cái tự trị bang địa vực mà nói, là một đầu đồ vật đi hướng chật hẹp hành lang. Đông Tây dài đạt hàng trăm hàng ngàn cây em, Nam Bắc rộng độ không qua trăm dư cây em, nhất chật hẹp chỗ chỉ có mấy 10 km. Nhưng đầu này đường ranh giới nhưng thật ra là rất không chính xác, Lạc Gia Thành đi về phía nam, không đến 10 km chính là rậm rạp nhiệt đới rừng cây, rất nhiều nơi nhiều năm đều là ít ai lui tới, lại nơi nào có cái gì minh xác đường ranh giới. Lạc Gia Thành làm rơi già bang thủ phủ, lấy thành thị quy mô cùng nhân khẩu mà nói, tính được là giáp 6 đảo lớn nhất thành thị. Bất quá thành thị kiến thiết lại cũng không thấy như thế nào trước tiến vào, taxi một đi ngang qua đi. Nhìn thấy đều là rách rách dưới phòng ở, chen chúc không chịu nổi đường đi. May mà taxi đi là đường cao tốc, cái này mới không có nhận trở ngại. Cùng taxi dần dần lái tới gần ven biển khu vực thời điểm, thành phố lớn phồn hoa khí tức mới rốt cục hiện ra. Cơ Khinh Xa liền thấp giọng hướng Tiêu Phàm giải thích, cách ven biển xa xôi địa khu, là Lạc Gia Thành khu dân nghèo, đa số người thổ dân cùng chủng tộc khác người ở tại những khu vực kia. Mà tới gần ven biển khu vực, thì là người giàu có khu quần cư. Đại bộ phận phân người Hoa đều ở lại đây. Rơi già bang cùng Lạc Gia Thành chính búa cơ quan cũng tập trung ở khu vực này. Cơ Khinh Xa trước kia du học học tập Hoa Nhân Đại học, cũng tọa lạc tại ven biển khu. Tại Lạc Gia Thành du học 2-3 năm, Cơ Khinh Xa cũng rất ít đi qua khu dân nghèo, đa số thời điểm là tại khu nhà giàu sinh hoạt. Bình thường đến nói, khu dân nghèo chỉ an tình trạng đều sẽ không quá tốt. Lấy Cơ Khinh Xa thân thủ, tự nhiên sẽ không để ý những cái kia tiểu mao tặc. Chỉ là thật muốn đụng tới, nhưng cũng đầy đủ buồn nôn. Vô duyên vô cớ, Cơ Khinh Xa tại sao phải buồn nôn mình? Tiêu Phàm hơi có chút kinh ngạc mà hỏi thăm, chẳng lẽ những người thổ dân này trước kia đều không ngừng đang ven biển a? Theo lý thuyết, vì thu hoạch phong phú đồ ăn, người thổ dân đều hẳn là tụ cư tại bờ biển mới đúng. Cơ Khinh Xa cười cười, nói trước đây thật lâu là như thế này, nhưng từ khi người Hoa rời chỗ ở tới về sau, loại tình huống này liền bắt đầu cải biến. Người Hoa càng có tiền, cải biến liền càng nhanh. Hiện tại trên cơ bản tốt nhất bãi biển khu vực, đều biến thành tư nhân. Chúng ta vào ở Kim Hải Bờ khách sạn, liền xây ở bờ biển, có chuyên thuộc về mình tư gia bãi biển. Người muốn là ưa thích bơi lội lời nói, ta cùng ngươi đi. Ai, ta nói cho ngươi, ta kỹ thuật bơi lội rất tốt, có muốn hay không ta dạy ngươi. Nói, liền nhẹ nhàng thọc Tiêu Phàm xương sườn, nhẹ tần mỏng cười, mặt mày ẩn tình, giống như lâm vào tình yêu cuồng nhiệt hoài xuân thiếu nữ. Nơi nào còn có nửa điểm bàn tay sắt nữ cường nhân cái bóng. Tiêu Phàm không khỏi cười nói, cái này liền không cần,
kỹ thuật có được hay không, tổng muốn đích thân được chứng kiến mới tính, chỉ dựa vào thổi, nhưng không đáng tin cậy. Thật sao, kia đợi chút nữa chúng ta liền tỉ thí một chút, ta còn thực sự liền không tin, Tiêu Chân Nhân mọi thứ đều so người châu. Cơ Khinh Xa lập tức liền có chút không phục, liếc Tiêu Phàm một chút, vẻ rất là háo hức. Tiêu Phàm chỉ là cười, không nói tiếp, cùng nữ hài tử đấu khí, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Cơ Khinh Xa nhếch miệng, lại đưa tay kéo lại cánh tay của hắn, đầu nhích lại gần. Chương 444, Ma Cừu Trang Viên. Kim Hải bờ khách sạn, làm Lạc Gia Thành đẳng cấp cao nhất siêu khách sạn 5 sao, các loại công trình cùng phục vụ đều 10 điểm đầy đủ. Lần này đến đây Lạc Gia Thành, hành trình đều từ Cơ Khinh Xa an bài. Cơ Khinh Xa đặt là độc lực bãi biển biệt thự. Loại này bãi biển biệt thự cũng thuộc về Kim Hải bờ khách sạn sản nghiệp, nhưng không cùng khách sạn những kiến trúc khác vật hỗn cùng một chỗ, mà là tại trên bờ biển kiến tạo độc lực biệt thự, đơn cửa độc viện, phòng ngủ, phòng khách, cẩn thận bể bơi đầy đủ mọi thứ, mười mấy mét bên ngoài, chính là xanh lam nước biển. Trời nước một màu, cát hải âu bay lượn, cảnh trí cực đẹp, tựa như ảo mộng. Bất quá giờ này khắc này, Tiêu Phàm tự nhiên không có có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Cơ Khinh Xa hiển nhiên cũng lý giải Tiêu Phàm tâm tình, lúc này phân phó khách sạn phương diện đưa một phần 10 điểm kỹ càng bội số lớn du lịch địa đồ tới. Loại này độc lực bãi biển biệt thự, là Kim Hải bờ khách sạn giá cả sang quý nhất khách phòng, tự nhiên phục vụ cũng là nhất chu đáo, mỗi ngôi biệt thự, đều phân phối có chuyên môn nhân viên phục vụ, bãi cát xe, tiểu du thuyền. Ngươi nhìn, nơi này chính là Ma Cừu Trang Viên sở tại địa. Cơ Khinh Xa đem nhân viên phục vụ đều đuổi ra ngoài, lôi kéo Tiêu Phàm tránh trong phòng ngủ, ngay tại to lớn màu hồng phấn cung đình trên giường lớn trải rộng ra bội số lớn du lịch địa đồ, duỗi da trắng nõn nà tiêm tiêm ngón út, chỉ hướng trên bản đồ nơi nào đó chỗ. Ma Cừu Trang Viên tại Lạc Gia Thành phía đông nam, trên bản đồ thẳng tắp khoảng cách, ước chừng không đến 30 km. Nhưng sở tại địa bị đánh dấu vì màu xanh lá cây đậm, tại du lịch trên bản đồ, cái này liền đại biểu cho đã tiến vào nguyên thủy rừng cây chỗ sâu. Mà lại, du lịch địa đồ đối Ma Cừu Trang Viên không có bất kỳ cái gì biểu thị, trên bản đồ, nơi đó chính là một mảnh nguyên thủy rừng cây. Nếu như không phải Cơ Khinh Xa cùng một chỗ tới, Tiêu Phàm một mình đến đây, chỉ sợ vì xác định Ma Cừu Trang Viên vị trí liền phải hao phí không ít công phu. Cơ Khinh Xa không chút do dự liền chỉ hướng vị trí kia. Có thể thấy được nàng đối với Ma Cừu Trang Viên quen thuộc trình độ. Đoán chừng nàng tại Lạc Gia Thành du học kia mấy năm, liền không ít nghiên cứu qua Ma Cừu Trang Viên. Trang viên này là rất sớm trước kia liền dựng lên, ban sơ quy mô rất nhỏ, cũng hào vô danh khí. Bởi vì thời điểm đó Ma Cừu, bất quá là cái vừa mới bắt đầu học tập hàng đầu thuật thanh niên, là rơi giả nhân bộ rơi chúng bao nhiêu tuổi tế sư bên trong một vị. Tự nhiên cũng không có người biết, cái này gọi Ma Cừu người trẻ tuổi, có không người có thể so kiệt xuất thiên phú. Theo Ma Cừu hàng đầu thuật nói ích tinh tiến vào, hắn tại rơi giả người bộ lạc bên trong địa vị cũng càng ngày càng cao. Không đến 30 tuổi, liền trở thành rơi giả bộ lạc thủ tịch đại tư tế. Cũng chính là bộ lạc, thứ nhất hàng đầu sư, Ma Cừu Trang Viên quy mô cũng đi theo càng ngày càng đại. Cơ Khinh Xa thuận miệng hướng Tiêu Phàm giới thiệu Ma Cừu Trang Viên lịch sử phát triển, quen vô cùng như lưu, không có nửa phân trì trệ. Trở thành bộ lạc thủ tịch đại tư tế, có điều kiện gì? Mọi người đề cử a. Đề cử, Cơ Khinh Xa lập tức liền trừng lớn mỹ diệu hai con ngươi, giống nhìn quái dị nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu đại ca, Tiêu chân nhân, nơi này chính là nguyên thủy rừng cây, dã man thế giới. Không phải xã hội văn minh, nơi này chỉ áp dụng luật rừng, cường giả sinh tồn, không có nhiều như vậy ấm lương cung kiệm để. Vô luận là ai, muốn trở thành bộ lạc thủ tịch đại tư tế. Chỉ có một cái điều kiện thắng qua tất cả cái khác tư tế. Ai không phục, đánh tới hắn phục, Tiêu Phàm liền buồn bực một chút, quả nhiên là dã man thế giới, cái này đều thời đại nào rồi. Trước đó mặc cho đại tư tế đâu, cũng đánh tới chịu phục mới thôi. Cái này muốn nhìn tình huống. Bình thường đến nói, tân nhiệm đại tư tế cạnh tranh đều là tại tiền nhiệm đại tư tế niết bàn hoặc là thoái vị về sau mới có thể triển khai. Nhưng Ma Cừu không phải như vậy, Ma Cừu là trực tiếp hướng về phía trước mặc cho đại tư tế khởi xướng khiêu chiến. Thanh tiền nhiệm đại tư tế trực tiếp xử lý, mình leo lên đại tư tế bảo tọa. Nghiêm cách thuyết, vị này tiền nhiệm đại tư tế còn nên tính là sư phụ của hắn. Máu tanh như vậy, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, rất là không vui. Không có một chút luân lý có thể nói. Loại này cường giả vi tôn luật rừng, Tiêu Chân Nhân thực tế rất khó đồng ý. Không tôn sư trọng đạo, đoạt sư phụ bảo tọa, đã để Tiêu Phàm khó mà tiếp nhận, về phần trực tiếp đem sư phụ xử lý,
mình thượng vị, càng là hoàn toàn vượt qua Tiêu Phàm đạo đức ranh giới cuối cùng. Nguyên bản, Tiêu Phàm đối Ma Cừu Đại Quốc Sư còn có mấy phân kính trọng chi ý, vô luận như thế nào, có thể trở thành một nước Đại Quốc Sư, luôn luôn đáng giá tôn kính. Nhưng mà nghe xong loại tình huống này, Tiêu Phàm trong lòng đối Ma Cừu cảm nhận, lập tức chuyển tiếp đột ngột. Tiêu Phàm, ở đây cùng người thổ dân đem luân lý đạo đức, ta là hẳn là khinh bỉ ngươi đây hay là khinh bỉ ngươi đây? Cơ Khinh Sa nhìn qua Tiêu Phàm, hé miệng cười một tiếng, chớp lấy đôi mắt to xinh đẹp, nói. Nhìn ra được, Cơ Khinh Sa kỳ thật rất hưởng thụ loại này thỉnh thoảng tiểu tiểu trêu cợt một chút Tiêu Phàm danh mãnh, thực tế nàng bình thường quá tấm lấy, Cơ thị tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch, Yến Bắc tỉnh lớn nhất dân doanh tập đoàn tổng giám đốc, trên thân còn lóng lánh không ít quan phương đầu hàm quang điểm, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều muốn chứng trạc đàng hoàng, hiển lộ ra nữ cường nhân phong phạm. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới hợp nàng hiển hách thân phận. Giống như bây giờ, đơn độc cùng bằng hữu ở chung một chỗ, cô nam quả nữ ở tại tha hương nơi đất khách bãi biển biệt thự trong phòng ngủ, loại tình hình này quá hiếm thấy, đến mức Cơ Khinh Sa cũng chuyển họ tử, không còn là cao quý như vậy lãnh diễm, lộ ra thanh xuân nữ lang diện mục thật sự. Tiêu Phàm lắc đầu, đối Ma Cừu loại này khi sư diệt tổ hành vi xem thường. Cơ Khinh Sa không còn cùng hắn nói đùa, nghiêm mặt nói, kỳ thật loại tình huống này cũng không thể hoàn toàn trách cứ Ma Cừu một người. Đây là bọn hắn truyền thống, mấy trăm năm qua đều là như thế này. Ta nghe nói, Ma Cừu cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn thiên phú quá cao, tại hàng đầu thuật bên trên tiến bộ quá nhanh, nghiêm trọng uy hiếp được tiền nhiệm đại tư tế địa vị. Tiền nhiệm đại tư tế đã chuẩn bị xuất thủ đối phó hắn, Ma Cừu liền tiên hạ thủ vi cường. Bất quá là vì sinh tồn mà chiến thôi, cũng chưa nói tới ai đúng ai sai. Tiêu Phàm gật gật đầu, Cơ Khinh Sa cũng nói rất có đạo lý, vô luận là ai. Đều rất khó siêu thoát tự thân vị trí hoàn cảnh giới hạn, nhất là sống chết trước mắt, càng thêm giảng không được nhân nghĩa đạo đức. Khổng Mạnh giảng nhân nghĩa, cũng không có yêu cầu đoàn người khoanh tay chịu chết. Bất quá Tiêu Phàm lập tức liền nhớ lại một cái vấn đề mới, kia Zino đâu? Zino cùng Ma Cừu ở giữa, có phải là cũng tồn tại loại này cạnh tranh quan hệ? Zino là Ma Cừu đệ tử đắc ý, cũng là Phạm Anh sư phụ. Đã Ma Cừu có thể xử lý sư phụ của mình thượng vị. Như vậy Zino cùng Ma Cừu quan hệ trong đó, liền rất đáng được nghiên cứu. Chí ít cùng Tiêu Phàm trước kia trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Không tồn tại, Cơ Khinh Sa lại quả quyết lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì Zino có tự mình hiểu lấy, biết mình sinh thời, vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp Ma Cừu tiêu chuẩn. Hàng đầu sư là rất giảng cứu thiên phú. Zino thiên phú cũng coi như rất không tệ, thế nhưng là cùng Ma Cừu so ra, kia còn kém xa lắm. Ma Cừu chính là chúng ta cổ nhân nói cái chủng loại kia bất thế gia thiên tài. Mạnh Tử Vân, 500 năm mà có vương giả ra. Câu nói này dùng tại Ma Cừu trên thân có lẽ hơi cường điệu quá, nhưng chính là như vậy cái ý tứ. Trên thực tế, Đan Mạn Quốc bất luận một vị nào ngự phong đại quốc sư, đều là bất thế gia kỳ tài. Không có bản lĩnh thật sự, trên vị trí kia căn bản ngồi không vững. Làm không tốt khỏi phải một tháng, liền sẽ vứt bỏ tính mệnh. Đan Man Hoàng thất tuyệt đối sẽ không vì thất bại đại quốc sư báo thù, mà là sẽ ngay lập tức đem người thắng phong làm mới đại quốc sư, bởi vì Hoàng thất mãi mãi cũng cần mạnh nhất hàng đầu sư đến bảo vệ. Biết rõ mình thúc ngựa cũng không đuổi kịp Ma Cừu, Zino liền thành thật, quy củ ở tại Ma Cừu dưới chân, xử lý tốt, không cổ phái, nói chuyện thường vụ. Cùng Ma Cừu tuổi già quy thiên hoặc là thoái vị về sau, bộ lạc đại tư tế cùng, không cổ phái, giáo chủ chi vị, khẳng định là hắn. So ra mà nói. Dạng này mưu cầu phú quý, an toàn nhiều. Người sang có tự mình hiểu lấy. Là như thế này, Tiêu Phàm hai mắt chằm chằm lấy địa đồ, chậm rãi dò xét, lại hỏi, Đan Mạn Quốc trong lịch sử, có hay không trước sau hai vị hoặc là ba nhiệm đại quốc sư, đều là xuất từ cùng một cái hàng đầu môn phái. Có, bất quá rất hiếm thấy. Đan Mạn Quốc hàng đầu thuật bè cánh thực tế nhiều lắm, không có cái kia bè cánh có thể uy chấn thiên hạ, nhất thống giang hồ. Ta trước đây ít năm cẩn thận nghiên cứu qua bọn hắn hàng đầu thuật lưu phái, phát hiện từng cái lưu phái truyền thừa xuống phương pháp tu luyện, kỳ thật đều cơ bản giống nhau. Luyện đến nhất cảnh giới cao thâm về sau, muốn phân ra cao thấp thắng bại, nhân tố quyết định là người tu luyện cá nhân thiên phú cùng đối hàng đầu thuật lĩnh ngộ. Cho nên, trừ phi cùng một môn phái liên tiếp xuất hiện hai cái hoặc là ba cái mạnh nhất thiên phú hàng đầu sư, bằng không bình thường là không thể nào từ cùng một môn phái hàng đầu sư xuất mặc cho đại quốc sư. Mà lại Ma Cừu coi như tại đại quốc sư bên trong, cũng coi là cái dị loại. Chỉ giáo cho, Ma Cừu là Đan Mạn Quốc đến nay trăm năm, trẻ tuổi nhất đại quốc sư, cũng là tại vị thời gian dài nhất. Bị Hoàng thất phong làm đại quốc sư thời điểm,
vẫn chưa tới 40 tuổi, ổn thỏa đại quốc sư vị trí, đã 30 năm. Tại lúc trước hắn trở thành đại quốc sư hàng đầu sư, bình thường đều tại 50 tuổi trở lên, 60 tuổi cũng không hiếm thấy. Bình thường cũng liền tại đại quốc sư vị trí bên trên đợi cái 5 năm, nhiều nhất 10 năm, liền chủ động yêu cầu thoái vị, thanh vị trí tặng cho người mới. Bò bò giữ mình, đúng, mặc kệ bao nhiêu lợi hại hàng đầu sư, cũng chạy không thoát sinh lão bệnh tử cái này hiển nhiên quy luật. Tuổi già sức yếu, qua đỉnh phong thời kỳ, còn muốn chiếm lấy đại quốc sư vị trí không thả, làm không tốt liền sẽ bị người trực tiếp đuổi xuống, chẳng những mất hết mặt mũi, đa số thời điểm ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Chỗ cao không thắng hàn, vô luận cái nào cao vị, đều không phải tốt như vậy ngồi. Ma Cừu liền không sợ a. Cơ Khinh Sa liền cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cho nên nói, Ma Cừu là cái dị loại. Mấy năm trước, ta vội vàng rời đi Lạc Già Thành về nước thời điểm, căn bản liền không nghe thấy Ma Cừu có thoái vị dự định. Ma Cừu tựa hồ rất có tự tin, gần đây bên trong Đan Mạn Quốc không người có thể uy hiếp được hắn. Dù sao chỉ cần ở tại Đại Quốc Sư vị trí bên trên, chỗ tốt hay là không ít, có toàn bộ hoàng thất lực lượng hiệp trợ, có thể điều động rất nhiều tài nguyên, đối người tu luyện rất có chỗ tốt, đối toàn bộ bộ lạc cũng có chỗ tốt. Mặc dù nói, ngoại trừ chính hắn, không cổ phái, không có cái gì kiệt xuất thiên phú đệ tử, nhưng nếu như giảm nhiều đầu sư số lượng đủ nhiều, như vậy coi như Ma Cừu thọ hết chết già về sau, không cổ phái, hàng nhức đầu phái địa vị cũng có thể tiếp tục bảo trì. Tiêu Phàm chậm rãi gật đầu, rơi vào trong trầm tư. Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm thấy, Ma Cừu tuổi tác đã cao, nhưng thủy chung không chịu thoái vị, ở trong đó, khẳng định còn có chút không muốn người biết đặc biệt nguyên nhân, hẳn là không chỉ là Cơ Khinh Sa phân tích đơn giản như vậy. Chương 445, Múa cột nữ lang. Vào đêm, Kim Hải bờ khách sạn diễn nghệ đại sảnh, du dương âm nhạc vang lên, điểm điểm tia laser dưới ánh đèn, nguyên bản khoảng không đại sảnh dần dần bắt đầu có khách hiện lên, trở nên có mấy phần náo nhiệt lên. Làm một thành phố du lịch, Lạc Già Thành cơ hồ mỗi nhà cao cấp khách sạn đều có một cái trang trí phải 10 điểm xa hoa diễn nghệ đại sảnh, mỗi lúc trời tối đều tiến hành ca múa biểu diễn, vì du khách trợ hứng. Dù sao trên thế giới này nhất dễ lắc lư, chính là du khách. Nhưng tiến đến quan sát diễn xuất, lại không chỉ là du khách, thậm chí có thể nói, đại bộ phận phân nhìn diễn xuất khách nhân, đều không phải du khách, mà là bản xứ người. Dân bản xứ cũng không phải là thích lặp đi lặp lại nhiều lần chạy đến nơi đây đến xem diễn xuất, chủ yếu là nghĩ muốn tìm làm ăn cơ hội. Có thể vào ở Kim Hải bờ loại này xa hoa khách sạn du khách, từng cái không phú thì quý, thật là tốt sinh ý đối tượng. Nếu như vận khí tốt, có lẽ tại diễn nghệ đại sảnh liền có thể kéo đến mấy cái người giàu có du khách. Một loại khác thích hướng diễn nghệ đại sảnh chui dân bản xứ, thì là không có việc gì tuổi trẻ ca nhi, tới đây uống rượu tìm diễm ngộ. Cuối cùng một loại khách nhân, cũng là người làm ăn, chỉ bất quá xử lý sinh ý có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng cái này khách nhân nhân số lại cũng không thiếu. Nghiêm ngặt dựa theo xã hội văn minh tiêu chuẩn để cân nhắc, Lạc Già Thành kỳ thật còn chỉ có thể coi là ngoài vòng giáo hóa chi bang. Nếu như không phải khách du lịch hưng khởi, chỉ sợ nghe nói qua thành phố này người bên ngoài đều rất ít, lại càng không cần phải nói đến nơi đây tiêu phí. Diễn xuất bắt đầu không lâu, đổi tiêu chuẩn du khách trang phục Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Sa tiến vào diễn nghệ đại sảnh, Phạm Nhạc theo sát phía sau. Nếu để cho quen thuộc Tiêu Phàm người nhìn thấy hắn hiện tại này tấm trang phục, lập tức sẽ rơi xuống một chỗ kính mắt. Áo sơ mi bông, lớn quần cộc tử, chân trần xuyên một đôi hưu nhàn dài da. Không sai. Tiêu chân nhân dưới mắt liền là ăn mặc như vậy. Cùi trỏ bên trong thì kéo màu đen ngắn tay áo thun thêm hoa hồng lớn váy ngắn Cơ Khinh Sa Cơ tổng. Toàn bộ một thanh xuân mỹ thiếu nữ, chỉ bất quá liền xem như manga bên trong thanh xuân mỹ thiếu nữ, cũng có rất ít người như là Cơ Khinh Sa dạng này da thịt hơn tuyết. Thon thả yêu kiều, Cơ Khinh Sa triệt để đem dấu ở sâu trong nội tâm mỹ thiếu nữ tình kết đều phóng thích ra ngoài, nếu như Uyển Thiên Thiên ở đây, nhất định sẽ nhảy lên chân đến. Mức độ lớn nhất hướng Cơ Khinh Sa đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị lão đại, không có người dạng này đoạt mối làm ăn a. Thanh xuân mỹ thiếu nữ, chẳng lẽ không phải ta thứ nhất nữ mà đầu độc quyền a? Nói thật, Cơ Khinh Sa trong phòng ngủ trọn vẹn mài Tiêu Phàm gần phân nửa giờ, Tiêu chân nhân cuối cùng mới một mặt không tình nguyện, 10 điểm bất đắc dĩ thay đổi cái này áo sơ mi bông. Lớn quần cộc tử, may mắn Cơ tổng coi như có chừng mực, không có cho Tiêu chân nhân phối hợp một đôi lập dị dép lào. Người phải để cho mình đừng như vậy làm cho người chú mục mới được, đại soái ca. Muốn theo đại lưu, đây là Cơ Khinh Sa cuối cùng thuyết phục Tiêu Phàm lý do. Tại một cái chú trọng túi ra thế giới, nam nữ đều giống nhau. Cơ Khinh Sa đều rất không tình nguyện đem mình tuyệt thế dung quang che lấp hơn phân nửa,
về phần màu da, Cơ Tổng liền không có tính toán đi cải biến. Diễn nghệ đại sảnh, kỳ thật vẫn là một cái nghe ngóng tin tức nơi đến tốt đẹp. Tại Ngũ Hoa Bát Môn người làm ăn bên trong, liền có chuyên môn lấy bán tin tức vì nghiệp mật thám. Cơ Khinh Xa biết, cũng là mấy năm trước tin tức. Nàng rời đi Lạc Già Thành về sau trong vài năm, nơi đó lại xảy ra chuyện gì biến hóa trọng đại, nàng cũng không phải là rõ ràng như vậy. Mà Cưu Đại Quốc Sư tình hình gần đây như thế nào, toàn bộ rơi giả bang đại đại tiểu tiểu 10 cái hàng đầu sư môn phái phải chăng lại xuất hiện cái gì khó lường giảm nhiều đầu sư vân vân. Đều cần dò nghe, cứ việc Tân Lâm chỉ cấp Tiêu Phàm một tháng thời gian, bây giờ đã qua đi vài ngày, nhưng những này đều nhất định phải làm rõ ràng mới có thể quyết định bước kế tiếp hành động phương hướng. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Cơ Khinh Xa tuyển một cái bên cạnh góc xác vị trí. Cùng Tiêu Phàm ngồi xuống, hướng người phục vụ muốn một chút nơi đó đặc sản cùng tươi ép nước trái cây. Phạm Nhạc ngồi chỗ cuối tương bồi, vừa chưa ngồi được bao lâu, liền có người đi lên mời chào sinh ý, bị Phạm Nhạc đuổi đi. Hiện tại diễn nghệ đại sảnh còn không phải rất náo nhiệt. Cơ Khinh Xa không vội mà tìm mật thám hỏi thăm tin tức. Theo thời gian chuyển rời, diễn nghệ trong đại sảnh khách nhân dần dần nhiều hơn, trên đài diễn xuất cũng bắt đầu trở nên lửa nóng. Một đại đội mặc quần áo bó cô gái trẻ tuổi đi đến sân khấu, bắt đầu vì những khách nhân biểu diễn tiêu chuẩn rất lớn múa cột. Càng thêm u ám diễn nghệ trong đại sảnh vang lên một trận tiếng vỗ tay, huýt sáo âm thanh cùng gào to âm thanh. Gọi tốt âm thanh đặc biệt vang dội, Tiêu Phàm không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Tại cái này tha hương nơi đất khách diễn nghệ đại sảnh, thế mà còn là tốt chữ che lại thanh âm khác, bởi vậy có thể thấy được, cái này diễn nghệ trong đại sảnh ít nhất có nhiều hơn một nửa khách nhân, là đến từ châu Á đồng bào. Tại khách du lịch đã từng lưu truyền một câu nói như vậy, chỉ cần châu Á kinh tế khởi sắc, liền mang ý nghĩa toàn thế giới khách du lịch đều khởi sắc. Kỳ thật chúng ta cũng không có chân chính giàu có đến trình độ như vậy, có thể nâng lên toàn thế giới trách nhiệm. Liền ở thời điểm này, một mực yên lặng ngồi, không kêu một tiếng Phạm Nhạc, bỗng nhiên rất thẳng người, hai mắt trợn thật lớn, gắt gao tiếp cận xa xa sân khấu, tựa hồ nhìn thấy cái gì để hắn cực độ giật mình sự tình. Phạm Linh, làm sao rồi? Cơ Khinh Xa nhiều năm như vậy cùng Phạm Nhạc ở cùng một chỗ, chứ không có nam nữ chi tư, có thể nói là lẫn nhau nhất bằng hữu quen thuộc, thật giống như nhất cử nhất động của nàng Phạm Nhạc quen vô cùng như lưu, nàng đối Phạm Nhạc nhất cử nhất động, cũng là quen vô cùng như lưu. Bằng hữu nhiều năm, còn rất ít gặp đến Phạm Nhạc thất thố như vậy. Lúc này theo Phạm Nhạc ánh mắt hướng sân khấu bên trên nhìn lại. Sân khấu bên trên hết thảy có 6 tên cô gái trẻ tuổi đang nhảy múa cột, Cơ Khinh Xa bắt đầu cũng không thế nào chú ý. Lấy Cơ Khinh Xa phong hoa tuyệt đại, như thế nào lại đi chú ý mấy cái tại phòng khiêu vũ biểu diễn múa cột nữ lang. Hiện tại nghiêm túc xem xét, lại phát hiện cái này mấy tên cô gái trẻ tuổi cả đám đều dung mạo rất khá, dáng người không tồi. Mà lại một chút liền có thể nhìn ra, đều là hoa kiều nữ tử, không phải thổ dân nữ hài. Rơi già bang thổ dân nữ nhân, vóc dáng thấp nhỏ, làn da ngăm đen, thực tế không ra gì. Đến loại này xa hoa khách sạn đến nhảy múa cột kiếm tiền. Kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Múa dẫn đầu cái kia múa cột nữ lang, dáng dấp nhất là xinh đẹp, hai chân thon dài, bờ eo thon doanh doanh một nắm, là cái khó gặp mỹ nữ. Nhất là để người tim đập thình thịch chính là, cái này trên mặt cô gái thỉnh thoảng lưu lộ ra ngoài kia cỗ nhàn nhạt u buồn cùng ẩn tàng rất khá ủy khuất chi ý. Loại này trong lúc lơ đãng biểu lộ ra u buồn cùng ủy khuất, là siêu cấp đại sát khí, tác dụng có đôi khi sẽ vượt qua dáng người cùng tướng mạo. Đối một chút có đại nam tử chủ nghĩa nam nhân mà nói, lực sát thương cực kỳ to lớn. Tỷ như cái này lĩnh vũ nữ múa cột, cứ việc xuyên được phi thường bại lộ, lại cho người ta một loại cảm giác nàng cũng không phải là cam tâm tình nguyện, nàng là bị buộc bất đắc dĩ. Phạm Nhạc ánh mắt, liền vững vàng rơi vào trên người nàng. Phạm Nhạc, Cơ Khinh Xa đè thấp giọng, lại gọi một tiếng, song nghi có chút nhau. Rất nhanh, Phạm Nhạc lại chấn định lại, thần thái khôi phục tự nhiên, rủ xuống mí mắt. Lạnh nhạt nói, múa dẫn đầu nữ hải kia, gọi Phạm Linh, là ta đường muội. Luận tộc phòng quan hệ, cùng Phạm Anh đồng dạng thân cận. Cơ Khinh Xa lấy làm kinh hãi. Đây chính là rất gần thân duyên quan hệ, làm sao cái này Phạm Linh, sẽ xuất hiện ở đây, xử lý loại này rõ ràng mang theo sắc tình hóa dấu vết khuất nhục nghề nghiệp. Cần biết Phạm gia tại Lạc Già Thành là xếp hạng thứ hai hào môn nhà giàu, người Hoa tứ đại gia tộc một trong. Phạm gia dòng chính đại tiểu thư. Như thế nào lưu lạc đến tận đây? Từ Phạm Nhạc khiếp sợ trình độ đến xem, cái này Phạm Linh quan hệ với hắn, rất có thể còn không chỉ là đường huynh muội đơn giản như vậy. Quả nhiên, Phạm Nhạc sau đó nói, Phạm Linh là ta nhìn lớn lên,
thật giống như thân muội muội đồng dạng. Nhiều năm trước, Cơ Khinh Sa tại Lạc Già thành du học, cùng Phạm Nhạc bởi vì luận bàn võ thuật mà kết giao, nhưng Cơ Khinh Sa tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, không có xâm nhập đến Phạm Nhạc nói thường trong sinh hoạt đi, đối Phạm Nhạc gia đình tình huống, hiểu rất ít. Cái này quan hệ thân cận đường muội, Cơ Khinh Sa trước kia cũng không có nghe Phạm Nhạc nhắc qua. Bất quá Phạm Nhạc là Phạm gia dòng độc đinh, không có cái khác ruột thịt huynh đệ tỉ muội, Cơ Khinh Sa ngược lại là biết đến. Gặp phải tình huống như thế này, Phạm Nhạc đối Phạm Linh tình cảm, xác thực có khả năng so phổ thông đường huynh muội tình cảm phải thâm hậu được nhiều. Tam Thúc ở công ty có cổ phần, so Phạm Anh cổ phần còn nhiều hơn. Mà lại, Tam Thúc là công ty chấp hành đồng sự. Phạm Nhạc lại giải thích vài câu. Không hề nghi ngờ, trong miệng hắn Tam Thúc, chỉ là Phạm Linh phụ thân. Đừng bảo là Phạm Thị tập đoàn cổ đông, chấp hành đồng sự, coi như chỉ là phổ thông cao tầng, thu nhập cũng đầy đủ cả nhà vượt qua 10 điểm thể diện sinh hoạt, quyết không đến mức để nữ nhi lưu lạc đến loại này nơi trốn đến, lấy nhảy múa cột mà sống. Nhưng Phạm Nhạc cũng vẻn vẹn chỉ giải thích như thế hai câu, liền ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, thậm chí nghiêng đầu đi, ngay cả sân khấu phương hướng cũng sẽ không tiếp tục nhìn. Phạm Nhạc, Cơ Khinh Sa thấp giọng kêu lên, thần sắc mang theo thật có lỗi. Phạm Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu mình rất rõ ràng việc cấp bách là cái gì. Tại không có vào tay Xích Viêm Thảo trước đó, bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều là tuyệt đối không thể làm. Ở xa tha hương nơi đất khách, liền ba người bọn họ, muốn đối mặt Ma Cưu Đại Quốc Sư, đối mặt toàn bộ không cổ phái, thậm chí là đối mặt toàn bộ rơi giả bang bộ lạc thổ dân, mạnh yếu cách xa. Hành động nhất định phải đặc biệt coi chừng. Một bước đạp sai, liền rất có thể là cả bàn đều thua kết cục. Đến lúc đó, có lẽ không chỉ là cứu không được Tân Lâm đơn giản như vậy, chỉ sợ bọn họ ba cái đều chưa hẳn có thể còn sống cố quốc. Tiêu Phàm bưng lên trước mặt nước trái cây, uống một ngụm, sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối, hắn đều không có liền việc này chơi qua một câu miệng. Tốt, lại là một chút tiếng khen vang lên. Tất cả mọi người ngậm miệng lại thời điểm, lần này tiếng khen liền lộ ra đặc biệt đột ngột, lập tức đem không ít người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy cách đó không xa đứng lên một cái nam nhân. Cứ việc diễn nghệ đèn phòng khách quang 10 điểm u ám, nhưng Tiêu Phàm Cơ Khinh Sa Phạm Nhạc bọn người tinh mắt cỡ nào, tự nhiên đều thấy thanh thanh sở sở. Nam nhân này tuổi không lớn lắm, ước chừng 30 mấy tuổi, xuyên được xanh xanh đỏ đỏ, trên cổ tay sáng lóng lánh, mang theo một khối to lớn đồng hồ, vóc dáng thấp nhỏ, hình dung hèn mọn, làn da ngăm đen, nếu như không phải câu kia gọi tốt thanh âm biểu lộ thân phận của hắn, cho dù ai đều muốn đem hắn nhận làm là bản xứ thổ dân nam nhân. Tên hèn mọn hoàn toàn không để ý mọi người ánh mắt kinh ngạc, bưng một lớn cốc bia, lảo đảo hướng về sân khấu đi đến, con mắt thẳng vào tiếp cận Phạm Linh bắp đùi thon dài cùng ôn nhu bộ ngực, mảy may cũng không che giấu mình tham lam háo sắc chi ý. Chương 446, Xúc Quỷ. Nhìn thấy cái này tên hèn mọn, Phạm Nhạc sắc mặt lại là biến đổi, hai mắt có chút híp mắt khâu lại. Nhận biết, Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng hỏi một câu. Nhận biết, Lâm Thành Đạc, trước kia là trong nhà Hoa Vương. Phạm Nhạc vô cùng đơn giản nói, cái gọi là Hoa Vương, kỳ thật chính là hầu hạ hoa cỏ, tu bổ cây cối người làm vườn, Phạm gia gia đình. Nhưng người này dưới mắt lại xuất hiện tại Kim Hải bờ khách sạn diễn nghệ đại sảnh, chẳng những mang theo sáng loáng đồng hồ, trên cổ còn mang theo một chuỗi to lớn dây chuyền vàng, diễu võ dương oai. Mang dây chuyền vàng tựa như là người Hoa đặc biệt yêu thích, bất luận nam nữ, chỉ cần có mấy cái tiền, đều thích cả bên trên như thế một chuỗi. Lâm Thành Đạc hiện tại tư thế cùng phái đoàn, rất rõ ràng không giống như là một cái người làm vườn, Phạm gia người làm vườn như bức nữa, đến loại trường hợp này hay là tiêu phí không dậy nổi. Lâm Thành Đạc hiển nhiên không nghĩ tới nguyên chủ nhân đã trở lại Lạc Già Thành, đồng thời ngay tại cách đó không xa nhìn xem hắn, hắn hiện tại hoàn toàn bị cồn đốt đỏ trong mắt, bưng lớn bia dinh dưỡng, loạng trà loạng choạng mà đi hướng sân khấu, sau đó liền đứng tại Phạm Linh trước mặt cách đó không xa. Ngẩng đầu lên, đùa vừa cười vừa nói, Tam tiểu thư, đến, ta mời ngươi một chén. Nói, liền giơ lên trong tay bia dinh dưỡng. Hắn vóc dáng vốn là thấp, cùng Phạm Linh tại cùng một bậc thang bên trên đứng, cũng không bằng Phạm Linh cao, huống chi đứng tại dưới võ đài, liền càng lộ ra song phương chiều cao cách xa, thật giống như một tên hề, muốn bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Phạm Linh càng tại làm một cái độ khó cao động tác, liếc nhìn Lâm Thành Đạc, lập tức giật nảy cả mình. Một cái không cầm nổi, kém chút từ trên ống thép ngã xuống. Luống cuống tay chân, có mấy phân chật vật, Lâm Thành Đạc cạc cạc cười ha hả, thanh âm khàn giọng. Như cú vọ minh gọi bình thường, 10 điểm khó nghe. Tam tiểu thư, đừng sợ, Lâm ca ta ở chỗ này đây.
có ủy khuất gì, cùng Lâm ca ta nói, ta bảo bọc ngươi. Chỉ cao khí dương, mười phần tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Phanh một tiếng vang nhỏ, thịnh phóng nước trái cây dày đặc ly pha lê, tại Phạm Nhạc trong tay trở nên vỡ nát. May mà nước trái cây đã uống sạch, không có văng tứ phía. Phạm Nhạc cánh tay nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt tái xanh, gắt gao tiếp cận Lâm Thành Đạc. Trong mắt như muốn toát ra lửa tới, rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà. Nhớ ngày đó, Phạm Linh thế nhưng là người nhà họ Phạm, người yêu thích kiều kiều nữ, thiên kim tiểu thư, Lâm Thành Đạc dạng này. Ngay cả xa xa nhìn nàng một chút đều phải nhanh gục đầu xuống. Sợ bị người phát giác, lúc nào, đến phiên Lâm Thành Đạc tại Phạm Linh trước mặt nói lời như vậy rồi. Cơ Khinh Xa ánh mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Nàng quả thật có chút lo lắng, Phạm Nhạc vạn nhất nhịn không được, làm không tốt liền tốt xấu đại sự. Tốt ở thời điểm này, đã có người đối Lâm Thành Đạc hành vi biểu thị bất mãn, không ít người lớn tiếng yêu uống, để Lâm Thành Đạc đi nhanh lên chút, đừng ảnh hưởng nữ hài tử biểu diễn. Đây là cho toàn thể khách nhân biểu diễn vũ đạo, không phải diễn cho một mình ngươi nhìn. Lại nói ở đây khách nhiều người mấy đều là thấy qua việc đời, Lâm Thành Đạc bộ này nhà giàu mới nổi bộ dáng. Ai không phải liếc thấy ra, loại kia hèn mọn khí chất, cả một đời đều cải biến không được. Thật đúng là không có mấy người đem hắn coi ra gì. Diễn nghệ đại sảnh bảo an lập tức ra mặt can thiệp, muốn đem Lâm Thành Đạc kéo lại đi. Ai ngờ bảo an ra mặt, Lâm Thành Đạc thái độ lập tức liền xảy ra biến hóa, hai tay dùng sức một dương, đem bắt hắn lại cánh tay bảo an vung qua một bên, gầm hét lên. Thả ta ra, ngoá nó, các ngươi biết lão tử là ai à? Lão tử là Phạm Phủ Tổng Quản, dám kéo ta, tin hay không lão tử ngày mai liền để đồn cảnh sát Trần Thám Trưởng đem các ngươi đều bắt lại, roi lớn tử rút chết các ngươi. Thanh âm cực lớn, ngay cả âm nhạc điếc tai nhức óc âm thanh đều ép không đi xuống, diễn nghệ trên đại sảnh trăm người xem, trên cơ bản đều nghe được thanh thanh sở sở. Bảo an nghe xong hắn là Phạm Phủ Tổng Quản, lập tức đều lấy làm kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, quả thật không dám lại đưa tay kéo dắt hắn. Việc này a, thà tin rằng là có còn hơn là không. Cứ việc gia hỏa này nhìn qua mười phần hèn mọn, không hề giống là cái đại nhân vật, nhưng vạn nhất hắn nói là nói thật, Phạm Phủ Tổng Quản lại tuyệt không phải bọn hắn tiểu tiểu bảo an có thể đắc tội nổi. Mấy năm này Phạm gia, tại Phạm Anh Phạm hội trưởng trưởng quản phía dưới, rất có vượt qua hoàng gia, trở thành Lạc gia thành người hoa đệ nhất gia tộc xu thế. Phạm Anh càng là danh tiếng rất kinh, năm ngoái được tuyển vì người hoa thương hội hội trưởng, thay thế hoàng gia người. Nếu như người nọ thật sự là Phạm Phủ Tổng Quản, đã nói lên hắn là Phạm hội trưởng thân tín nhất người. Rất nhanh, một tên Âu phục dày da, có vẻ như người phụ trách bộ dáng nam tử trung niên vội vã đi qua đến, giữ chặt Lâm Thành Đạc cúi đầu khom lưng không ngừng nói tốt, nói hết lời, cuối cùng sẽ có mấy phần sai Lâm Thành Đạc khuyên trở về. Tam tiểu thư, người ghi nhớ, ta là Lâm Thành Đạc, Lâm ca. Ta sẽ lại tới tìm ngươi. Lâm Thành Đạc nhìn về phía múa trên đài Phạm Linh, rát cuống họng kêu lên. Sau đó bưng lên trong tay bia dinh dưỡng uống một hơi cạn sạch, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, hai tay chắp sau lưng, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Cùng hắn ngồi cùng bàn mấy tên nam tử, cũng nhao nhao đứng dậy, miệng bên trong kêu Lâm ca, cùng theo đi. Nghe vào, cũng đều là Hoa Kiều, người thổ dân Hán ngữ, nói đến sẽ không như thế có thứ tự. Kỳ thật liền xem như Hoa Kiều, Hán ngữ nói đến có thứ tự cũng không nhiều, sẽ viết càng là Phượng Mao Lân Giác. Một mực giữ im lặng Tiêu Phàm bỗng nhiên nói, Phạm Nhạc, không đáng vì loại người này tức giận. Phạm Nhạc ừ một tiếng, không nói gì. Rất nhanh, múa cột biểu diễn hoàn tất, Phạm Linh cùng nữ hài nhi cũng nhao nhao đi hậu trường, một tên ca sĩ đi lên đài, bắt đầu rất ra sức diễn hát một bài Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều nghe không rõ hoa văn ca khúc. May mắn Tiêu Chân Nhân đối với mình quốc văn tạo nghệ nhất quán rất có lòng tin, không phải thật đúng là muốn hoài nghi mình ngữ văn không có học tốt, ngay cả bài hát từ đều nghe không hiểu. Một cái chừng 30 tuổi người hoa nam tử, còng lưng eo chậm rãi hướng bên này dựa đi tới, hướng về Phạm Nhạc khom người một chút, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Phạm Nhạc nhẹ gật đầu, người hoa này nam tử lập tức đại hỉ, đi chậm chậm tới, lại hướng Phạm Nhạc thiếu hạ thấp người, lại hướng Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa cúi đầu làm lễ, lộ ra một ngụm cũng không chỉnh tề răng, hình dung chi hèn mọn, cũng chỉ so Lâm Thành Đạc hơi tốt một chút. Phạm Nhạc lấy tiếng Anh đối với hắn nói, ta hai vị này bằng hữu. Là từ trong nước đến, muốn nghe chút mới mẻ sự tình. Người hoa kia nam tử nghe xong, lập tức gật đầu. Nói, không có vấn đề không có vấn đề, mặc kệ hai vị muốn nghe cái gì dạng mới mẻ sự tình, ta khẳng định cũng có thể làm cho hai vị hết sức hài lòng. Xem ra vị này, chính là chuyên môn bán tin tức mật thám.
Tại diễn nghệ đại sảnh chỗ có sinh ý người bên trong, cũng là dưới nhất chờ. Đa số thời điểm, bọn hắn là tại du khách nước ngoài bên trong tìm kiếm có thể lắc lư đối tượng. Đương nhiên, cũng sẽ không đem người lừa quá ác, luôn luôn du tẩu tại luật pháp biên giới, đánh một chút bóng sát biên, tận khả năng nhiều từ du khách nơi nào lắc lư một chút tiền tài. Lại không đến mức đem mình làm tiến vào cục cảnh sát đi. Tiên sinh họ gì, Tiêu Phàm cũng lấy lưu loát tiếng Anh hỏi. Không dám không dám, không dám họ Trần, ta gọi Trần A Tam. Trần A Tam ba chữ này, lại là nói Hán ngữ, chỉ là tận lực tăng thêm một điểm ngoại quốc giọng điệu, nghe vào 10 điểm dở dở ương ương. Thực tế Trần A Tam mình cũng không biết nên như thế nào dùng tiếng Anh đến phiên dịch A Tam hai chữ này, chẳng lẽ trực tiếp phiên dịch thành Ấn Độ. Trần tiên sinh, bạn trai ta ở trong nước là nghiên cứu tôn giáo cùng sự kiện linh dị chuyên gia. Đối Nam Dương hàng đầu thuật cảm thấy rất hứng thú. Trần tiên sinh có thể cùng hắn tâm sự có quan hệ hàng đầu thuật tin đồn thú vị, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Cơ Khinh Sa mỉm cười đối Trần A Tam nói, trực tiếp đem Tiêu Phàm gọi bạn trai. Một chương 20 đô la tiền mặt, đập vào Trần A Tam trước mặt. Trần A Tam gặp một lần, càng là mặt mày hớn hở, khẽ vươn tay liền đem tiền mặt thu vào, hướng về Tiêu Phàm liên tục cúi đầu, nói, mời vị tiên sinh này yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Lập tức vị này mật thám liền mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói. Chính như Cơ Khinh Sa sở liệu, chỉ bất quá mấy câu về sau, Trần A Tam liền nâng lên ma cưu đại quốc sư trên thân. Nơi này là Lạc Già Thành, muốn trò chuyện hàng đầu thuật, không nói ma cưu đại quốc sư, còn có thể đàm ai. Tại Trần A Tam miệng bên trong, vị này ma cưu đại quốc sư quả thực chính là thiên thần hạ phàm, đủ loại thủ đoạn, như là thần thích. Ra như phi kiếm ngàn dặm, lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm cùng các loại, không phải trường hợp cá biệt. Ba vị biết, ma cưu đại quốc sư nuôi bao nhiêu đối quỷ sao? Đàm luận một trận. Trần A Tam nhìn hai bên một chút, hạ thấp giọng hỏi, ngữ khí cùng thần thái đều cực độ thần bí. Xúc quỷ, cơ hồ là Nam Dương mỗi cái tu luyện có thành tựu hàng đầu sư đều tất nhiên muốn tu luyện một loại công pháp. Tại hàng đầu thuật bên trong, xúc quỷ tác dụng cực lớn, phàm là mật báo, xem địch tình, rơi xuống hàng đầu cùng các loại, đều có thể thúc đẩy quỷ vật đi hoàn thành. Đối phương tại thần không biết quỷ không hay ở giữa liền chúng hàng đầu. Mà xúc quỷ bao nhiêu, cùng quỷ vật tế luyện trình độ. Thường thường liền tỏ rõ lấy một vị hàng đầu sư tạo nghệ cao thấp. Bao nhiêu? 6 đôi. Trần A Tam đưa tay phải ra ngón tay cái cùng ngón út, khoa tay một chút, mặt mũi tràn đầy sùng bái thần sắc. Mà lại không là tiểu quỷ, là lệ quỷ. Không có khả năng, người nói đùa. Nào có hàng đầu sư có thể nuôi 6 đôi quỷ? Phạm Nhạc lập tức rất xem thường nói. Cứ việc Phạm Nhạc mình không có tu luyện qua hàng đầu thuật, đối hàng đầu thuật con đường tu luyện, còn là hiểu rõ phải không ít. Hàng đầu thuật xúc quỷ, là từng đôi đến nuôi, một nam một nữ, miễn cho quỷ vật tịch mịch, nuôi không ngừng, dần dần khô héo. Phổ thông hàng đầu sư, có thể nuôi một đôi quỷ, liền đã vô cùng ghê gớm, cần hao phí suốt đời tinh lực đến không ngừng tế luyện quỷ vật. Bởi vì theo thời gian trôi qua, chỗ xúc quỷ vật năng lực sẽ từng bước tăng cường, nếu như hàng đầu sư bản lãnh của mình theo không kịp, liền sẽ khống chế không nổi quỷ vật, lọt vào phản phệ, biến thành xúc quỷ đồ ăn. Bị mình chỗ xúc dưỡng quỷ vật phản phệ hàng đầu sư, bao năm qua đều không ít. Mà một chút thiên phú rất cao, bản lĩnh cao cường giảm nhiều đầu sư, xúc dưỡng tiểu quỷ liền có thể nhiều một chút, đạt tới 2 đôi thậm chí 3 đôi nhiều. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 4 cặp quỷ, đây cũng là công nhận xúc quỷ cực hạn. Mấy chục năm trước, đã từng có một vị đại quốc sư kỳ tài ngút trời, ý đồ nuôi 5 đôi quỷ, cuối cùng thất bại, tự thân bị quỷ vật phản phệ, kia 5 đôi mất khống chế quỷ vật, kém chút hủ thành đại họa. May mà mấy vị giảm nhiều đầu sư một cùng ra tay, mới cuối cùng đem kia 5 đôi lệ quỷ trấn áp xuống dưới. Từ sau chuyện này, hàng đầu sư xúc quỷ cũng không dám vượt qua 4 cặp. Mà lại có thể xúc 4 cặp quỷ hàng đầu sư, cũng là phượng mao lân giác, có đôi khi thậm chí thân là đại quốc sư thứ nhất hàng đầu sư đều không nhất định có thể xúc dưỡng nhiều như vậy quỷ vật. Hiện tại Trần A Tam lại nói ma cưu đại quốc sư nuôi 6 đôi quỷ, Phạm Nhạc tự nhiên tuyệt không tin. Chương 447, Thông Linh Hàng. Vị tiên sinh này, ta nói tuyệt đối là thật, chuyện này, không chỉ có riêng là ta biết, toàn bộ Lạc Già Thành người biết không ít. Tất cả mọi người nói, chúng ta rơi giả bang ra từ trước tới nay lợi hại nhất, thứ nhất hàng đầu sư cả đám đều rất hưng phấn đâu. Thấy Phạm Nhạc không tin, Trần A Tam lập tức giơ bàn tay lên, giống như là thể phát thể nói. Phạm Nhạc dù sao đối hàng đầu thuật biết không nhiều, thấy Trần A Tam bộ dáng như vậy, không khỏi nửa tin nửa ngờ địa, hướng Cơ Khinh Sa nhìn một cái.
Cơ Khinh Sa đối hàng đầu thuật nghiên cứu, cũng không phải hắn có thể so sánh. Năm đó Cơ Khinh Sa đến đây Lạc Già Thành Hoa Nhân Đại học du học, nó một là hướng về phía nơi này siêu tập đạo giáo cổ tịch mà đến, hai chính là đến nghiên cứu Nam Dương hàng đầu thuật. Cơ Khinh Sa mình không tu luyện hàng đầu thuật, lại không trở ngại nàng từ hàng đầu thuật con đường tu luyện bên trong ngộ ra một chút tâm đắc tới. Con đường tu luyện, tổng là có chút đạo lý là tương thông. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên cũng cho rằng cái này Trần A Tam là tại ra vẻ kinh người ngữ điệu, lấn phụ bọn họ là nơi khác đến du khách, không hiểu hàng đầu thuật. Trần A Tam hết lần này tới lần khác là cái gấp họ Tử, thấy thế rất là không cam lòng, nói, ta nói chính là thật, Ma Cừu Đại Quốc Sư trước đây không lâu đã từ Hoàng Cung trở về Ma Cừu Trang Viên, nghe nói chính là muốn tu luyện một loại trí cao vô thượng hàng đầu thuật. Cơ Khinh Sa song mi bỗng nhiên giơ lên, hỏi, Ma Cừu Đại Quốc Sư trở lại Ma Cừu Trang Viên. Đúng vậy a, ngay tại hơn 10 ngày trước, chúng ta Lạc Già Thành còn cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh, trong thành tất cả tai to mặt lớn đại nhân vật, đều cùng đi sân bay nghênh đón. Đại Quốc Sư còn cùng bọn hắn nắm tay, ban thưởng phúc đâu. Tiêu Phàm một mực sắc mặt bình tĩnh, rốt cục cũng thoảng qua lộ ra một tia biến ảo. Ma Cừu Đại Quốc Sư trở về Trang Viên, quả thật có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Vốn cho là, Ma Cừu sẽ ở lại trong Hoàng Cung, Ma Cừu Trang Viên chỉ có Zino cùng đệ tử khác trấn thủ. Cứ việc Zino những này giảm nhiều đầu sư cũng không thể coi thường, nhưng ít ra so Ma Cừu muốn dễ đối phó nhiều. Bây giờ Ma Cừu Đại Quốc Sư tự mình tọa trấn Trang Viên. Tăng thêm Zino cùng một nhóm đồ tử đồ tôn, Tiêu Phàm chỉ là ba người, trong đó còn có một cái đối hàng đầu thuật nhất khiếu bất thông, quả nhiên là thế đơn lực bạc cực kỳ. Người nói Ma Cừu Đại Quốc Sư muốn về Trang Viên tu luyện một loại trí cao vô thượng hàng đầu thuật, đến cùng là cái gì hàng đầu thuật a? Cơ Khinh Sa giả ra hoàn toàn không hiểu hàng đầu thuật dáng vẻ, nhiều hứng thú hỏi. Hắc hắc, cái này. Trần A Tam lại bán được cái nút đến, hi hi ha ha cười, bưng lên trước mặt bia mãnh rót. Phạm Nhạc cổ tay khẽ đảo, một chương 50 đô la tiền mặt liền đẩy lên Trần A Tam trước mặt. Trần A Tam hai mắt sát na chừng phải tròn vo, mặt mũi tràn đầy vừa mừng vừa sợ biểu lộ. Thời khắc mấu chốt thừa nước đục thả câu, chính là bọn hắn những này mật thám quen làm tiểu thủ đoạn, nguyên bản bất quá hy vọng có thể tại khách nhân nơi đó đạt được 10 nguyên 5 nguyên ban thưởng, ai ngờ Phạm Nhạc vừa ra tay chính là 50 đô la, sao không gọi Trần A Tam mừng rỡ như điên. Ngày hôm nay là thật gặp quý nhân, Trần A Tam liên tục không ngừng đem 50 đô la thu vào, lại vẫn là không có vội vã trả lời Cơ Khinh Sa vấn đề, lần nữa bưng chén rượu lên, ngửa cổ một cái. Đem còn lại nửa cốc bia uống một hơi cạn sạch, tựa hồ tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó duỗi cổ, tận lực hạ giọng. Đối Cơ Khinh Sa nói, nghe nói, Đại Quốc Sư muốn tu luyện chính là thông linh hàng. Thông linh hàng, cái này sao có thể? Cơ Khinh Sa giật nảy cả mình, kém chút kêu thành tiếng. Thật, tất cả mọi người là nói như vậy, trừ thông linh hàng. Trên thế giới này tất cả hàng đầu thuật, Đại Quốc Sư đều biết. Duy chỉ có thông linh hàng mới đối Đại Quốc Sư có lực hấp dẫn. Cái gì gọi là thông linh hàng? Tiêu Phàm ở một bên cắm miệng hỏi. Thông linh hàng, kỳ thật chính là linh quỷ hàng. Chính là hàng đầu sư cùng mình xúc dưỡng linh quỷ hợp thể, biến thành nửa người nửa linh dáng vẻ. Trần A Tam vừa nói, liền không ngừng hướng trái phải nhìn quanh, tựa hồ đang sợ cái gì đồ vật như. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, có quan hệ linh quỷ hàng nghe đồn, Vô Cực Thuật Tàng phụ lục bên trong, kỳ thật cũng có ghi chép, đương nhiên là tương đối đơn giản ghi chép, nói không tỉ mỉ. Căn cứ Vô Cực Thuật Tàng miêu tả, linh quỷ hàng là Nam Dương hàng đầu trong truyền thừa, một loại vô thượng tà thuật. Một khi hàng đầu sư cùng mình xúc dưỡng lệ quỷ thành công hợp thể, lập tức liền lại biến thành thông linh thân thể, âm dương hai giới có thể tùy ý hành tẩu. Khi thì làm người, khi thì vì quỷ, đồng thời đột phá nhân loại tuổi thọ ràng buộc, cứ việc còn không có thể trường sinh bất tử, nhưng chỉ cần có liên tục không ngừng cường đại tinh hồn bổ sung, lại có hy vọng sống đến hơn mấy trăm tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi. Bất quá Vô Cực Thuật Tàng phụ lục thiên bên trong, cũng chỉ có đơn giản như vậy miêu tả, cũng không có ghi chép nói, phải chăng có hàng đầu sư luyện thành qua loại này vô thượng tà thuật. Tại cổ đại, giao thông không tiện, tin tức càng là bế tắc vô so, trung thổ cùng Nam Dương cách xa nhau 10 triệu bên trong xa, Vô Cực môn đám tiền bối có thể có được như thế một chút có quan hệ hàng đầu thuật tin tức, cũng sẽ nhớ ghi chép trong danh sách, đã vô cùng ghê gớm. Hừ, thông linh hàng, chính là cái truyền thuyết mà thôi, cho tới bây giờ đều không ai luyện thành qua. Không cẩn thận, mình liền sẽ bị lệ quỷ thôn phệ hết, hài cốt không còn. Ma Cừu Đại Quốc Sư cũng không phải không biết hung hiểm trong này,
làm sao lại đi tu luyện loại này trong truyền thuyết hung hiểm nhất khó lường hàng đầu thuật. Phạm Nhạc lạnh hừ một tiếng, nói, hắc hắc, cái này, ta cũng không hiểu rõ lắm, là nghe bằng hữu nói. Bất quá, bằng hữu của ta nhưng là chân chính hàng đầu sư, hắn chính là nói như vậy, trừ thông linh hàng, mà cừu đại quốc sư còn có cái gì hàng đầu thuật sẽ không đâu. Trần A Tam thực tế không hổ là cái tư thâm mật thám, vừa nói vừa lộ ra mê võng biểu lộ, sắp hiện ra trận huyền nghi bầu không khí tô đậm được lợi phát đúng chỗ. Xem ra những này mật thám thật đúng là phải có người kể chuyện tiềm chất, mới có thể tại một chuyến này lẫn vào như cá gặp nước. Tiêu Phàm hỏi, Trần tiên sinh, vừa rồi có vị Lâm tiên sinh ở đây cãi nhau, nói là Phạm phủ tổng quản, chuyện này là sao nữa đâu? Mắt thấy có quan hệ ma cừu đại quốc sư sự tình, vị này Trần A Tam cũng đã không có cái gì mới mẻ mãnh liệu muốn bạo, mà lại đã nói đến cũng hơn nửa là tin đồn, Tiêu Phàm liền chuyển đổi chủ đề. Lợi hại hơn nữa mật thám cũng chỉ có thể cung cấp một chút đại chúng hóa chỉ tốt ở bề ngoài tin tức, muốn biết nội tình, tự nhiên còn phải tìm chân chính nhân sĩ nội bộ đi hỏi thăm. Tỷ như một cái không cổ phái hàng đầu sư, mà cừu đại quốc sư đồ tử đồ tôn, biết đến nội tình tin tức liền khẳng định so Trần A Tam hơn rất nhiều. Ai nha, ngài hỏi cái này a? Xem như hỏi đối người, ta liền ở tại Phạm phủ sát vách, là hàng xóm của bọn họ. Trần A Tam đưa tay vỗ đùi, hưng phấn nói. Phạm Nhạc liền cười, Phạm phủ sát vách, làm sao lại có làm mật thám hàng xóm? Phạm gia hàng xóm, không có chỗ nào mà không phải là nơi đó người hoa thượng tầng xã hội tai to mặt lớn, không phú thì quý. Vị này Trần A Tam rõ ràng chính là lấn phụ bọn họ người bên ngoài không hiểu việc, lung tung khoác lác. Hắn lại chỗ nào có thể nghĩ đến, ngồi tại trước mắt hắn vị này, mới là Phạm phủ hàng thật giá thật đích hệ tử đệ. Đối loại tiểu nhân vật này ý ngân, Phạm Nhạc đương nhiên sẽ không đi vạch trần. Nói đến, hắn vị này Phạm gia chủ nhân chân chính, vận mệnh so sánh với Trần A Tam còn nhiều hơn xuyến, nếu như không phải rất trùng hợp từ Tiêu Phàm cùng Thiên Thanh Tử cho hắn bỏ đi thể nội máu hàng, hắn đến chết đều muốn lưu lạc tha hương, không được về. Cái kia Lâm tiên sinh Lâm tổng quản A, ngay từ đầu chẳng qua là Phạm phủ một cái người làm vườn mà thôi, ai cũng chướng mắt hắn. Mấy năm trước, Phạm gia thiếu chủ Phạm Nhạc tiên sinh bỗng nhiên mất tích, Phạm gia liền lên biến hóa long trời lở đất. Phạm gia các người mấy vị nghe nói qua, Hoàng Phạm Ngụy Nhiễm tứ đại gia, là chúng ta Lạc gia thành người hoa xã hội có tiền nhất giàu sang nhất tứ đại gia tộc, nghe vào rất thú vị. Cùng, phòng hoạn chưa xảy ra, là một cái âm. Hoàng Phạm Ngụy Nhiễm cùng phòng hoạn chưa xảy ra dĩ nhiên không phải một cái âm, chỉ là Trần A Tam quốc ngữ vốn là nói đến không đúng tiêu chuẩn, lại là không cần so đo. Hắn có thể nói ra phòng hoạn chưa xảy ra dạng này thành ngữ, đã hoàn toàn ra khỏi Tiêu Phàm ngoài ý liệu. Phạm gia lên cái dạng gì biến hóa long trời lở đất đâu? Cơ Khinh Sa tăng cường hỏi. Khi nhưng cũng là bởi vì Phạm Anh Phạm tiên sinh. Phạm tiên sinh nguyên vốn không phải Phạm gia người thừa kế thứ nhất, Phạm Nhạc tiên sinh mất tích về sau, Phạm Anh tiên sinh mới có cơ hội tiếp quản Phạm thị tập đoàn. Vị này Phạm Anh tiên sinh, thật là một cái nhân vật, rất lợi hại, tâm ngoan thủ lạt. Phạm gia rất nhiều lão nhân cũng không phục hắn đương gia dài, hay là chung với Phạm Nhạc tiên sinh. Phạm Anh tiên sinh liền đem những này không phục lão nhân cả đám đều thanh trừ hết. Các ngươi khả năng không biết, Phạm Anh tiên sinh cũng là một vị giảm nhiều đầu sư, mà cừu đại quốc sư đồ tôn, hiện tại đã là chúng ta Lạc gia thành người hoa thứ nhất hàng đầu sư. Vừa rồi vị kia Lâm tiên sinh, chính là rất biết vuốt mông ngựa, đạt được Phạm Anh tiên sinh tín nhiệm, từng bước cao thăng, rốt cục lên làm Phạm phủ tổng quản. Hắc hắc, nói đến đây, Trần A Tam kìm lòng không đặng đưa tay chùi miệng một cái. Tựa hồ đối với Lâm Thành đạt thẳng tới mây xanh vô hạn ao ước. Cái gọi là trong phủ tổng quản, nói cho cùng bất quá là cái hạ nhân đầu mục mà thôi, lại uy phong hiển hách, người hầu thân phận từ đầu đến cuối đi không xong. Đương nhiên tại Trần A Tam trong mắt, có thể cho Phạm Anh tiên sinh làm người hầu đầu mục, cái kia cũng so hắn bộ dáng như hiện tại không biết muốn uy phong gấp bao nhiêu lần. Đến thiếu Lâm Thành đạt liền có thể tại Kim Hải bờ khách sạn mạo xưng đại gia, hắn Trần A Tam lại chỉ có thể làm hắn mật thám. Phạm Anh tiên sinh lợi hại như vậy, cái khác ba nhà liền không có ý kiến a. Tiêu Phàm tiếp tục hỏi, thần sắc có chút chú ý. Có ý kiến a, làm sao lại không có ý kiến đâu. Nhất là Hoàng gia, đối Phạm gia ý kiến nhưng lớn. Mấy năm này, ỷ có giảm nhiều đầu sư làm hậu thuẫn, Phạm gia liều mạng mở rộng, bốn phía đoạt gia tộc khác sinh ý, cái khác ba nhà ý kiến rất lớn. Trước đó không lâu, Hoàng gia đã công nhiên cùng Phạm gia không để ý mặt mũi, ra tay đánh nhau. Cơ Khinh Sa nghe xong, lập tức hứng thú a, ra tay đánh nhau. Hoàng gia chẳng lẽ không sợ Phạm gia hàng đầu sư sao? Hắc hắc,
Phạm gia có giảm nhiều đầu sư chỗ dựa, Hoàng gia cũng có a. Bọn hắn có tiền như vậy, nhất định có thể tìm tới giảm nhiều đầu sư bảo hộ. Lại nói, Hoàng gia cùng chúng ta nơi này, Ngọc Dương Quan, đạo trưởng quan hệ phi thường tốt. Hàng đầu sư lợi hại, Ngọc Dương Quan, các đạo trưởng cũng không phải ăn chay. Nghe Trần A Tam giọng điệu này, hắn ở sâu trong nội tâm hay là hướng về Hoàng gia cùng Ngọc Dương Quan. Dù sao hắn cũng là người Hoa, cùi trỏ không thể ra bên ngoài ngoặt. Đối Phạm Anh hành vi, rất không quen nhìn. Tiêu Phàm cùng Cơ Khinh Xa liếc nhau, đều khẽ gật đầu một cái. Chương 448, quá yêu. Diễn nghệ đại sảnh tan cuộc về sau, kim đồng hồ đã chỉ hướng trời vừa rạng sáng. Cũng không phải là mỗi cái khách nhân đều sẽ kiên trì đả trễ như vậy, may mà diễn nghệ đại sảnh là tương đối độc lực, cách âm hiệu quả phi thường tốt, bằng không mà nói, nhất định sẽ gây nên các du khách kháng nghị. Dù sao đại đa số nước ngoài du khách đến nơi đây du lịch, sắp xếp thời gian bên trên đều tương đối chặt chẽ, nhất định phải đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, nếu như ngủ quá muộn, sáng ngày thứ hai dậy không nổi, liền sẽ chậm trễ toàn bộ hành trình. Phạm Linh gỡ trang, thu thập một chút đơn giản vật phẩm tùy thân, vịn vách tường, chậm rãi hướng giữa thang máy đi đến. Vừa rồi khiêu vũ thời điểm, bởi vì Lâm Thành đã quấy rối, Phạm Linh bị kinh sợ, tân hoan ý loạn, không cẩn thận liền đau chân. Mắt cá chân chỗ đã có chút sưng đỏ, mỗi đi một bước đều cảm thấy từng đợt đâm nhói. Nước mắt kìm lòng không đặng từ Phạm Linh hơi có vẻ tái nhợt, mang theo một chút thần sắc có bệnh trên gương mặt chảy xuôi xuống tới. Phụ thân qua đời đã hơn một năm, gia đình phá sản, Phạm Linh bị bất đắc dĩ ra tự mưu sinh kế cũng có gần thời gian một năm, mặc dù nói tại Kim Hải bờ diễn nghệ đại sảnh biểu diễn múa cột thu nhập coi như không tệ, nhưng so sánh với gia đình thiếu nợ đến, hoàn toàn chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đã qua một năm, Phạm Linh liều mạng bớt ăn bớt mặc, trừ thanh toán mẫu thân tiền chữa trị dùng cùng mình mức thấp nhất độ tiền sinh hoạt dùng bên ngoài, tiền lương liền còn thừa không có mấy. Ép trả nợ người lại tuyệt sẽ không thương tiếc nàng. Thời gian vừa đến, nhất định tới cửa. Thời gian là rất khổ, nhưng cắn răng còn có thể kiên trì nổi. Lâm Thành đã quấy dày, mới là khiến Phạm Linh trong lòng sợ hãi nguyên nhân căn bản. Cái này hèn mọn sắc lang, chắc chắn sẽ không buông tha mình. Điểm này, Phạm Linh trong lòng hiểu rõ. Rất sớm trước kia, Lâm Thành Đạc liền từng bởi vì nhìn lén trong nhà hầu gái tắm rửa mà nhận ra trưởng trùng điệp trách phạt. Nếu không phải xem ở hắn qua đời phụ thân đi theo Phạm gia nhiều năm phân thượng, sớm đã đem cái này vô sỉ ra hỏa đuổi ra Phạm phủ. Từ đó về sau, Lâm Thành Đạc rất là trung thực một hồi, đoàn người cũng liền dần dần quên đi hắn việc xấu. Ai ngờ Phong Vân đột biến, thương yêu nhất đường ca của nàng Phạm Nhạc bỗng nhiên mất tích, một cái khác đường ca Phạm Anh thượng vị, trở thành Phạm gia gia trưởng. Khỏi phải mấy năm, liền đem phụ thân nàng, cũng chính là Phạm Anh gọi tam thúc trưởng bối tươi sống bức tử, đưa nàng nhà làm cho phá sản, ngày xưa thiên kim tiểu thư, lập tức liền lưu lạc thành tại chuẩn sắc tình nơi trốn diễn xuất múa cột nữ lang. Lâm Thành Đạc lại đột nhiên phát đạt lên, không biết dùng loại thủ đoạn nào thu hoạch được Phạm Anh tín nhiệm. Lập tức bình bộ thanh vân, thành Phạm phủ chạm tay có thể bỏng đại nhân vật, trước mặt mọi người thả ra gió đến, nói là nhất định phải thanh Phạm Linh đoạt tới tay. Cứ việc Lâm Thành Đạc mỗi một lần đến quấy rầy, Phạm Linh đều không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng Phạm Linh cũng biết, loại này chống cự khẳng định sẽ càng ngày càng không có tác dụng. Cuối cùng có một ngày, thời cơ chín muồi. Lâm Thành Đạc sẽ đến cứng rắn. Phạm Linh không biết nên làm sao bây giờ. Còn có Hoàng Dũng Huy. Cái này Hoàng gia ngoan ngoãn tiểu thiếu gia, cũng rất để Phạm Linh đau đầu. Trong đầu loạn thất bát tao nghĩ đến, Phạm Linh rốt cục chậm rãi chuyển đến giữa thang máy, dưới đến bãi đậu xe dưới đất. Hướng về cách đó không xa đặt lấy một đài tiểu trợ lực xe đi đến. Đây là Phạm Linh xe hơi, mắt cá chân bị chật, Phạm Linh vẫn không nỡ bỏ tiền ngồi taxi. Nhìn xem có thể hay không miễn cưỡng cưỡi tiểu trợ lực xe trở về. Phạm Linh còn chưa đi đến trợ lực trước xe, cây cột phía sau bỗng nhiên chuyển qua một người ra. Đem Phạm Linh giật mình kêu lên, đây là người trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Điển hình người Hoa đặc thù, dáng người gầy yếu, mang theo một bộ kiếng cận, nhã nhặn thanh tú cực kỳ, trong tay còn bưng lấy một bó to hoa hồng, mỉm cười hướng lấy Phạm Linh đi tới. Cùng thấy rõ người tới. Phạm Linh đầu tiên là vỗ vỗ sung mãn ngực, nhẹ nhàng thở phào một cái, lập tức liền tấm dưới mặt đến, nói, Hoàng nhị thiếu, ngươi tại sao lại đến rồi? Ta không phải đã nói với ngươi, xin ngươi đừng lại đến quấy rầy ta a. Vị này nhã nhặn thiếu niên, chính là Lạc Gia Thành người Hoa nhà giàu nhất Hoàng Thanh Vân nhị nhi tử Hoàng Dũng Huy, người Hoa thượng tầng xã hội nổi danh ngoan ngoãn tử. Đánh tiểu nghe lời, hiểu chuyện, không nghịch ngợm không ầm ĩ, chăm chỉ hiếu học, nhã nhặn thủ lễ.
thế gia trưởng bối chỉ cần vừa nhắc tới hoàng gia nhị thiếu, cũng nhịn không được muốn duỗi ra ngón tay cái, tán một tiếng tốt. Phạm Linh cùng Hoàng Dũng Huy cứ việc cùng thuộc người hoa thượng tầng xã hội một viên, trước kia đều chưa từng chạm qua mặt. Ai ngờ trước đó không lâu, Hoàng Dũng Huy tại một cái rất ngẫu nhiên trường hợp đụng phải Phạm Linh về sau, lập tức liền vì nàng mê, không chút do dự triển khai truy cầu. Hoàng Dũng Huy một mực tại nhà ấm bên trong trưởng thành, rất con mọt sách, chớ nhìn hắn ở nơi công cộng nhất quán nho nhã lễ độ, ứng đối ung dung, đối rất nhiều chân chính nhân tình thế sự, lại cũng không hiểu được. Phạm Linh niên kỷ gần giống như hắn, nhưng mà có một năm này phong trần lịch luyện, tâm trí bên trên xa so Hoàng Nhị Thiếu muốn thành thục được nhiều. Nếu như là tại lúc trước, Phạm gia còn chưa có xảy ra kịch biến, phụ thân nàng vẫn còn chưa qua thế, Phạm gia tam tiểu thư cùng Hoàng gia Nhị Thiếu gia ở giữa, ngược lại là phi thường xứng đôi. Hoàng Dũng Huy cứ việc không phải Phạm Linh 10 điểm thích cái chủng loại kia nam hài tử loại hình, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Cường cường liên hợp, đây là rất nhiều hải ngoại người Hoa gia tộc để mà gắn bó lẫn nhau quan hệ mật thiết một loại thường dùng nhất thủ pháp. Bất quá tình hình bây giờ tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Phạm Linh gia đình đã hoàn toàn xuống dốc, biến thành nghèo rất mùng tơi giai tầng, còn gánh vác lấy cách xù nợ nần, Phạm Linh mình cũng biến thành quần áo bại lộ múa cột nữ lang. Mỗi đêm tại Kim Hải bờ khách sạn diễn nghệ đại sảnh loại này rồng rắn lẫn lộn địa phương vì đến từ các nơi trên thế giới đám nam nhân biểu diễn nóng bỏng nhiệt vũ. Loại này thân phận, hoàng gia làm sao có thể đón thêm thụ nàng vì nhị thiếu nãi nãi. Phạm Linh rất thanh tỉnh, cái này nhất định là một kết quả không có bất kỳ cái gì huyền niệm tình yêu cố sự. Đã như vậy, cần gì phải bắt đầu. Lanh canh, ta là thật tâm. Hoàng Dũng Huy quả nhiên là ngoan ngoãn tử, nghe Phạm Linh nói như vậy, lập tức liền dừng bước. Bưng lấy hoa tươi, không còn dám hướng phía trước, một đôi chiếu lấp lánh con ngươi lại thẳng tắp nhìn qua Phạm Linh, đầy là chân thành, nóng bỏng. Phạm Linh ngầm thở dài, nàng làm sao không biết Hoàng Dũng Huy là thật tâm, đứa nhỏ này ánh mắt, như vậy thanh tịnh, không có chút nào ngân tà cùng xảo trá, một chút liền có thể trực tiếp nhìn thấy nội tâm của hắn chỗ sâu. Hoàng Nhị Thiếu, ta đã nói với ngươi rồi, giữa chúng ta không có khả năng. Minh biết không tương lai, tại sao phải bắt đầu? Tại sao phải lẫn nhau tổn thương? Cho nên, mời ngươi đi, không muốn lại tới quấy rầy ta. Có như vậy một sát na, Phạm Linh kỳ thật đã bị hắn đánh động, nghĩ muốn liều lĩnh đáp ứng. Kệ mẹ nó chứ, đều đã dạng này, trước yêu lại nói. Nhưng là sau một khắc, Phạm Linh lại lập tức đem loại nguy hiểm này cảm xúc thật sâu chôn giấu, tiếp tục sụ mặt, không khách khí chút nào nói. Nhưng là dùng từ hay là lên một chút biến hóa rất nhỏ, là quấy rầy mà không phải quấy rầy. Vì cái gì không có khả năng? Giữa chúng ta vì cái gì không có tương lai? Là không phải là bởi vì, người thiếu rất nhiều nợ. Không quan hệ, ta giúp người còn. Hoàng Nhị Thiếu có chút tức giận, bỗng nhiên đề cao âm điệu, chật chội bãi đậu xe dưới đất lập tức vang lên ong ong tiếng vang. Phạm Linh liền cười, nói, người giúp ta trả, người có bao nhiêu tiền mừng tuổi. Hoàng Dũng Huy trước mắt còn tại cầu học, chưa tốt nghiệp. Hoàng thị tập đoàn dưới mắt là từ đại ca hắn Hoàng Cao Huy tại hiệp trợ phụ thân Hoàng Thanh Vân trưởng quản. Hoàng Dũng Huy trắng nõn gương mặt lập tức đỏ bừng lên. Rất hiển nhiên, Phạm Linh câu nói này đâm bị thương hắn, loại này vừa mới thành niên nam hài, kiêng kỵ nhất người khác nói hắn là tiểu hài tử còn không có lớn lên. Không sao, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta, ta lập tức liền sẽ đi cầu ta đại ca, hắn thương yêu nhất ta, nhất định sẽ giúp chúng ta. Nhiều nhất ta thanh cổ phần của công ty chuyển nhượng cho hắn tốt. Cái này cũng không quan hệ. Ta có tay có chân, tương lai bằng cố gắng của mình, cũng có thể nuôi sống chúng ta, nuôi sống người một nhà. Hoàng Dũng Huy lớn tiếng nói, kìm lòng không đặng ưỡn ngực. Phạm Linh cười lạnh nói, không có khả năng. Hoàng Nhị Thiếu, người quá ấu. Người đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hoàng Đại Thiếu cũng không phải ngươi, hắn tuyệt sẽ không đồng ý ngươi hồ nháo như vậy. Ngươi là Hoàng gia thiếu gia, đương nhiên muốn cưới một cái danh môn khuê tú. Tương lai hoàng gia gia sản, có ngươi một nửa, hắn làm sao có thể đồng ý chuyện của chúng ta? Ngươi có biết hay không, hiện tại các ngươi hoàng gia cùng Phạm gia đang đánh trận. Ba ba của ngươi cùng đại ca ngươi, đều hận chết chúng ta Phạm gia người. Phạm Anh tập trung tinh thần muốn vượt trên hoàng gia, trở thành lạc gia thành người Hoa mới nhà giàu nhất. Từ khi hắn xuất trưởng Phạm gia về sau, vẫn tại cùng hoàng gia minh tranh ám đấu, gần nhất hai đại gia tộc càng là trực tiếp vạch mặt, tranh đấu từ chỗ tối chuyển rời đến chỗ sáng. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Hoàng Dũng Huy bỗng nhiên chạy về nhà cùng đại ca nói, mình muốn cưới một cái Phạm gia cô nương làm vợ, mà lại là cùng Phạm Anh liên hệ máu mủ rất gần đường muội, Hoàng Cao Huy chỉ sợ trực tiếp liền một cái bàn tay phiến đi qua. Hoàng gia hai huynh đệ,
là có tiếng hai thái cực. Nhị đệ Hoàng Dũng Huy ấm lương cung kiệm nhường, là điển hình thánh nhân môn đồ, đại ca Hoàng Cao Huy họ cách lại cực kỳ kiên nghị, chẳng những hoàn toàn kế thừa Hoàng Thanh Vân tại thương nghiệp bên trên khôn khéo, sát phạt quyết đoán, còn hơn, có thể nói trò giỏi hơn thầy. Không giống, người cùng Phạm Anh hoàn toàn không giống, cái này ai cũng biết, người cũng là người bị hại. Hoàng Dũng Huy lập tức kêu lên, người yên tâm, ta đại ca không phải không nói đạo lý người, chỉ cần hướng hắn giải thích rõ ràng, hắn nhất định sẽ lý giải chúng ta. Hoàng Dũng Huy luôn mồm chỉ nhắc tới đến đại ca hắn, lại không đề cập tới phụ thân hắn Hoàng Thanh Vân, lại không biết là loại nguyên nhân nào. Phạm Linh cười khổ một tiếng, nói, Hoàng Nhị Thiếu, ngươi quá ngây thơ, ngươi là nghĩ như vậy, đó là bởi vì ngươi thích ta. Nhưng là các ngươi hoàng gia tất cả những người khác, đều không sẽ nghĩ như vậy. Ta một ngày là Phạm Anh đường muội, liền mãi mãi cũng là đường muội của hắn. Loại quan hệ này, cho dù ai đều cải biến không được. Mắt thấy Hoàng Dũng Huy còn muốn mở miệng, Phạm Linh khoát tay ngừng lại hắn, nói thật xin lỗi, Hoàng Nhị Thiếu, quá muộn, ta muốn về nhà, còn muốn cho ta mụ mụ nấu thuốc. Nói, Phạm Linh liền nâng lên đùi phải, muốn vượt qua trợ lực xe, không ngờ mắt cá chân chỗ đau đớn một hồi truyền đến, Phạm Linh ai nha một tiếng, liền té ngã trên đất, trợ lực xe cũng nghiêng qua một bên. Lanh canh, ngươi thế nào? Ngươi không sao, Hoàng Dũng Huy giật nảy cả mình. Liền vội vàng đem trong tay hoa tươi để qua một bên, luống cuống tay chân tiến lên đây, hai tay ôm Phạm Linh hướng Kỳ Lạp. Nha, cái này quang trời hóa nói, trước công chúng, hai vị đây là làm gì đâu? Trình diễn bức tranh tình dục sống động a. Đúng lúc này, một cái nói năng ngọt xớt thanh âm rất đột ngột vang lên, còn kèm theo ba ba tiếng vỗ tay, tại thấp bé bãi đậu xe dưới đất bên trong, tiếng vang trận trận, nghe đặc biệt khiếp người. Chương 449, là người hay quỷ? Giờ phút này xuất hiện cái này tên đáng ghét, dĩ nhiên chính là Lâm Thành Đạc. Cũng không biết hắn có phải là một mực liền trốn ở phụ cận, hay là may mắn gặp dịp, tóm lại hắn cứ như vậy rất đột ngột xông ra. Mà lại xuất hiện không chỉ hắn một cái, còn có ba bốn tên tùy tùng, từng cái dáng người thấp nhỏ, làn da ngăm đen, tướng mạo xấu xí, mang theo rõ ràng bản địa thổ dân đặc thù. Lại tựa hồ như không phải lúc trước cùng ở bên cạnh hắn mấy người kia. Lâm Thành Đạc mặc dù đã trở thành Phạm phủ tổng quản, dù sao căn cơ còn, kiêm mà hắn tướng mạo vốn là xấu xí hèn mọn, đa số người Hoa, dù là trước kia giống như hắn địa vị thấp người hầu, cũng không nguyện ý đi theo ký đuôi. Lâm Tổng quản tiểu đệ, cũng chỉ có thể tại bản địa thổ dân bên trong chọn lựa. Những này bản địa thổ dân, ngược lại là không có ghét bỏ Lâm Tổng quản dung mạo khó coi, dù sao bọn hắn càng khó coi hơn, đại ca không nói nhị ca. Hoàng Dũng Huy cùng Phạm Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, đều thất kinh, Hoàng Dũng Huy càng là giang hai tay ra. Ngăn ở Phạm Linh trước người, gắt gao tiếp cận cười đùa tí từng đi tới Lâm Thành Đạc cùng mấy tên thổ dân tùy tùng, khẩn trương hỏi, ngươi là ai? Muốn làm gì? Trong mắt hắn, người thổ dân đều là không học thức dã man nhân, đáng sợ đến vô cùng. Lâm Thành Đạc cùng người thổ dân dáng dấp cực kỳ tương tự, Hoàng Dũng Huy trực tiếp đem hắn cũng làm thành người thổ dân. Lâm Thành Đạc cứ việc ngày thường hèn mọn không đập vào mắt, đầu xoay chuyển thế nhưng là không chậm, lập tức liền phát giác được Hoàng Dũng Huy hiểu lầm. Lập tức rất là không cam lòng. Nghĩ hắn Lâm Tổng quản, phí bao nhiêu tâm tư, mới rốt cục bò cho tới hôm nay cao vị, làm sao có thể lại bị người cho rằng là người thổ dân. Ha ha, nguyên lai là Hoàng Nhị Thiếu, người tốt. Ta gọi Lâm Thành Đạc, là Phạm Anh tiên sinh sinh hoạt trợ lý. Nói chính là hán ngữ, dùng cái này đến cho thấy mình người Hoa thân phận. Sinh hoạt trợ lý, Hoàng Dũng Huy không khỏi sững sờ, tựa hồ có chút làm không rõ ràng cái này là loại nào danh hiệu. Trước kia là trong nhà, Hoa Vương, bây giờ tại trong phủ quản chút việc vặt vãnh. Phạm Linh lập tức rất đơn giản cho Hoàng Dũng Huy làm giải thích. Trong giọng nói, tràn đầy chán ghét, mang theo rõ ràng khinh thường. Hoàng Dũng Huy ngược lại là không có xem thường hạ nhân, ngược lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu là Phạm phủ người, nói rõ lẫn nhau đều là nhận biết, bắt đầu còn tưởng rằng là đụng phải ăn cướp, nhưng liền có hơi phiền toái. Lập tức khách khí đối Lâm Thành Đạc nói, Lâm tiên sinh, người tốt. Ta không được, Lâm Thành Đạc cũng là gọn gàng dứt khoát động nói. Hoàng Dũng Huy lập tức bị nghẹn lại, không biết nên như thế nào tiếp theo. Gia hỏa này không theo quy củ ra bài A. Lâm Thành Đạc chỉ một ngón tay Phạm Linh, cười lạnh nói, Hoàng Nhị Thiếu. Ngươi ở đây dây dưa bạn gái của ta làm cái gì? Bạn gái, ai là bạn gái của ngươi? Hoàng Dũng Huy không hiểu thấu. Phạm Linh rốt cuộc không nghĩ tới, Lâm Thành Đạc sẽ vô sỉ như vậy. Thế mà trực tiếp lấy bạn trai của nàng tự cho mình là, trên thế giới này, còn có như thế có thể đổi trắng thay đen người,
tức giận đến nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Hoàng nhị thiếu, ta cảnh cáo ngươi a, đừng tưởng rằng trong nhà có tiền liền có thể khi nam phách nữ, làm sằng làm bậy. Phạm Linh là bạn gái của ta, Phạm Anh tiên sinh chính miệng hứa cho ta. Ngươi nếu là thức thời một chút lời nói, cảm kích xéo đi. Không phải, lão tử muốn ngươi đẹp mặt. Lâm Thành Đạc đổi sắc mặt, hung tợn nói. Nếu là đặt trước kia, liền cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đối hoàng gia nhị thiếu nói như vậy. Mặc dù hắn là Phạm phủ người, hoàng gia muốn bóp chết hắn, cũng như bóp chết cái con kiến dễ dàng. Phạm phủ tuyệt sẽ không vì hắn dạng này một cái không quan trọng gì hạ nhân. Đi cùng hoàng gia trở mặt, Lạc gia thành người Hoa tứ đại gia tộc, ngoài mặt vẫn là đoàn kết nhất trí, cùng tiến cùng lui. Hiện tại đương nhiên không giống, trước mắt Lâm Thành Đạc, nhưng không còn là Hoa vương, mà là Phạm phủ tổng quản. Đặc biệt quan trọng chính là, Phạm gia cùng hoàng gia đã vạch mặt, toàn diện khai chiến, Lâm Thành Đạc tự nhiên không lại sợ hãi hoàng gia người, nhất là sẽ không sợ sệt cái này đần độn con mọt sách Hoàng Dũng Huy. Nếu như tối nay ở đây đem hoàng gia nhị thiếu hung hăng thu thập dừng lại, nói không chừng Phạm tiên sinh biết về sau, còn sẽ thật lớn có thưởng. Lâm Thành Đạc, người nói hưu nói vượn, ai là bạn gái của ngươi? Ngươi thật không biết xấu hổ. Phạm Linh rốt cục lấy lại tinh thần, dắt cổ hét dầm lên, toàn bộ bãi đậu xe dưới đất đều quanh quẩn nàng phẫn nộ tiếng giống. Nhiều năm tốt đẹp gia giáo, đã sớm để Phạm Linh dưỡng thành rất tốt quen thuộc. Bình thường tuyệt đối sẽ không tại bên ngoài trường hợp dạng này âm thanh kêu to, có sai lầm thục nữ thân phận. Cái này thực tế là bị Lâm Thành Đạc khí được. Lâm Thành Đạc hướng trên người nàng dội khác nước bẩn cũng liền thôi, Phạm Linh cũng có thể lờ đi hắn. Mấu chốt hắn ngay trước Hoàng Dũng Huy trước mặt, nói mình là hắn bạn gái, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Nhìn thấy Lâm Thành Đạc tấm kia đen nhánh mặt, bên ngoài lật khô vàng răng, Phạm Linh chỉ cảm thấy từng đợt buồn nôn. Rốt cuộc muốn một cái dạng gì nữ nhân, mới có thể chịu thụ gương mặt này, chịu đựng cái này miệng răng. Liền ở bên cạnh cách đó không xa một chiếc xe bên trong, Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa, Phạm Nhạc chính mục thấy đây hết thảy, Cơ Khinh Sa mỉm cười đối Phạm Nhạc nói, Phạm Nhạc, muội muội của ngươi thích Hoàng Dũng Huy. Ừm, Phạm Nhạc song mi nhẹ nhàng một dương, tựa hồ có chút không hiểu Cơ Khinh Sa làm sao làm ra như thế chắc chắn phán đoán. Đối chuyện nam nữ. Phạm Nhạc kinh nghiệm so sánh với Tiêu Chân Nhân cũng phong phú không có bao nhiêu. Cơ Khinh Sa cười đáp, bằng trực giác, nàng nếu là không quan tâm Hoàng Dũng Huy, liền sẽ không như vậy sinh khí. Bên kia toa, tự nhiên ai cũng không có chú ý, cách đó không xa còn có người một mực đang nhìn chăm chú bọn hắn. Lâm Thành Đạc lúc này đã hoàn toàn trở mặt, tham lam nhìn chằm chằm Phạm Linh xinh xắn dung nhan cùng đầy đặn xinh đẹp tư thái, nuốt nước miếng một cái, hung tợn mắng, người cái không đàn bà không biết xấu hổ. Rõ ràng là bạn gái của ta, lại ở đây cùng nam nhân khác hẹn hò. Lập tức cùng ta trở về, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi không muốn mặt, ngươi vô sỉ, ngươi thả, đánh giám. Phạm Linh trong cơn tức giận, lời thô tục thốt ra mà ra. Lâm tiên sinh, lời không thể nói loạn. Nói Phạm tiểu thư là bạn gái của ngươi, có ai làm chứng cho ngươi? Hoàng Dũng Huy cố nhiên không có kinh nghiệm xã hội gì, người lại cực kỳ thông minh, qua ban sơ hỗn loạn kỳ. Lập tức liền lấy lại tinh thần, Lâm Thành Đạc đây không phải hung hăng càn quấy, hoàn toàn chính là cố ý, muốn lấy dạng này lấy cớ cưỡng ép cướp đi Phạm Linh. Hoàng Dũng Huy tuyệt không tin, Phạm Linh sẽ không thích hắn ngược lại thích dạng này một cái xấu xí hèn mọn khó coi ra hỏa. Ngoá nó, lão tử nói nàng là được, cút, mẹ nó tiểu bạch kiểm, không muốn cho thể diện mà không cần. Tin hay không lão tử đem ngươi đánh thành đầu heo, hiển nhiên, Lâm Thành Đạc kiên nhẫn đã hao hết. Cũng không tiếp tục nguyện ý ở đây vòng quanh, vọt thẳng lấy Hoàng Dũng Huy kêu la, giữ tợn diện mạo lộ rõ. Cho lão tử bên trên, thanh nữ nhân này áp tải đi. Lâm Thành Đạc hướng về phía bên người mấy cái thổ dân tùy tùng giống to một tiếng, đương nhiên, nói là bản địa thổ dân ngôn ngữ. Hoàng Dũng Huy cùng Phạm Linh ở lâu Lạc Gia Thành, đối bản thổ dân thường dùng ngữ, cũng có thể nghe được rõ ràng, Phạm Linh không khỏi sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đưa tay giữ chặt Hoàng Dũng Huy cánh tay. Vội vã nói, Hoàng nhị thiếu, ta không phải bạn gái của hắn, hắn nói hưu nói vượn. Phạm Linh tâm lý nắm chắc, đêm nay chỉ cần bị Lâm Thành Đạc bọn người cướp đi, hậu quả coi là thật sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Cứ việc song phương chúng quả cách xa, Hoàng Dũng Huy lại là cái nổi danh ngoan ngoãn tử, còn mọt sách, rõ ràng không phải mấy cái này như lang như hổ người thổ dân đối thủ. Thế nhưng là chân mình mắt cá chân bị chật, ngay cả chạy đều chạy không nhanh, trong lúc này, cũng chỉ có cái này con mọt sách có thể ỉ lại. Ta biết, ta sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt sẽ không để bọn hắn đem ngươi mang đi, ngươi yên tâm tốt.
Uy, các ngươi đừng tới đây, ta báo cảnh. Ai nha, các ngươi làm gì, ai nha? Đáng thương hoàng gia nhị thiếu, Lăng Mạo xưng anh hùng hảo hán vẫn chưa tới một giây đồng hồ, liền bị cùng nhau tiến lên mấy cái người thổ dân theo ngã xuống đất, loạn quyền mãnh nện mà xuống. Hoàng gia nhị thiếu từ xuất sinh đến bây giờ, gì từng trải qua loại tình hình này, tự nhiên là nửa phân sức hoàn thủ đều không có. Phạm Linh rít lên một tiếng, cũng không biết đánh khí lực ở đâu ra, bỗng nhiên đem mấy cái người thổ dân đều đẩy ra, nhào vào Hoàng Dũng Huy trên thân, lấy thân thể của mình bảo vệ hắn. Lập tức, Phạm Linh chỉ cảm thấy da đầu siết chặt, lại nguyên lai bị Lâm Thành Đạc một thanh nắm chặt tóc thật dài, bỗng nhiên kéo lên. Gái điếm thúi, cho thể diện mà không cần. Thật sự coi chính mình hay là cao cao tại thượng tam tiểu thư a. Ta nhổ vào, tối nay lão tử liền muốn làm ngươi, nhìn ngươi có thể đem lão tử thế nào. Lâm Thành Đạc gắt gao nắm chặt Phạm Linh tóc, từ trên cao nhìn xuống tiếp cận nàng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, nguyên bản liền xấu xí hèn mọn mặt đen, vặn vẹo thành phim hoạt hình mặt nạ bộ dáng, hai mắt bị đốt đến đỏ bừng đỏ bừng. Phi, Phạm Linh một ngụm nước miếng phun hắn một mặt, gái điếm thúi, để ngươi ngạo khí, lão tử để ngươi ngạo khí. Đánh không chết ngươi. Lâm Thành Đạc giận tím mặt, nắm chặt Phạm Linh tóc, đưa nàng đầu liền hướng Hoàng Dũng Huy trên thân đi đụng. Dừng tay, một tiếng nổi giận hét lớn bỗng nhiên truyền đến. Cách đó không xa cửa xe mở ra, Phạm Nhạc nhảy xuống, tức giận không thôi tiếp cận bên này, con mắt cũng là huyết hồng, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra liệt hỏa, đem đám người kia nướng cháy. Nhị ca, vốn đã vựng đầu chướng não Phạm Linh, bỗng nhiên thốt ra. Đối thanh âm này, nàng thực tế quá quen thuộc, coi như tiếp qua mấy chục năm, cũng sẽ không quên. Cơ Khinh Sa cho Phạm Nhạc cải biến dung mạo, lại không có thay đổi thanh âm của hắn. Thực tế Phạm Nhạc vốn chính là loại kia cực độ trầm mặc ít nói người, mà lại hứa hẹn tuyệt sẽ không đi tìm Phạm Anh phiền phức. Nhìn tính vạn tính, không có tính tới sẽ có Phạm Linh một màn như thế. Đáng tiếc lúc này, lại muốn ngăn cản Phạm Nhạc, rõ ràng đã kinh biến đến mức không có khả năng. Thiếu gia. Chẳng những Phạm Linh lọt vào tai liền nghe ra Phạm Nhạc thanh âm, Lâm Thành Đạc cũng giống vậy nghe ra, không khỏi quá sợ hãi, trừng lớn một đôi mắt, hoảng sợ muôn dạng nhìn về phía bên này, một chút tử biến thành tượng đất. Phạm Nhạc trầm mặt, từng bước một hướng về Lâm Thành Đạc đi qua. Không, không phải nói, thiếu gia đã sớm chết sao? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là quỷ? Tại Nam Dương, quỷ không phải mê tín, thậm chí cũng không phải truyền thuyết. Mà là thật sự tồn tại một loại nào đó sinh vật. Cơ hồ mỗi người đều có thể nói ra một chút cùng quỷ có liên quan cố sự. Lâm Thành Đạc bắt đầu run rẩy, thật giống như trong gió lạnh hàn chim di trú, run thành một trương lá rụng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ trán của hắn cuồn cuộn mà xuống, trôi thành một dòng sông nhỏ. Chương 450, Tiêu Chân Nhân cũng sẽ hàng đầu thuật. A, à, mấy cái thổ dân người nhưng lại không biết ở trong đó nguyên nhân. Mắt thấy Phạm Nhạc từng bước một đi tới, trong mắt huyết quang đại phóng, rõ ràng muốn gây bất lợi cho bọn họ. Thổ dân người coi như nhịn không được, một tiếng rú lên, bỏ qua không hề có lực hoàn thủ Hoàng Dũng Huy, từng cái vén lên tay áo, hướng về Phạm Nhạc phóng đi. Tiên hạ thủ vi cường, thổ dân người không học thức, nhưng cũng minh bạch cơ bản nhất chiến tranh nguyên lý. Đương nhiên, minh bạch chiến tranh nguyên lý là một chuyện, có phải là có thực lực đánh thắng, kia lại là một chuyện khác. Luận đơn binh sức chiến đấu, thổ dân người đúng là so nơi đó người Hoa còn mạnh hơn như vậy một chút. Dù sao Hoa nhiều người mấy nhận qua giáo dục cao đẳng, là người văn minh, mà địa phương thổ dân, thì là chính cống dã man nhân. Những này thổ dân người từng cái còm nhom, lại 10 điểm linh hoạt, rất tốt đền bù khí lực không đủ thiếu hụt, nhất là quan trọng chính là, không giảng đạo lý, hung hãn không sợ chết. Tục ngữ đều nói, hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Nhưng rất không may. Mấy cái này không muốn sống thổ dân người, đụng tới chính là Phạm Nhạc. Long môn phái tiên thiên huyền công dòng chính truyền nhân. A, à, một tiếng thê lương bi thảm, dẫn đầu truyền ra, không nói truyền khắp toàn bộ bãi đậu xe dưới đất, tối thiểu nhất nửa cái bãi đỗ xe người đều có thể nghe tới, khiếp người hãi đến tận xương tủy đầu đi. Cái thứ nhất cùng Phạm Nhạc giao thủ thổ dân người, che lấy hạ thân của mình ngã xuống, giống con tôm đồng dạng, cuộn thành một đoàn, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền biến thành trầm thấp rên rỉ. Gầy tiểu đen nhánh thân thể không ngừng run rẩy, miệng bọt trắng tuôn ra sắp xuất hiện tới. Xa xa, Cơ Khinh Sa không khỏi có chút nhíu mày. Vừa tức giận vừa buồn cười. Long môn phái tiên thiên huyền công chính là đạo môn chính tông truyền thừa, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, truyền lại võ công quang minh chính đại. Từng có lúc, từng có dạng này âm hiểm chiêu số. Để hắn hảo hảo xả giận,
Tiêu Phàm ở một bên mỉm cười nói. Một hơi này, Phạm Nhạc một nghẹn chính là nhiều năm, mấy cái này thổ dân người mặc dù không phải kẻ cầm đầu, lại vận khí không tốt, đần độn hướng Phạm Nhạc trên họng súng đụng, quả nhiên là tự tìm đường chết. Ngay sau đó, một trận chói tai tiếng xương nứt truyền ra, cái thứ hai thổ dân người ngã trên mặt đất, hai tay vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng. Dưới tình huống bình thường, người cánh tay không có khả năng vặn vẹo thành dạng này góc độ. Có chút y học thường thức người một chút liền có thể nhìn ra được, cái này thổ dân người hai tay xương cốt, đã toàn bộ vỡ vụn. Đồng thời không phải bình thường gãy xương, mà là vỡ thành từng mảnh. Cái thứ ba thổ dân người lên phi cước, thân thủ còn rất mạnh mẽ. Sau đó, một tiếng kinh thiên động địa rú thảm, hắn hai cái đùi liền có bên trong bát tự biến thành bên ngoài bát tự, cùng cái thứ nhất thổ dân người đồng dạng. Cái này thổ dân người chu lên cũng không có tiếp tục bao lâu, trong khoảnh khắc rú thảm liền biến thành rên rỉ, thanh âm bằng tốc độ kinh người yếu đi. Cả người gục ở chỗ này, run rẩy không thôi. Cái thứ tư thổ dân người rốt cục ý thức được tình huống không đúng. Ngạnh sinh sinh muốn ngừng lại mình vò tới trước thân hình, sau đó, co cẳng chạy trốn. Trước mắt người này, rõ ràng không phải sức người có thể đối kháng được, có lẽ, hắn căn bản cũng không phải là người. Chỉ tiếc, cuối cùng cái này thổ dân người cũng không có tu luyện cao minh võ công, hắn vò tới trước tốc độ quá nhanh, bỗng nhiên muốn nửa đường phanh lại, quay đầu chạy trốn, cơ hồ là không thể nào. Phạm Nhạc cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Sau đó, trợn mắt hốc mồm Lâm Thành Đạc liền nhìn xem cuối cùng cái này thổ dân người còm nhom thân thể bỗng nhiên bay lên trời đi, thật giống như cái đồ chơi búp bê, bị người một cước đá hơn nửa ngày, cạch một tiếng, quẳng xuống đến, như vậy không nhúc nhích, ngay cả nửa tiếng chu lên cũng không kịp phát ra. Cái này liên tiếp động tác, nhìn như hoa mắt, trên thực tế là trong thời gian cực ngắn hoàn thành, cùng bốn cái thổ dân người đều biến thành bán tử nhân, Lâm Thành Đạc đại trương miệng còn chưa từng khép lại, vẫn như cũ mở ra đến, nước bọt thẳng chảy xuống trôi, vẫn chưa phát giác. Phạm Nhạc gọn gàng thu thập xong mấy cái thổ dân người, vẫn như cũ chậm rãi đi thẳng về phía trước, từ từ đi tới Lâm Thành Đạc bên người. Lâm Thành Đạc cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng buông ra gắt gao nắm chặt Phạm Linh tóc. Không thể kiên trì được nữa, hai đầu gối một khúc, phù phù một tiếng quỳ xuống, hướng phía Phạm Nhạc liều mạng đập lên khấu đầu, cái trán đụng tại mặt sàn xi măng bên trên, thùng thùng rung động. Thiếu gia, ngài đại nhân đại lượng, tha ta, tha tiểu nhân đầu cầu mệnh này. Van cầu ngài, tha ta là súc sinh, ta không bằng heo chó, ta cũng không dám lại. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Thành Đạc lần thứ nhất cảm thấy tử thần cùng mình như thế tiếp cận, cơ hồ liền cầm sáng như tuyết liêm đao. Đứng tại trước mặt mình. Ngay sau đó, Lâm Thành Đạc chỉ cảm thấy trên đầu trầm xuống, một cỗ thiên quân cự lực bỗng nhiên ép đem xuống tới, đầu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bỗng nhiên cúi tại trên sàn nhà, đông một tiếng vang trầm, Lâm Thành Đạc mắt tối sầm lại, kém chút liền đã hôn mê. Trong chốc lát, nước mắt nước mũi đều xông ra, Phạm Nhạc mang giày ra chân to, trực tiếp giẫm tại trên gáy của hắn. Nhị ca, thật là ngươi a, bị dọa giẫm phát sợ quá mức. Mềm liệt tại Hoàng Dũng Huy trên thân Phạm Linh, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phạm Nhạc, miệng bên trong ăn một chút mà hỏi thăm, trên mặt lại lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc. Sớm tại mấy năm trước, Phạm Nhạc bỗng nhiên mất tích về sau, liên tục tìm kiếm hồi lâu đều không có kết quả, mọi người liền đều suy đoán, Phạm Nhạc khẳng định đã không tại nhân thế, chỉ có Phạm Linh cùng số ít mấy cái người thân nhất không chịu hoàn toàn tin tưởng. Cái gọi là sống phải thấy người chết phải thấy xác, không có thấy tận mắt đến thi thể. Nói cái gì cũng không thể tin tưởng Phạm Nhạc thật không có. Đây cũng là Phạm Linh phụ thân, Phạm Nhạc đường thúc vẫn luôn không phục Phạm Anh nguyên nhân căn bản nhất. Phạm Nhạc mới là Phạm gia chân chính người thừa kế, Phạm Anh chẳng phải là cái gì. Là ta, Lanh Canh, đứng lên, bốn mắt nhìn nhau, Phạm Nhạc ngoan lệ ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, huyết hồng con mắt cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhị ca, thật là ngươi. Phạm Linh một tiếng reo hò, nháy mắt quên đi mắt cá chân chỗ kịch liệt đau nhức. Bỗng nhiên đứng người lên, nhào tiến vào Phạm Nhạc trong ngực, ôm hắn khóc lớn lên, nước mắt không nhận mảy may cản trở chút xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Nhất quán mặt lạnh Phạm Nhạc, giờ phút này cũng chân tình bộc lộ, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy muội muội lưng, ngọng nghịu an ủi hắn. Mà bị mấy cái thổ dân người đánh ngã xuống đất hoàng gia nhị thiếu, cũng rốt cục giãy giụa lấy đứng lên, lại là mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Hoàng nhị thiếu bây giờ không có nửa điểm kinh nghiệm tranh đấu với người. Hoàn toàn không có phòng ngự chút nào năng lực, ngắn ngủi một khắc ở giữa, liền bị đánh bất thiện. Ngươi là, tê, Hoàng Dũng Huy vừa mới mở miệng, lập tức khiên động thương thế, lập tức đau đến nhe răng nhếch miệng, không chỗ ở rút khí lạnh.
Phạm Nhạc đầu tiên là nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức thu liếm thiếu dung, từ trong túi móc ra một chương đóng gói khăn ướt giấy, ném cho Hoàng Dũng Huy, lạnh lùng nói, sát một chút. Ai ai, Hoàng Dũng Huy liên tục không ngừng tiếp được khăn ướt giấy, tại khóe miệng trên mặt lau sạch nhẹ nhẹ, tê tê âm thanh không dứt bên tai. Tối nay, Hoàng nhị thiếu cái này nếm mùi đau khổ phải có hơi lớn. Thiếu gia, bị Phạm Nhạc một cái chân to một mực đạp lên Lâm Thành Đạc, cả khuôn mặt nghiêng nghiêng đặt trên sàn nhà, chỉ cảm thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, lúc nào cũng có thể chống đỡ không nổi đi, không thể không dùng hết lực khí toàn thân, khàn giọng gọi một tiếng. Dùng cái này nhắc nhở Phạm Nhạc, ngài dưới chân còn dẫm lên một người sống nào. Lâm Thành Đạc, chó của ngươi gan thật không tiểu a. Phạm Nhạc cười lạnh một tiếng, dưới chân lại thêm ba phân lực khí, Lâm Thành Đạc gục ở chỗ này, hai tay lung tung vung vẩy, nơi nào còn có thể nói tới ra lời nói tới. Phạm Nhạc, lưu loát điểm, Cơ Khinh Xa cùng Tiêu Phàm đều đi tới, nhíu mày nói. Nơi này chung quy là Kim Hải bờ khách sạn bãi đậu xe dưới đất, mặc dù đã là đêm khuya, cũng không thể cam đoan hoàn toàn không có người tới. Nếu để cho người thấy cảnh này, lại gọi điện thoại một báo cảnh, sự tình liền có hơi phiền toái, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Cùng loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân có cái gì tốt so đo. Đã bại lộ thân phận, trực tiếp xử lý chính là, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Phạm Nhạc gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Cơ Khinh Xa ý tứ, trên chân cơ bắp siết chặt, liền định lại thêm mấy phân kinh lực, trực tiếp đạp gãy Lâm Thành Đạc cái cổ, lấy hắn mạng chó. Chờ một chút, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở miệng, Phạm Nhạc cùng Cơ Khinh Xa đều nhìn qua, để hắn đứng lên, Tiêu Phàm nhẹ nói, ngữ khí lại là không thể nghi ngờ. Phạm Nhạc không hề nghĩ ngợi, lập tức buông ra chân to, khom lưng đi xuống, nắm chặt Lâm Thành Đạc quần áo gáy cổ áo, đem hắn xách lên. Phạm Nhạc tay vượn eo ong, vóc dáng xa so Lâm Thành Đạc cao lớn, ở trên cao nhìn xuống, tựa như diều hâu vồ gà con, cầm lên Lâm Thành Đạc, không tốn sức chút nào. Lâm Thành Đạc sớm đã mặt mũi bầm dập, một cái mặt đen đều vặn vẹo biến hình, một đứng thẳng người, liền liên tục không ngừng hướng lấy Tiêu Phàm cúi đầu khom lưng, miệng bên trong loạn hô gọi bậy, tiên sinh, tha mạng, tha mạng. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, trong tay thêm ra một chương màu vàng lá bùa, huyết quang chói mắt, bên trên dùng huyết hồng chu sa vẽ lấy một cái ai cũng nhìn không rõ đồ án. Không, không, tiên sinh, không, không. Vừa thấy được loại bùa chú này, Lâm Thành Đạc trong mắt lộ ra hoảng sợ muốn tuyệt thần sắc, kìm lòng không đặng lui về sau đi. Phạm Nhạc xách ở hắn phần gáy, hơi một dùng lực, Lâm Thành Đạc lập tức tựa như là dính trên mặt đất, rốt cuộc rời không động được nửa bước. Há mồm, Tiêu Phàm đối hoảng sợ của hắn nhìn như không thấy, lạnh nhạt nói. Tiên sinh, tha mạng, tha mạng. Ta cũng không dám lại, không. Sau đó liền không có thanh âm, lại nguyên lai Phạm Nhạc khẽ vươn tay, nắm hắn cằm, không thể không há to miệng, trong mắt thần sắc càng thêm hoảng sợ muôn dạng. Tiêu Phàm đưa tay trái ra ngón giữa và ngón trỏ, tại trên bùa chú họa vài vòng, miệng lẩm bẩm, chỉ thấy ánh lửa lóe lên, Tiêu Phàm trong tay phù lục bỗng nhiên liền bốc cháy lên, Tiêu Phàm duỗi tay ra, thiêu đốt lên phù lục trong chớp nhoáng liền nhét tiến vào Lâm Thành Đạc miệng bên trong. Phạm Nhạc nắm bắt hắn cầm bàn tay đi lên vừa nhấc, Lâm Thành Đạc miệng liền khép lại, lập tức hai mắt trắng dã, toàn thân run rẩy không thôi. Tật, Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm túc, quát khẽ một tiếng, tay phải ngón giữa và ngón trỏ bỗng nhiên nhô ra, điểm tại Lâm Thành Đạc mi tâm chính giữa. Lâm Thành Đạc toàn thân chấn động, như vậy đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Hàng đầu, ngươi là hàng đầu sư. Thật lâu, Lâm Thành Đạc mới run lẩy bẩy, há miệng run rẩy thấp giọng kêu lên. Trong thanh âm lộ ra lại là hoảng sợ lại là tuyệt vọng, nếu như không phải Phạm Nhạc một mực sách ở cổ của hắn, chỉ sợ sớm đã đứng không vững, hướng dưới mặt đất trượt chân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.